cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 1361, ngài làm sao lại ở chỗ này? Rất nhanh, Yến Hùng dẫn đám người Yến ra tứ thúc tới căn phòng 302. Cô gái áo đỏ và hai ả nhân viên diêm rúa, sau khi nhìn thấy Yến ra tứ thúc ra tay, từng người một cười lạnh không dứt. Lần này, để xem nữ nhân kia chết như thế nào. Âm, um, Yến Hùng một cước đem cửa phòng 302 đá văng ra. Bên trong phòng, đám người bắt đầu và thất tinh chân mày hơi hơi nhíu lên. Cái đám hỗn đản các ngươi, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Cô gái áo đỏ đốt thuốc lá, cười lạnh nhìn về phía đám người Diệp Oản Oản và Kỳ Tu Nhiễm. Con mẹ nó, xem các ngươi còn dám phách lối. Hai nữ nhân viên diêm rúa cũng cười lạnh mở miệng. Giờ phút này, Yến Gia Tứ Thúc chậm rãi đi vào phòng 302, mới vừa muốn nói gì, nhưng sau khi quét mắt một cái qua toàn trường, hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, không sợ minh, bắt đầu, thất tinh, thu thủy. Trừ mấy người này ra, trên ghế salon, một nam tử trên mặt mang theo nụ cười lãnh đạm thờ ơ, chậm rãi nhìn về phía hắn ta. Mấy đứa cầu tạp chủng các ngươi, dám đắc tội với lão tử. Yến Hùng cười lạnh, tối nay, các ngươi đều phải chết. Khô cốt, Yến gia ta và Kỳ Hoàng có chút quan hệ. Tối nay, người dám đắc tội ta, ta xem ngươi ngày mai cho Kỳ Hoàng một câu trả lời như thế nào. Nói xong, Yến Hùng hướng về phía các tinh anh Yến ra tứ thúc mang tới nói, động thủ, đem con đĩ thối tha bên cạnh gã tiểu bạch kiểm kia để lại cho ta. N. Audio điện tử võ tấn bền. Hưng mà, Yến Hùng vừa dứt lời xuống, sắc mặt Yến ra tứ thúc bỗng đại biến, trở tay đánh một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của Yến Hùng. Tứ thúc, ông làm sao lại đánh tôi? Yến Hùng bụng mặt, không giải thích được nhìn Yến ra tứ thúc. Nhưng mà, Yến gia tứ thúc lại không phản ứng lại Yến hùng, đi tới bên cạnh kỳ tu nhiễm, lập tức vội vàng cười nói, kỳ hoàng, ngài làm sao lại ở chỗ này. Lời này của lão già vừa nói ra, cô gái áo đỏ và hai ả nhân viên diêm rúa hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ, nụ cười lạnh trên mặt cũng trong nháy mắt cứng đờ. Ngoài cửa, càng ngày càng nhiều người vây xem, khó mà tin được, nam nhân kia, lại chính là đại danh đỉnh đỉnh độc lập châu, kỳ tu nhiễm kỳ hoàng. Chẳng lẽ, nữ nhân kia trước đó đánh Yến Hùng, là tình nhân của Kỳ Hoàng. Tôi thấy có thể lắm, khó trách có can đảm lớn như vậy, phách lối như vậy, nguyên lai like là ôm được bắp đùi của Kỳ Hoàng này. Lần này, Yến Hùng xui xẻo rồi. Tôi cho là chưa chắc, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Thực lực Yến ra cũng không tệ lắm, Kỳ Hoàng và một đời gia chủ trước đó của Yến ra cũng có chút quen biết. Kỳ Hoàng hẳn không có khả năng bởi vì một nữ nhân vui chơi qua đường mà trở mặt người vây xem bàn tán ẩm ý. Yến Hùng sướng sờ tại chỗ, người nam nhân kia lại chính là Kỳ Hoàng. Giờ phút này, Kỳ Tu nhiễm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói cùng bằng hữu của ta tới đây chơi, bất quá, mới vừa rồi thật giống như đắc tội người của Yến ra các ngươi rồi. Cần ta nói xin lỗi à? Nói xin lỗi, không không không, Kỳ Hoàng ngài nói cái gì mà ái náy, đều là đứa cháu kia của tôi không có mắt, có khả năng chơi bời nên xảy ra điều gì hiểu lầm. Kỳ Hoàng, ngài đại nhân đại lược chuyện này không nên so đo dù sao chẳng qua là chuyện của một con đàn bà mà thôi yến gia tứ thúc liền vội vàng cười nói so đo nghe vậy kỳ tu nhiễm khẽ mỉm cười lắc đầu nói ta cũng sẽ không so đo ha 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 vậy thì tốt lòng giả dạ kỳ hoàng không phải là người thường có thể so sánh vậy tôi xin đa tả kỳ hoàng trước yến gia tứ thúc liền vội vàng cười nói chỉ bất quá kỳ tu nhiễm nhìn lấy yến gia tứ thúc cười nói ta mặc dù không tính toán với ngươi, nhưng không sợ mình có so đo hay không, ngươi phải qua hỏi bọn họ. Không sợ minh nghe được lời nói này, lão giả dạ yến ra hơi nhíu mày. Bắt đầu, thất tinh, còn có thu thủy ba người, là tâm phúc của không sợ minh chủ năm đó. Tuy là lợi hại, chỉ bất quá, từ khi không sợ minh chủ mất tích, bây giờ, ba người này tại không sợ minh cũng đi mất thực quyền. Trường 1362, tuyệt đối không có khả năng ha ha ha, bắt đầu, thất tinh, cấp cho ta một chút thể diện nho nhỏ. Chuyện này, cứ tính như vậy đi, như thế nào? Đều là hiểu lầm, hai vị cũng hẳn sẽ không bởi vì một nữ nhân mà theo chúng ta gây khó dễ đi. Nữ nhân mà thôi, dạng gì đều có, Yến Gia Tứ Thúc cười nói. Nghe vậy, đám người vây xem lần nữa bàn tán. Chẳng lẽ, không sợ Minh bắt đầu và thất tinh, cũng có một chân với nữ nhân này. Bất quá, không thể không nói, Tướng mạo nữ nhân kia, đích xác là cực phẩm. Coi như là có quan hệ mập mờ không rõ ràng cùng với những lão đại này, cũng là chuyện bình thường. ha ha, bất quá chỉ là một con điếm cao cấp mà thôi. Nói cho cùng, còn không phải là thứ rẻ rách sao. Hai ả à nhân viên diêm rúa âm thầm cười lạnh. Cô gái áo đỏ nhìn chầm chầm diệp oản oản, cắn răng nghiến lợi. À ta chỉ dựa được vào yến hùng của yến gia, mà nữ nhân này lại có thể dựa vào thất tinh bắt đầu của không sợ minh thậm chí ngay cả kỳ hoàng cũng đều có vẻ như có một chân cùng với ả ta. Lão già kia, người theo chúng ta nói cũng vô dụng, người muốn nói, thì đi cùng phong tỷ nói. Nhìn thử một cái, xem tỷ ấy có đáp ứng hay không. Bắt đầu lườm Yến ra tứ thúc, hờ hững mở miệng nói. Phong tỷ. Nghe vậy, Yến ra tứ thúc chợt sướng sờ, cơ hồ theo bản năng nói, phong tỷ nào cơ. Làm sao, phong tỷ cũng không nhận ra, minh chủ không sợ minh, bạch phong, bắt đầu nói. Bạch Phong, Yến Gia Tứ Thúc mặt đầy vẻ kinh ngạc, bắt đầu. Người nói ai, Bạch Minh Chủ trở lại rồi hả? Vậy Bạch Minh Chủ ở chỗ nào? Có thể không phải ở trước mặt ngươi sao? Bắt đầu chỉ vào Diệp Oản Oản nói. Tính, Lại yên tĩnh như chết. Trong ngoài căn phòng, vào giờ phút này, lại cũng không có một thanh âm nào. Ánh mắt của mọi người, rơi vào trên người Diệp Oản Oản, thời gian phảng phất như đình trệ, không gian cũng giống như đông đặc lại. Ngoài căn phòng, đám người vây xem trợn mắt hốc mồm. Mới vừa rồi không sợ Minh bắt đầu, nói cái gì? Nữ nhân đắc tội yến hùng đó là Minh chủ không sợ Minh. Tóc húi cua ca, cô gái áo đỏ và hai nữ nhân diêm rúa lè lẹt bên cạnh, sắc mặt đã hóa thành màu trắng bệch. Các nàng mặc dù chưa từng thấy qua Minh chủ không sợ Minh, nhưng đại danh của tóc húi cua ca Bạch Phong, ai mà không biết. Bạch bạch bạch, bạch, bạch Phong, không, không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng, cô gái áo đỏ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống đất như bùn nát. Hai ả nhân viên lè lẹt diêm rúa cũng xứng sờ tại chỗ, mặt không cách nào tin tưởng. Không sợ Minh, Minh chủ, tóc húi cua ca, nụ cười trên mặt Yến Hùng, trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi, ngược lại bị sự hoảng sợ thay thế. Minh rốt cuộc đã làm cái gì? Cô, cô ta chính là Bạch Minh chủ, Yến gia tứ thúc không thể tin tưởng nhìn Diệp Oản Oản, nói nhảm, bắt đầu lạnh nhạt nói, tin tức yến ra các ngươi, có phần cũng quá không linh thông rồi, phong tỷ trở lại cũng không biết. Chuyện này, chuyện này, chuyện này, yến ra tứ thúc nhìn lấy diệp oản oản, trên trán thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh, bạch minh chủ, chuyện này tôi bất kể rồi. Cùng tôi không có quan hệ gì cả. Người hẳn là cũng không quản được đi, kỳ tu nhiễm nhìn yến ra tứ thúc, nhẹ giọng cười nói. Nói xong, kỳ tu nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, Tiểu Phong, Chuyện này, không bằng liền để cho tôi xử lý." Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái. "Khô cốt, gậy ông đập lưng ông là được." Kỳ Tu nhiễm hướng về Khô Cốt cười nói. "Được, Khô Cốt gật đầu, Yến Hùng liền giao cho các huynh đệ thích đàn ông xử trí, ba con ả kia liền giao cho các huynh đệ bình thường xử trí, đùa chơi đến chết là được." "Được." Kỳ Hoàng cười khẽ. Chương 1363, Tu La chủ bảo bọc Lời của kỳ tu nhiễm vừa dứt tiếng, nữ nhân áo đỏ cùng hai ả nhân viên, nhất thời mặt xám như cho tàn. Ba người vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thân phận chân chính của người bị các nàng luôn mồm luôn miệng chửi là con điếm thối, lại là minh chủ không sợ minh độc lập châu tóc húi cua ca. Minh chủ, bạch minh chủ, tôi biết lỗi rồi, tôi không phải cố ý, cầu cô bỏ qua cho tôi đi, tôi cũng không dám nữa. Một ả nhân viên trong đó, trong nháy mắt quỳ xuống bên người Diệp Oản Oản, điên cuồng cầu xin tha thứ. Bỗng nhiên, Thu Thủy đứng dậy, một chân lướt tới, gót giày cao gót sắc nhọn hung hãn đập thẳng trên trán của ả à ta, trong nháy mắt đem ả à ta đánh văng ra ngoài mấy thước. Chó chết, vô vị, Thu Thủy lạnh lùng lườm nữ nhân kia một cái, chợt lùi về phía sau. Chật chật, người đáng thương nhất định có chỗ đáng thương à nha. Coi như là người bình thường, người ta không hề trêu chọc ngươi, nhưng cũng bởi vì cao hơn ngươi, ngực to hơn, dễ nhìn hơn, vậy mà ngươi liền mong người ta chết đi. Thật là một con đĩ thối tha, bắt đầu nhìn về phía mấy người cô gái áo đỏ, cười lạnh một tiếng. Đi thôi. Giờ phút này, kỳ tu nhiễm khóe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay. Nghe vậy, khô cốt gật đầu một cái, để cho người tóm lấy Yến Hùng và ba nữ nhân đã ỉu xìu rời khỏi căn phòng. Tứ, tứ thúc, tứ thúc nhanh cứu tôi. Đây là một sự hiểu lầm. Chuyện này nhất định là một sự hiểu lầm. Yến Hùng lấy lại tinh thần, không nhịn được hướng về Yến Gia Tứ Thúc cầu cứu. Im miệng, Yến Gia Tứ Thúc hung ác trợn mắt nhìn Yến Hùng một cái, ngu xuẩn hết sức. Đây là người tự tìm chết, ai cũng không cứu được ngươi, chớ làm liên lụy lão tử. Không, Tứ Thúc, Yến Gia chúng ta, Yến Gia chúng ta không phải là do A Tu La bảo bọc à. Mỗi tháng còn phải tiến cống, A Tu La chủ không phải là cũng ở đây sao. Tứ Thúc, nhanh, nhanh để cho Tu La chủ ra mặt, nhanh đi yến hùng liền vội vàng hô lên nhưng mà yến gia tứ thúc lại cười lạnh một tiếng tu la chủ kia là nhân vật nào nơi nào sẽ quản chút việc vớ vẩn này huống chi yến ra mỗi tháng nộp cống phẩm lên cho a tu la đó là quy củ bởi vì trụ sở chính của yến ra ở trên địa bàn của a tu la nộp cống phẩm cũng không có nghĩa là a la sẽ bảo bọc bọn họ đây cũng không phải là nộp phí bảo kê huống chi coi như tu la chủ bảo hộ vậy cũng là bảo hộ gia chủ yến ra bọn họ, cùng những người dưới như bọn họ có quan hệ gì. Rất nhanh, tiếng cầu cứu của Yến Hùng càng ngày càng xa, mãi đến khi biến mất không còn thấy gì nữa. Trong phòng, kỳ tu nhiễm nhìn về phía Yến ra tứ thúc, lễ phép cười một tiếng, nói, nếu đã không còn việc gì, người cũng xin hãy trở về đi. Dạ dạ dạ, kỳ hoàng, bạch minh chủ, hôm nay là chúng tôi không đúng. Ngày sau, tất nhiên sẽ tạ tội, tôi đi trước. Yến ra tứ thúc lao lao mồ hôi lạnh trên trán, chợt xoay người rời khỏi căn phòng. Lão già kia, lời nói thật là đẹp đẽ. Giờ phút này, bắt đầu cười lạnh một tiếng, cái gã Yến ra tứ thúc này, là nhà ngoại giao của Yến ra, một bụng đầy ý xấu. Trước khi Minh chủ trở về, còn có ý đồ với không sợ Minh chúng ta. Thật là mất hứng, thu thủy hừ lạnh một tiếng, tiểu phong, chúng ta trở về đi thôi. Được, Diệp oản oản gật đầu một cái. Đối với loại địa phương này, Nàng nguyên bản cũng không có hứng thú gì, chỉ mong sớm rời khỏi một chút. Rất nhanh, mọi người đứng dậy, đi ra bên ngoài căn phòng. Nhưng mà, mới vừa rời khỏi phòng, một đội nam tử áo đen liền từ trên lầu đi xuống, dường như đang bảo hộ một đại nhân vật rời đi. Ai vậy, phô trương lớn như vậy, bác đầu tựa vào lan can trước cửa phòng, hướng về phía trước nhìn lại, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Diệp oản oản thuận theo ánh mắt của bác đầu hướng về phía trung tâm của đám người áo đen nhìn lại. Cái nhìn này lại khiến cho Diệp Oản Oản sững sờ. Chương 1364, nếu quả thật là Tư Dạ Hàn. Nam tử đi ở chính giữa, mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng cái bóng lưng này lại quá là quen thuộc. Trong nháy mắt, bộ dáng của Tư Dạ Hàn xuất hiện ở trong đầu Diệp Oản Oản. Mặc dù không cách nào xác định, nhưng cái bóng lưng kia thật sự là quá giống. Chỉ bất quá, nếu quả thật là tư dạ hàn, làm sao lại có thể sẽ tới trốn ong bướm này tìm niềm vui. Diệp oản oản vạn vạn không ngờ tới, mới vừa rồi vẫn còn giả thiết nếu như nơi này có tư dạ hàn, nàng sẽ có tâm tình gì, kết quả vừa ra khỏi cửa liền thật sự thấy được bóng người quen thuộc. Tư dạ hàn, cơ hồ là theo bản năng, Diệp oản oản hướng về phía cái bóng lưng kia kêu một tiếng. Trong đoàn xe, nam tử lên một chiếc xe con màu đen, nhưng mà mới vừa đóng cửa xe, lại nghe thấy được âm thanh khiến cho mình rối ruột rối gan nhiều ngày. Mà cái thanh âm kia dường như còn đang kêu tên của mình. Cửu ca, sao vậy? Lâm Khuyết ngồi ở bên cạnh anh ta, thấy thần sắc không đúng, mở miệng hỏi. "Không có gì." Thanh âm lạnh lùng của nam nhân từ trong miệng nói ra. "Cửu ca, rốt cuộc thế nào?" Lâm Khuyết thấy anh ta tựa như có tâm sự, chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Nghe vậy, nam nhân yên lặng chốc lát, ngay sau đó mở miệng, cậu có nghe thấy được không? Nghe thấy, Lâm Khuyết hơi sững sờ, nghe thấy cái gì? Cái gì cũng đều không nghe thấy nha. Âm thanh của Oản Oản, nam nhân nói. Hả, Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết bỗng nhiên cười một tiếng, cửu ca, anh chẳng lẽ là tương tư thành bệnh rồi sao? Làm sao có thể sẽ là Diệp Oản Oản, nơi này chính là độc lập châu, Diệp Oản Oản còn đang ở Hoa Quốc đấy, tranh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm còn chưa hết. Cửu ca, anh thật sự là suy nghĩ nhiều rồi có lẽ vậy nam nhân xuyên qua cửa sổ xe hướng về phía hộp đêm nhìn lại nhưng mà trước cửa hộp đêm lại cũng không có bóng người quen thuộc làm cho anh ngày nhớ đêm mong lái xe lâm khuyết nói theo tiếng nói của lâm khuyết rơi xuống đoàn xe đã lên đường cửu ca lần này sau khi chúng ta trở lại hết thảy mọi chuyện liên quan đến hoa quốc đều đã triệt để đoạn tuyệt đây là anh chính miệng nói anh thật sự có thể buông tay được sao lâm khuyết nhìn về phía nam nhân chỉ bất quá nam nhân lại rơi vào trầm mặc một chữ cũng không nói cửu ca tôi biết anh làm như thế cũng không có cách nào vì bảo vệ nàng anh mang nàng ấy trở lại hoa quốc thậm chí thanh trừ đi trí nhớ của nàng đến hiện nay nhịn đau rời đi bất quá như vậy cũng tốt chỉ có tại hoa quốc nàng mới có thể an toàn bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới cũng sẽ vĩnh viễn không nhớ lại một địa phương khiến cho nàng lâm vào khủng hoảng như độc lập châu. Lâm khuyết thở dài một tiếng. Một lát sau, con người thâm thúy của nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm thâm trầm, một cơn mưa nhỏ tí tách tí tách, chậm rãi rơi trên mặt đất. Bên trong hộp đêm, bắt đầu nhìn chằm chằm diệp oản oản đột nhiên trở nên thất hồn lạc phách, chân mày hơi hơi nhíu lên, phong tỉ, xảy ra chuyện gì. Nghe vậy, diệp oản oản đem tâm trạng thu liếm, nói, không có việc gì. Nàng không phải là nhớ người ta đến muốn điên rồi đây chứ. Lại có thể vì tiện nhìn thấy một bóng lưng nào đấy cũng thấy giống tư dạ hàn. Đùa sao, để hiểu rõ tỷ nhất, tỷ nhất định là có chuyện. Đúng rồi, mới vừa rồi tỷ hướng về phía cửa kêu tư. Tư gì gì kia mà, đúng rồi, tư giả hàn, là chuyện gì xảy ra, tư giả hàn là ai, sẽ không phải là người có quan hệ rất tốt mấy năm nay tỷ đi ra ngoài đi bắt đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn. Một bên, Kỳ Tu Nhiễm lầm bầm danh tự này trong miệng, trong mắt thoáng qua một vệt sáng bóng khó hiểu. Đều đã nói không có việc gì, cậu có phải là mù rồi hay không? Diệp Oản Oản tức giận lạnh lùng lườm bắt đầu. Cái này cùng mù có quan hệ gì? Chẳng lẽ không phải nên là điếc sao? Bắt đầu mặt đầy mộng bức. Chương 1365, người không nên nhớ nhung. Cậu dẫm lên chân tôi rồi dưới tình huống tâm phiền ý loạn, Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng. Nghe được lời nói này, bắt đầu cúi đầu hướng xuống đất nhìn lại, quả nhiên. Sơ ý một chút đã dẫm ở trên giày của Phong tỷ. Tiểu Phong, tôi đưa cô trở về, kỳ tu nhiễm nói. Được, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, sau đó ngồi lên xe của kỳ tu nhiễm. Bắt đầu, thất tinh và thu thủy ba người, cũng đều lần lượt rời đi. Một lát sau, Kỳ Tu Nhiễm lái xe tới trước căn nhà ma của Diệp Oản Oản dừng lại. Diệp Oản Oản vừa định xuống xe, lại bị Kỳ Tu Nhiễm gọi lại. "Tiểu Phong," Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, "người nên nhớ Nhung, người không nên nhớ Nhung, hy vọng cô có thể phân rõ." Nghe được lời này của Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Cái gì gọi là nên nhớ Nhung và không nên nhớ Nhung? Còn không đợi Diệp Oản Oản hỏi rõ ràng, Kỳ Tu Nhiễm đã lái xe rời đi. Một lát sau, kỳ tu nhiễm dừng xe, lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Kỳ Hoàng, xin ngài phân phó, trong điện thoại, truyền tới một đạo thanh âm cười cười đầy âm hiểm. Quỷ lệ, đi tra rõ, chỗ hộp đêm ta đi, những người ra vào, có người nào tên là tư giả dạ hàn hay không? Kỳ tu nhiễm cười nhạt. Kỳ Hoàng, ngài yên tâm, nhất định tôi sẽ tra ra giúp ngài. Bên trong biệt thự, Diệp Oản Oản ở trên giường lăn qua lăn lại cũng không cách nào ngủ được. Hôm nay tại hộp đêm, cái bóng lưng kia, quả thực rất giống với tư giả hàn, chỉ bất quá, chính mình kêu một tiếng, lại không có bất kỳ lời đáp lại nào. Thời gian còn lại của nàng, cũng không tính là quá nhiều. Bây giờ, Diệp ra như thế nào, tư ra như thế nào, Diệp Oản Oản hoàn toàn không biết, hết thảy đều không ở trong tầm khống chế của nàng. Trong lúc Diệp Oản Oản đang trầm tư, trong biệt thự lớn như vậy, lại truyền tới từng âm thanh một nhất là ở nơi này lúc đêm khuya lại càng lộ ra vẻ quỷ dị cơ hồ chỉ trong chốc lát diệp oản oản trong nháy mắt từ trên giường ngồi bật dậy chân mày nhíu chặt lại hướng về bốn phía quan sát chẳng biết tại sao trong đầu lại bỗng hiện lên những lời hôm nay dịch thủy hàn từng nói qua trong nhà ma này đã từng phát sinh qua vụ án chặt xác có quỷ nghĩ đến đây diệp oản oản toàn thân lông tơ dựng đứng lên sống lưng trở nên lạnh lẽo trong căn nhà ma này chẳng lẽ thật sự có đồ không sạch sẽ gì đó diệp oản oản thu liếm tâm trạng lắng nghe động tĩnh trong biệt thự chỉ chốc lát sau chỉ nghe két một tiếng thật giống như cửa chính biệt thự bị thứ gì mở ra chợt trong phòng khách vang lên một loạt tiếng bước chân nghe được tiếng bước chân chân mày diệp oản oản bỗng nhiên nhíu lại người mới có tiếng bước chân chứ quỷ từ đâu lại có tiếng bước chân nhưng mà, lời Tuy Trấn An là như thế, Diệp Oản Oản lại cũng không dám khẳng định. Lúc này, Diệp Oản Oản sờ soạng xuống giường, gión ra gión rén mở cửa phòng ngủ ra, đứng ở lầu 2, hướng về phía phòng khách lầu 1 nhìn lại. Cái nhìn này lại khiến trong lòng Diệp Oản Oản lạnh đi. Có chừng 7, 8 gã hắc y nhân, tay cầm hung khí, đã tới phòng khách, đang gión ra gión rén đi về phía trên lầu. Trong đêm tối, tầm mắt cũng không phải rõ ràng như vậy những người áo đen kia dường như cũng không nhìn thấy Diệp Oản Oản. Lúc này, Diệp Oản Oản nhớ tới, hôm nay Dịch Thủy Hàn có nói qua, trước đó từng có người đi vào nhà của anh ta tiến hành ám sát. Chỉ bất quá, sau đó Dịch Thủy Hàn giải thích là có khả năng sát thủ đi lộn địa chỉ. Khi đó nghe vậy, có lẽ giống như một chuyện tiếu lâm, nhưng vào giờ phút này. Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được chính là kết quả ai lại muốn lấy đi tính mạng của nàng sau khi đi tới độc lập châu, nàng cũng từng đắc tội không ít người. Nếu suy tính cẩn thận, có lẽ đám lão già không sợ minh kia, vô cùng có khả năng muốn làm cho mình vĩnh viễn biến mất, nhất là gã tam trưởng lão Lý Tư. chương 1366, ông nội người ở chỗ này. Nhưng mà, như đã nói qua, trừ những đại lão mình đắc tội ra, bản thân không sợ minh chủ tóc húi cua ca, người ngày trước gã ta từng đắc tội, chỉ sợ là đếm cũng không thể đếm hết được chỉ sợ là những đại lão mà tóc húi cua ca từng đắc tội, lại đem lựu đạn ném cho mình. Hiểu lầm này thực sự là quá lớn rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản thấy, gã hắc y nhân cầm đầu, đã chậm rãi mò tới. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, thật may chính mình không ngủ được, nếu không. Hậu quả khó mà lường được. Mắt thấy mấy vị hắc y nhân đã sắp lên tới lầu 2, hàn quang trong mắt Diệp Oản Oản lóe lên, trong nháy mắt đứng dậy. Tóc húi cua ca, Nhìn thấy Diệp Oản Oản, người áo đen cầm đầu, lạnh giọng hô lên. "Ông nội ngươi ở chỗ này?" Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, chợt lập tức đá ra một cước. Ầm. Um, một cước của Diệp Oản Oản, không chệch một chút cắm thẳng vào sau ót của gã Hắc Y Nhân. Một giây kế tiếp, chỉ thấy gã ta từ trên cầu thang lăn xuống, đem mấy gã Hắc Y Nhân ở phía sau toàn bộ đánh ngã. Trong đêm tối, tầm mắt không rõ, muốn né tránh, căn bản cũng không kịp. Thừa dịp này, Diệp Oản Oản không chút do dự, túm lấy tay vịn cầu thang, tung người từ lầu hai nhảy một cái rơi xuống phòng khách. Những gã hắc y nhân này, chính là tới ám sát không sợ minh chủ. Mỗi một vị thực lực tuyệt đối đều cực mạnh, Diệp Oản Oản không ngốc, đâu có ngu mà đi quần ổ với đám áo đen này. Dĩ nhiên là 36 kế, chuồn là thượng sách. Rất nhanh, gã hắc y nhân cầm đầu đứng dậy, mới vừa muốn mở miệng nói gì, lại thấy không sợ minh chủ đã tông cửa sông ra thoát khỏi biệt thự đuổi theo tối nay nhất định ả à ta phải chết gã hắc y nhân cầm đầu tức giận quát một tiếng một giây kế tiếp mấy người tốc độ cực nhanh hóa thành bóng đen trong nháy mắt đuổi theo bên ngoài biệt thự diệp oản oản cũng không mò ra đông nam tây bắc chỉ lo chạy thoát thân những người áo đen kia rõ ràng cho thấy muốn lấy mạng của tóc húi cua ca Chiến lược của mình mặc dù coi như không tệ, nhưng gặp phải đám sát thủ chuyên nghiệp của độc lập châu này, tựa hồ có chút không đáng chú ý. Giờ phút này, Diệp Oản Oản vừa chạy, vừa hướng về phía sau quan sát. Không thể không nói, mấy gã hắc y nhân kia tốc độ cực nhanh. Nói cách khác, ít nhất nhanh hơn chính mình gấp mấy lần. Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, mấy người kia nào phải là sát thủ, là vận động viên chạy marathon mới đúng. Trong lòng Diệp Oản Oản cũng có chút nôn nao. Mấy gã hắc y nhân phía sau tốc độ quá nhanh, nhiều nhất trong thời gian không tới mười mấy nhịp thở, sợ là sẽ đuổi kịp chính mình. Nếu như chính mình thật sự là không sợ minh chủ tóc húi cua ca, vậy dĩ nhiên không có gì đáng sợ. Nhưng nàng dù sao chẳng qua chỉ là một thứ hàng giả, đơn đả độc đấu cũng chưa chắc đánh thắng được, chứ nói chi là có hơn 7-8 người. Lúc này nếu như là bị đuổi kịp, vậy còn sẽ đến đâu? Chính mình cách cái chết chỉ sợ cũng không còn xa. Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục suy nghĩ nhiều, khóe mắt liếc qua, lại nhìn về phía bên kia của con đường. Ngay phía trước là một căn nhà bình thường, chỗ đặc thù của căn này là không có cánh cửa. Giờ phút này, con người Diệp Oản Oản chợt lạnh đi, bỗng nhiên nhớ tới, Dịch thủy Hàn không phải là đang ở nơi này sao? Lúc này, Diệp Oản Oản động linh cơ một cái, không nói hai lời, lập tức vọt thẳng vào phía căn nhà không có cửa. Thấy vậy, mấy gã hắc y nhân cũng không nhận ra là có gian trá, không chút do dự, cũng đuổi theo. Trong căn hộ là một màn đen tối tăm, Diệp Oản Oản tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng không thấy được bóng dáng của dịch thủy hàn. Lúc này, trong lòng Diệp Oản Oản toát lên một dự cảm chẳng lành. Nếu như, dịch thủy hàn đại hiệp không có ở nhà. Vậy mình há chẳng phải là bị cô lập, bị người người ta tàn sát như bắt rùa trong hũ. Dịch đại hiệp, anh có nhà không? Diệp Oản Oản la lớn vừa dứt lời, trên ghế salon phòng khách, có một chút động tính. Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản hướng về ghế salon nhìn lại. Dịch Thủy Hàn mặc một bộ quần áo ngủ hoạt hình, chậm rãi từ trên ghế salon đứng dậy, giống như bị đánh thức, trong mắt hiện ra một vẻ ác độc, không vui đến cực độ. Chỉ bất quá, một bộ quần áo ngủ hoạt hình đáng yêu đến cực độ, quả thực hơi có chút cảm giác ngây ngô đáng yêu, mô ê không chịu nổi. Một giây kế tiếp, ánh mắt của Dịch Thủy Hàn chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Dịch đại hiệp, không xong rồi, tôi mới vừa mới nhìn thấy có một đội hắc y nhân, lén lén lút lút quanh quẩn ở trước nhà anh. Nhất định là tới ám sát anh đấy, tôi mạo hiểm tánh mạng tới báo tin cho anh. Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh dịch thủy hàn, vội vã mở miệng nói. chương 1367 là quái vật sao? Giờ phút này, trong đôi mắt đỏ ngầu của dịch thủy hàn tỏa ra ánh sáng tàn nhẫn sáng bóng, tựa như thời điểm đang ngủ sâu bị người ta đột một đánh thức. Có người ám sát tôi. Thanh âm hơi có chút khàn khàn của dịch thủy hàn phát ra, ánh mắt sắc bén không ngừng lóe lên. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Chính bản thân Diệp Oản Oản cũng biết. Nàng và cầu tạp trùng dịch thủy hàn cũng không có giao tình thực sự gì. Nếu như chính mình không mượn cỡ, dịch thủy hàn không có bất kỳ lý do gì để giúp nàng. Ngược lại lần trước dịch thủy hàn cũng từng bị người ta ám sát qua. Nhiều thêm lần này, lại cũng không tính là nhiều. Cô vì sao lại ở đây? Con người của Dịch Thủy Hàn chậm rãi rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Nghe được lời ấy, Diệp Oản Oản vội vàng nói, Dịch đại hiệp, anh quên rồi sao? Chúng ta là hàng xóm. Ồ, Dịch Thủy Hàn yên lặng chốc lát, lúc này mới đáp ứng một tiếng. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, mấy gã hắc y nhân đã vọt vào. Trong nhà Dịch Thủy Hàn không có cửa mấy gã này đi tới vô cùng thuận lợi. Thấy mấy gã hắc y nhân đuổi vào, Diệp Oản Oản liền vội vàng chạy tới trước người cầu tạp trùng, dịch đại hiệp, chính là bọn hắn. Lúc này, ánh mắt lạnh giá thấu xương của cầu tạp trùng, đảo một vòng trên người mấy gã này. Thấy bỗng nhiên lại nhiều thêm một gã nam nhân mặc quần áo hoạt hình, mấy gã hắc y nhân đều sửng sốt một chút. Gã đàn ông này đem mái tóc dài của mình cột thành một chiếc đuôi ngựa, mặc quần áo ngủ phim hoạt hình màu vàng, quả thật là giống như một nhân vật trong truyện tranh đi ra bên ngoài thế giới hiện thực. Còn có người giúp, nam tử áo đen cầm đầu, sau khi nhìn thấy cầu tạp trùng, hơi sững sờ. Những gã nam tử áo đen này, ngày trước cũng chưa từng gặp qua cầu tạp trùng, làm sao có thể sẽ biết được, nam nhân đứng ở trước người bọn họ, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tại sao? Cầu tạp trùng nhìn chằm chằm mấy vị nam tử áo đen, mở miệng hỏi. Cái gì mà tại sao? nam tử áo đen sững sờ, nói theo bản năng. Tại sao lại quấy giày ta đi ngủ? Cầu tạp trùng xoay xoay cái cổ, nhanh chân hướng về phía mấy gã hắc y nhân đi tới. Còn không đợi mấy gã hắc y nhân kia phục hồi lại tinh thần, cầu tạp trùng trong nháy mắt đã tới nơi. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không có ai nhìn thấy cầu tạp trùng ra tay như thế nào. Một gã hắc y nhân trong đám đã bị cầu tạp trùng tóm lấy cái cổ, cả người rời khỏi mặt đất, bị cầu tạp trùng dùng một tay nâng lên giữa không trung gã hắc y nhân bị cầu tạp trùng một tay siết chặt cổ họng, giờ phút này trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Cái gã này là quái vật sao? Tìm chết! Nam tử áo đen cầm đầu, lúc này gầm lên một tiếng. Nhưng mà, vừa dứt lời, lại nghe, rác, một tiếng, âm thanh xương gãy. Nam tử áo đen bị cầu tạp trùng túm lấy cổ, trong nháy mắt phần xương cổ bị bóp vỡ. Sau khi bóp vỡ cổ họng hắc y nhân, cầu tạp trùng buông bàn tay phải ra, nam tử áo đen, huynh, một tiếng rơi trên mặt đất, chết thảm tại chỗ. Ngươi, mới vừa nói cái gì? Rất nhanh, ánh mắt của cầu tạp trùng, rơi vào trên người nam tử áo đen cầm đầu. Ngươi, trên chán nam tử áo đen cầm đầu thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại đáng sợ như vậy. Cùng tiến lên, chỉ chốc lát sau, gã hắc y nhân cầm đầu cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Bất kể là ai, bọn họ có nhiều người hơn, một khi đánh nhau, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Quả thực nếu không đánh lại, cũng có thể đào thoát khỏi nơi này. Nam tử áo đen cầm đầu vừa ra lệnh, mấy gã hắc y nhân hướng về cầu tạp chủng công tới. Nhưng mà, nhiều lắm chỉ nửa khắc sau, trên mặt đất đã nhiều hơn 7 cỗ thi thể, mấy vị nam tử áo đen này, cuối cùng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cách đó không xa, Diệp Oản Oản chố mắt nghẹn họng. Cái gã dịch hủy hàn này, thật sự là mạnh mẽ đến đáng sợ. Không cách nào tưởng tượng ra, trong cơ thể anh ta, làm sao lại có thể bạo phát ra được sức mạnh như thế. chương 1368, Mãnh Thú Quấn Người Nhất Mấy người mặc áo đen kia, ở trước mặt dịch thủy hàn, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lúc nào giúp tôi lắp cửa, một lát sau, cầu tạp trùng ngồi ở trên ghế salon, nhìn chăm chú Diệp Oản Oản ở trước mặt nói. Ngày mai, Diệp Oản Oản lập tức trả lời. Nghe vậy, cậu tạp trùng gật đầu một cái, tiền không thành vấn đề, lắp loại cửa tốt một chút, tôi không hy vọng sẽ bị người ta quấy dày. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi rúm lại, thật may là bắt đầu hôm nay không đến lắp cửa cho nhà anh ta, nếu không, chính mình coi như là thảm rồi. Diệp Oản Oản thầm nghĩ, ngày mai lúc lắp cửa, phải bảo bắt đầu chuẩn bị cho nàng một cái chìa khóa sơ cua mới được. Cô không đi, là muốn ngủ chung sao? Cầu Tạp Trùng nằm trên ghế salon, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói: "Diệp Oản Oản, dịch đại hiệp, gặp lại sau." suốt lời, Diệp Oản Oản xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi nhà của Dịch Thủy Hàn, Diệp Oản Oản cũng không quay trở lại nhà ma, mà lại trực tiếp đi đến Liên Minh, miễn cưỡng đem virus và Đại Bạch lôi đến biệt thự. Mời được hai người hộ vệ này vào cửa, vẫn tương đối có cảm giác an toàn hơn. Bên trong biệt thự, virus giống như phát hiện ra đại lục mới ở bên trong đại sảnh nhảy nhót tương bừng, giống như có tinh lực không được phát tiết ra hết. Đại bạch ngáp một cái, nằm sấp trên đất, một đôi mắt thú to lớn một khắc không rời nhìn chằm chằm Beerus. Chỉ chốc lát sau, Beerus và đại bạch bị Diệp Oản Oản mang về phòng ngủ chính. Lúc này, thân thể Beerus linh xảo nhảy một cái, nhảy lên trên giường Diệp Oản Oản, đầu tựa vào trên bụng Diệp Oản Oản, tứ chi tùy ý bày ra. Diệp Oản Oản, đây là mãnh thú cuốn người nhất nàng từng gặp, không gì sánh bằng, ngay cả một chút rẻ rặt theo bản năng của mãnh thú cũng không có. Mà thân hổ to lớn của đại bạch lại chắn ngang ở trước cửa, giống như một vị thần giữ cửa. Sáng sớm hôm sau, Diệp Oản Oản trở lại trụ sở liên minh. Sự việc đêm qua, Diệp Oản Oản cũng không lộ ra. Tuy nói, Diệp Oản Oản hoài nghi là đám lão già kia của không sợ minh dở cho quỷ, nhưng trước mắt cũng không có chứng cứ cho dù là có chứng cứ, với thế lực hiện tại ở không sợ minh của nàng mà nói, muốn xô ngã đám lão già kia, cũng không mấy thực tế. Hiện nay, yên lặng theo dõi kỳ biến mới là chân lý. Phong tỉ, không bao lâu, thất tinh đẩy cửa vào, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, đêm qua Yến Hùng bị giết, trụ sở chính Yến ra giận dữ, yêu cầu không sợ minh chúng ta và phong tỉ cho một câu trả lời hợp lý. Mấy vị trưởng lão bảo tôi kêu tỷ đi qua dự họp, Diệp Oản Oản nói, tôi sẽ đi ngay. Nghe vậy, thất tinh gật đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Sau khi thất tinh rời đi, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Trận đánh ác liệt đầu tiên sau khi mình tới độc lập châu, giả mạo không sợ minh chủ, chỉ sợ là muốn bắt đầu. Không sợ minh ở thời kỳ đỉnh cao, yến ra ở trong mắt không sợ minh, chẳng là cái đinh gì gì cả. Nhưng từ khi không sợ minh chủ mất tích, những năm gần đây, yến ra phát triển nhanh chóng, đã sớm không đem không sợ minh để ở trong mắt. Hôm qua Yến Hùng vốn là bị kỳ hoàng giết chết, nhưng Yến ra lại đem mũi rùi chĩa vào không sợ minh. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đứng dậy rời khỏi phòng làm việc, hướng về phía phòng hội nghị đi tới. Bên trong phòng hội nghị, trừ tam trưởng lão Lý Tư Gia, còn có hai vị trưởng lão cũng ở chỗ này. Còn lại, cũng đều là cao tầng trong không sợ minh. Ha ha, minh chủ, ngài vừa trở về, làm sao lại chọc vào cái thùng rác lớn như vậy? Diệp Oản Oản mới vừa hiện thân, Tam trưởng lão Lý Tư liền lạnh giọng cười nói. Theo tiếng nói của Tam trưởng lão phát ra, mấy vị trong đám cao tầng đầu mục gật đầu liên tục phụ họa. Dù chưa nói rõ Diệp Oản Oản làm không đúng, nhưng ý trong lời nói đều là trách cứ. Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời, tiến lên mấy bước, kéo cái ghế ngay chính giữa phòng hội nghị ra, ngồi xuống. Chương 1369, bình tĩnh chứa nóng. Minh chủ, cô cũng biết, những năm gần đây, thế lực không sợ minh chúng ta đã không thể sánh với thời kỳ đỉnh phong. Về phần Yến gia, phát triển lại là không tệ. Minh chủ coi như là muốn xuống tay với Yến gia, hẳn cũng nên có một sách lược chiến thuật, nếu không, há chẳng phải là đem không sợ minh chúng ta đẩy thẳng vào trong hố lửa à? Một ông lão mặc áo trắng bên cạnh Tam trưởng lão, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười một tiếng, nói: "Ông lão mặc áo trắng này, Diệp Oản Oản cũng từng gặp mấy lần, là cao tầng thuộc về phe của Tam trưởng lão. Còn nữa, sau khi Tu La chủ trở về, yến gia mỗi tháng đều tiến cống cho Tu La chủ. Bây giờ, Minh chủ động thủ đối với Yến gia, giống như là khiêu chiến quyền uy của Tu La chủ. Minh chủ có cân nhắc đến hậu quả chưa?" Ông lão mặc áo trắng thấy Diệp Oản Oản không mở miệng, bắt đầu hùng hổ dọa người. Giờ phút này trong lòng Diệp Oản Oản cười lạnh không thôi. Những thứ tội danh không có chứng cứ này, ở trong miệng bọn họ, cứ y như là do nàng làm ra thật đấy. Diệp Oản Oản làm sao lại không rõ ràng, những lão già này, căn bản không quan tâm là nàng có động thủ đối với Yến ra hay không, cũng căn bản bất kể là Yến Hùng có phải bị nàng giết chết hay không, vụ oan giá hỏa. Minh Chủ, chuyện này, tôi thấy cô tốt nhất vẫn nên cho Yến ra một câu trả lời hơn nữa cho huynh đệ tỉ muội từ trên xuống dưới của không sợ minh chúng ta một câu trả lời. Ông lão mặc áo trắng lại nhảy không thôi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản, chậm rãi rơi vào trên người ông lão mặc áo trắng, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn họp. Ngươi, là đang dạy cho ta cách làm việc sao? Diệp Oản Oản con người băng lãnh, nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Ha ha, không dám, ngược cũng không phải là đang dạy cho minh chủ làm việc như thế nào nhưng minh chủ dù sao cũng còn nhỏ tuổi, có một số việc suy tính không quá chú đáo. ông lão mặc áo trắng nói, không sai, kinh nghiệm và lịch duyệt của minh chủ đều không đủ. bây giờ độc lập châu đã không phải là độc lập châu năm đó, cũng không phải là người nào cũng có thể tiếp tục hô phong hoán vũ. minh chủ nên lo nghĩ nhiều cho không sợ minh chúng ta, mà cũng không phải là tùy tâm sở dục. ban đầu chúng ta suy nghĩ, minh chủ có thể trở lại sớm một chút dẫn dắt không sợ minh trở về thời kỳ đỉnh phong, nhưng hiện nay nhìn mà xem, hai. Một ít cao tầng trong phe đám trưởng lão bàn tán ẩm ý. Diệp oản oản đảo mắt nhìn qua mọi người một vòng, sau khi yên lặng một lát, gật đầu một cái, thở dài trong miệng một tiếng, nói, không sai. Các vị nói, quả thực có lý, từ sau khi trở lại độc lập châu, trở lại không sợ minh, đối với các sự việc trong liên minh, ta suy nghĩ rất ít, các vị hôm nay đã đánh thức ta. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, mấy vị trưởng lão và một đám cao tầng thuộc phe của trưởng lão đều sướng sờ. Cô ta lại có thể thừa nhận chỗ thiếu sót của mình. Không sợ Minh do ta một tay tạo dựng, đến ngày hôm nay đã nhiều năm rồi, mà trong liên minh cơ hồ không còn nguồn máu mới. Ta nghĩ, các vị hẳn cũng hiểu rõ, muốn phát triển, nguồn máu mới nhất định phải có. Diệp Oản Oản nói đến đây, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói: "Lưu Ảnh, các ngươi vào đi." Theo mệnh lệnh của Diệp Oản Oản phát ra, cửa phòng họp bị mở ra, lưu ảnh cùng nhóm 5 người lính đánh thuê, nhanh chân đi vào bên trong. Phong tỉ, lưu ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, cung kính mở miệng. Nhìn thấy 6 người lưu ảnh và khương lão, thân sắc mọi người tại đây đều khẽ biến, mặt đầy vẻ khó hiểu, không biết Diệp Oản Oản rốt cuộc muốn làm gì. Minh chủ, bọn họ là người nào? Hội nghị của chúng ta trọng yếu như vậy, chẳng lẽ cái gì mà một đám A miêu A cầu cũng đều có thể đi vào cùng nghe hay sao? Ông lão mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng, thần sắc cực kỳ bất mãn. Diệp Oản Hoàn thấp giọng cười nói, bình tĩnh chớ nóng. Chương 1370 đều là của ta. Diệp Oản Oản, mấy vị này, năng lực đều không tệ, trọng yếu nhất, tuổi đều còn rất trẻ, cực kỳ phù hợp với khẩu vị của không sợ minh chúng ta. Đây cũng chính là nguồn máu mới mà ta vừa đề cập. Không cho mọi người có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản đảo mắt nhìn về phía lão già mặc áo trắng, người tại Không Sợ Minh đang giữ chức vị gì rồi? Trưởng ban ngoại giao của Không Sợ Minh, ông lão mặc áo trắng lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Ảnh, "Lưu Ảnh, chức vị tại ban ngoại giao có hứng thú hay không?" "Có," Lưu Ảnh nói. "Được, vậy bắt đầu từ hôm nay, cậu liền gia nhập ban ngoại giao, không thành vấn đề gì chứ?" diệp oản oản nhẹ giọng cười một tiếng phong tỷ không thành vấn đề lưu ảnh gật đầu một cái hư hắn không thành vấn đề nhưng tôi có vấn đề ông lão mặc áo trắng nhìn về phía diệp oản oản minh chủ điều động nhân viên không thể tùy ý như vậy mỗi một người thuộc ban ngoại giao đều cực kỳ đặc thù không có cách nào thay thế trước mắt ban ngoại giao của chúng ta không thiếu nhân thủ ồ không thiếu nhân thủ thì ra là như vậy Diệp Oản Oản lâm vào trầm tư, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, một lát sau, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông lão mặc áo trắng, thấp giọng cười nói, "Vậy thì, đem vị trí của ngươi nhường lại." Rút lời, không cho ông lão mặc áo trắng có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản hướng về Lưu Ảnh nói, "Lưu Ảnh, bắt đầu từ bây giờ, cậu thay thế vị trí trưởng ban ngoại giao, có vấn đề gì không?" Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong mắt Lưu Ảnh thoáng qua vẻ ngơ ngác tại không sợ minh độc lập châu, cho dù là thành viên phổ thông, địa vị và vinh dự, cũng tuyệt không phải là thứ mà đội trưởng đội ám vệ tư gia Hoa Quốc có thể so sánh. Trưởng ban ngoại giao, lưu ảnh căn bản chưa từng nghĩ tới, chính mình lại sẽ có ngày hôm nay. Lưu ảnh một chữ không nói, nhanh chân đi tới bên người ông lão mặc áo trắng, còn không chờ ông ta phục hồi lại tinh thần, đã bị lưu ảnh trực tiếp từ trên ghế nhấc lên, ném sang một bên. Ở trước con mắt của mọi người, Lưu Ảnh ngồi vào vị trí của lão già mặc áo trắng, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, phong tỷ, không thành vấn đề. Ban ngoại giao của không sợ minh, cơ hồ đều là do người bình thường, chiến lực không có bao nhiêu tạo thành. Ông lão mặc áo trắng kia, làm sao có thể đỡ nổi Lưu Ảnh? Nghịch ngợm, quả thực là nghịch ngợm. Giờ phút này, ông lão mặc áo trắng tức giận hét lớn, coi như ngươi là minh chủ, cũng không thể không có quy củ như thế. Ban ngoại giao là do một tay ta gây dựng nên, Ai dám lấy đi vị trí của ta? Không sai, coi như là minh chủ cũng không thể làm ẩu. Hừ, làm thứ gì vậy? Minh chủ đây là đang nói đùa sao? Mấy vị cao tầng khác có quan hệ không tệ với ông lão áo trắng, lập tức mở miệng. Con người lạnh giá thấu xương của Diệp Oản Oản, đảo mắt qua toàn trường một cái, sau đó, ánh mắt rơi vào trên người ông lão mặc áo trắng, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà ác ngươi, sợ là đã nghĩ sai một chuyện ban ngoại giao là của ngươi, vậy ngươi có biết hay không, toàn bộ không sợ minh, đều là của ta. Không cho mọi người có cơ hội mở miệng, Diệp Oản Oản tiếp tục cười lạnh nói, sợ rằng, là ta quá lâu không quay trở lại, chư vị ở đây, đều nhanh đem ta quên sạch sẽ. Chuyện ta cần làm, cần quyết định, chẳng lẽ, còn phải hỏi ý kiến của các ngươi. Một câu nói của Diệp Oản Oản, lại chặn họng mọi người Á khẩu không trả lời được. Mấy vị trưởng lão, các người phải làm chủ cho ta ông lão mặc áo trắng lập tức nhìn về phía đám người tam trưởng lão. Tam trưởng lão Lý Tư Ý cười đầy mặt, uống một gớp trong ly trà, ung dung nói, minh chủ nói cực phải, toàn bộ không sợ minh đều là của minh chủ. Điều động nhân sự, tự nhiên không cần thiết phải phí miệng lưới cùng người bên cạnh. Huống chi, đúng như minh chủ nói, không sợ minh cũng cần có nguồn máu mới. Trường 1371, Hạ Mã Uy Nghe được lời này của tam trưởng lão Lý Tư, ông lão mặc áo trắng cắn răng, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra. Chỉ bất quá, lúc này, tam trưởng lão chuyển đề tài, nhìn về phía Diệp Oản Oản, cười như không cười nói, ban ngoại giao phụ trách giao thiệp với bên ngoài, nếu minh chủ đổi người đứng đầu ban ngoại giao, vậy việc trao đổi bàn giao với Yến ra lần này, cần phải do vị huynh đệ mới nhậm chức này phụ trách, nếu như có chút sơ suất nào, cậu ta cần phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nghe vậy, chân mày lưu ảnh hơi hơi nhíu lại, hắn mới tới độc lập châu không lâu, cũng không hiểu rõ được Yến ra là thế lực lớn đến cỡ nào, so với không sợ minh thì như thế nào. Ở dưới tình huống cái gì cũng không hiểu, tùy tiện tiến hành giao thiệp, đối với không sợ minh cũng được, hay là oản oản tiểu thư cũng được, đều hết sức bất lợi. Tam trưởng lão nói không sai, quyết định của minh chủ, chúng tôi tự nhiên sẽ không nói gì nhiều, nhưng người của ban ngoại giao bị đổi, vậy cũng phải do minh chủ chịu trách nhiệm. Một vị trưởng lão khác mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp Oản oản đảo mắt nhìn qua mấy vị trưởng lão ở đây. Mấy lão già này, so với Hồ Ly còn khôn khéo hơn. Vốn cho là có thể ném cho bọn hắn một cái hạ má uy, chưa từng nghĩ bọn họ lại có cách đối phó. Lưu Ảnh mới tới Độc Lập Châu, hơn nữa vừa mới bị chính mình cưỡng ép điều tới vị trí trưởng ban ngoại giao. Hiện tại nếu nói để cậu ta xử lý, căn bản là không quá thực tế. Đúng như Tam trưởng lão nói, một khi xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, không chỉ là trách nhiệm của lưu ảnh, mà không sợ minh chủ như nàng cũng phải gánh trách nhiệm. Cái này cũng không cần các người phải quan tâm. Một lát sau, Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng. Nếu minh chủ đã có chủ ý, chúng ta những lão gia hỏa này, đương nhiên sẽ không có dị nghị gì. Tam trưởng lão Lý Tư cười nói. Lúc này, Diệp Oản Oản phất phất tay, tan họp. Diệp Oản Oản nói xong, mọi người bên trong phòng họp dối rít đứng dậy, đi theo mấy vị trưởng lão xoay người rời khỏi phòng họp. Bên trong phòng hội nghị lớn như vậy, cũng chỉ còn lại có Lưu Ảnh và nhóm 5 người lính đánh thuê. Đương nhiên, Diệp Oản Oản cũng không rời đi. "Chủ nhân." Giờ phút này, Khương lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, đối với tình thế bây giờ, có chút không hiểu rõ lắm. Diệp Oản Oản lấy ra 6 tấm ngân bài, chợt ném cho mọi người. "Giấy thông hành độc lập châu, đều nhận lấy đi." Diệp Oản Oản mở miệng. "Giấy thông hành độc lập châu được lấy bạc nguyên chất để chế tạo." Phía trên có khắc tin tức của người nắm giữ, đại biểu cho thân phận của họ tại Độc Lập Châu. Nếu như bị võ đạo Liên Minh Công hội tra được, trình cái giấy thông hành này là xong, có chút giống như giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước ở một số nước bên ngoài. Sau khi nhận được giấy thông hành Độc Lập Châu, đám người Khương lão và Lưu Ảnh Thần sắc hơi có chút kích động. Có vật này, bọn họ liền có thể quang minh chính đại đặt chân đến toàn bộ các ngõ ngách xó xỉnh của Độc Lập Châu, rốt cuộc không cần phải lo lắng hay sợ hãi nữa. Chủ nhân, vật này thật là đẹp nha." Tiểu Loli cầm lấy giấy thông hành, vui mừng không thôi. "Lão Khương," Diệp Oản Oản nhìn về phía Khương lão, nói, "Sau này, các người trước tiên cứ ở ban ngoại giao của Không Sợ Minh. Nếu như có vấn đề gì, trực tiếp tìm Lưu Ảnh. Lưu Ảnh không giải quyết được, liền tới tìm tôi." "Vâng, thưa chủ nhân." Khương lão gật đầu một cái. Loại ban chức năng như ban ngoại giao, chủ yếu phụ trách giao thiệp và đàm phán đối ngoại không cần bất kỳ giá trị vũ lực nào, vẫn tương đối thích hợp với bọn họ. Loại thế lực giống như Không Sợ Minh độc lập châu này, đầm rồng hang hổ, trừ ban ngoại giao ra, thật đúng là không có ban nào khác thích hợp với bọn họ. Tất nhiên, đây cũng không phải là nói địa vị của ban ngoại giao tại Không Sợ Minh không cao. Ngược lại, ban ngoại giao có địa vị cực cao, hết sức quan trọng. Quan văn võ tướng, ban ngoại giao tại Không Sợ Minh đảm nhiệm chức vị tương tự như quan văn Chương 1372, chúng ta không có tiền a. Phong tỷ, sự việc yến ra kia nên giải quyết như thế nào? Lưu Ảnh nhìn về phía Diệp Oản Oản, cau mày hỏi. Trước đó, Tam trưởng lão Lý Tư rõ ràng chính là không phục, cố ý gây khó dễ. Nếu cậu đã lên được vị trí này, nhất định phải xử lý. Như vậy đi, cùng yến ra hẹn một thời gian gặp mặt nhất định, tôi sẽ đích thân xuất hiện. Diệp Oản Oản nhìn về phía Lưu Ảnh nói, Nghe vậy, Lưu Ảnh gật đầu một cái. Nếu như Diệp Oản Oản có thể tự mình đàm phán giao thiệp, đó là chuyện không gì có thể tốt hơn. Đúng rồi, chuyện A Cửu, có tra được tin tức gì không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Lưu Ảnh hỏi. Đích xác có một ít tin tức, Lưu Ảnh trầm tư chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu lên, mở miệng nói, trước đó tôi cùng Lão Khương hai người, trong lúc vô tình đi ngang qua một chi nhánh cổ tộc của Độc Lập Châu, thật giống như nhìn thấy cửu ra qua lại. Nhưng không thể xác nhận được, do có rất nhiều người tiền hô hậu ủng cùng rời đi chúng tôi cũng không thấy rõ chi nhánh cổ tộc diệp oản oản như có điều gì suy nghĩ tại độc lập châu trừ các thế lực ở ngoài ánh sáng ra còn có vài cổ tộc lánh đời cổ xưa mà những thứ cổ tộc lánh đời kia đều thuộc về đời sau của vị kỳ nhân ban đầu khai sáng ra độc lập châu nọ ban đầu vốn là một thể nhưng sau đó có thể là vì nguyên nhân nội chiến mới dẫn đến các cổ tộc chia tách nhau ra đến hiện nay, đều đã hoàn toàn tách biệt lẫn nhau. Không sai, là tư tộc, lưu ảnh gật đầu, nói cái cổ tộc này, quả thật có chút trùng hợp. Nhưng theo tôi được biết, hẳn là cũng không có quan hệ quá lớn với tư gia tại Hoa Quốc. Về phần cửu gia có liên hệ với tư thị cổ tộc của độc lập châu hay không, còn cần phải tiếp tục điều tra. Các người đi trước điều tra, có tin tức, ngay lập tức nói cho tôi biết. Diệp Oản Oản nói, được, vậy chúng tôi đây rời đi trước. Lưu ảnh gật đầu nói. Chờ một chút, Diệp Oản Oản gọi đám người Lưu ảnh lại. Chủ nhân, còn có gì phân phó sao? Khương Lão hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Tình huống của tôi tại không sợ minh, các người cũng thấy rồi đó. Bây giờ, tôi coi như là nắm quyền không sợ minh chủ trong tay, nhưng cơ hồ bị đám lão già kia xem nhẹ. Hiện tại, trừ điều tra tung tích của A Cửu Gia, còn có một chuyện hết sức trọng yếu. Phong tỷ, chuyện gì? Lưu ảnh nói chiêu binh mãi mã cho tôi khóe miệng diệp oản oản hơi hơi dương lên treo lên một nụ cười khó hiểu tại độc lập châu không thiếu cường giả các người có biết là thiếu cái gì không thiếu cái gì nam dâu hỏi theo bản năng thiếu tiền diệp oản oản nhẹ giọng cười một tiếng cường giả võ đạo tại độc lập châu có rất nhiều cho nên cường giả muốn kiếm tiền cũng không mấy dễ dàng không giống ở tại hoa quốc cường giả khan hiếm muốn kiếm tiền cũng rất dễ dàng nếu như ở hoa quốc chút công phu mèo cào này của các cậu cũng có thể tùy ý kiếm được tiền, làm lính đánh thuê, làm ám vệ đội trưởng gì gì đó. Câu này của Diệp Oản Oản vừa phát ra, nét mặt của Lưu Ảnh và đám người Khương Lão nhất thời đỏ lên. Tại Hoa Quốc, bọn họ cũng ít nhất được coi như là một cường giả. Nhưng sau khi đi tới độc lập châu, cùng so sánh với những thứ cường giả độc lập châu, kém 10 vạn 8 ngàn dặm, căn bản là không đáng chú ý. Đúng như Diệp Oản Oản nói, chỉ bằng năng lực của bọn họ, phỏng chừng nhiều nhất tại độc lập châu chỉ có thể đi làm bảo vệ quen các người đi chiêu binh mãi mã cho tôi chỉ cần cường giả diệp oàn oản nhìn về phía mấy người nói chủ nhân chúng ta không có tiền a nam tóc dài nói không có tiền thì đến phòng kế toán mà lấy hôm nay võ đạo liên minh công hội chuyển cho tôi một khoản số lượng không nhỏ toàn bộ đều lấy đi nếu như không đủ trực tiếp dùng tiền của không sợ minh cho tôi nhớ kỹ có bao nhiêu người mạnh mẽ, chiêu bao nhiêu cường giả là quan trọng, tiền không thành vấn đề. Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng. chương 1373, là người không có liêm sỉ như vậy sao? Dùng tiền của không sợ mình xây dựng thế lực của mình, loại cảm giác này, thật sự là khó mà hình dung. Nghe vậy, Khương Lão cười một tiếng, chủ nhân, cái này tôi rất lành nghề. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá, chúng ta lấy danh nghĩa gì đi chiêu binh mãi mã? Không sợ minh sao? Diệp Oản Oản không khỏi lâm vào trầm tư, tất nhiên không có khả năng dùng danh nghĩa của không sợ minh đi chiêu binh mãi mã. Nếu như lấy danh nghĩa của không sợ minh, vậy cùng chính mình còn có quan hệ gì? Nàng muốn chính là một thế lực hoàn toàn thuộc về mình, không có chút quan hệ nào cùng với không sợ minh. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên, mở miệng nói, dùng danh nghĩa của tử vong hoa hồng. Sau khi thương nghị xong chi tiết cùng với nàng, đám người khương lão, lưu ảnh đều đi cùng Diệp Oản Oản đến phòng kế toán đem số tiền hôm nay Liên minh Công hội gửi đến, toàn bộ đều lấy đi. Sau đó, Diệp Oản Oản trở lại phòng làm việc của mình. Bên trong phòng làm việc, bắt đầu mặc một thân đồng phục làm việc của công nhân, trên đầu đội một cái mũ lưỡi chai che nắng màu quyết, ngồi ở trên ghế làm việc của Diệp Oản Oản, hai chân đong đưa, vừa gặm quả táo mà Diệp Oản Oản mua để ở trong phòng làm việc vừa ngâm nga một vài nhịp điệu mà Diệp Oản Oản hoàn toàn nghe không hiểu. Ghế làm việc của tôi, ngồi thoải mái không? Sau khi Diệp Oản Oản tiến vào phòng làm việc, nhìn về phía bắt đầu, mở miệng nói. Thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, bắt đầu lập tức từ trên ghế làm việc đứng dậy, mặt đầy nụ cười lúng túng. Cửa lắp xong rồi, Diệp Oản Oản nhìn bắt đầu hỏi. Nghe vậy, bắt đầu gật đầu liên tục, thu xếp xong. Phong tỉ, rốt cuộc chuyện này là như thế nào, Đệ sớm đã đi qua lắp cửa. Nhưng cầu tạp trùng lại có thể xuất hiện ở đó. Diệp Hoàn oản có chút cạn lời, đó chính là nhà của Dịch Hủy Hàn. Anh ta không xuất hiện mới có quỷ. Con mẹ nó, lúc đệ đến cầu tạp trùng lại có thể ở trên ghế salon nằm ngủ, đệ lỡ vô ý đánh thức hắn ta dậy. Gã cầu tạp trùng kia, thức dậy bực mình không thôi, còn muốn giết đệ. Còn may đệ đang mặc đồng phục làm việc, khiêng cánh cửa, nên hắn biết đệ tới lắp cửa. Lúc này mới nguôi giận một chút Nếu không thật có lẽ đã bị hắn ta đánh chết tươi Bác đầu hơi có chút phiền muộn Công việc này cũng quá nguy hiểm Chìa khóa Diệp Oản Oản nói Lúc này Bác đầu từ trong túi móc ra một chiếc chìa khóa Đưa cho Diệp Oản Oản Phong tỷ, tỷ muốn có chìa khóa của cầu tạp trùng để làm gì Bác đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Chẳng lẽ tỷ và cầu tạp trùng Có một chân sao Diệp Oản Oản sau khi đem chìa khóa cất đi lườm bắt đầu một cái, trí tưởng tượng của ngươi có phải là quá phong phú rồi hay không? Phong tỷ, không phải đệ không khuyên tỷ à nha, đừng thấy dáng dấp đẹp mắt liền muốn trêu ghẹo, hắn ta chính là ác thần đòi mạng đấy. Có biết nói chuyện hay không? Diệp oản oản lườm hắn một cái, nàng là người không có liêm sỉ như vậy sao? Bắt đầu thấy thần sắc Diệp oản oản có vẻ không vui, mặt đầy lúng túng, khục khục, chỉ là đùa một chút. Đúng rồi, võ đạo liên minh công hội bên kia nói, tiền và giấy thông hành đều cấp cho tỷ rồi, bảo Phong tỷ hãy hành động nhanh lên một chút. Nghe được lời này của bác đầu, Diệp Oản Oản bỗng cười lạnh một tiếng. Phó đạo liên minh công hội đem mình xem thành công cụ, muốn thọt cho Atula một đao, nào có dễ dàng như vậy. Cho dù là Atula mới vừa cho tàn lại cháy không bao lâu, nhưng nhất định sẽ duy trì được chiến lược tinh hoa, không dễ đối phó như vậy. Sợ ý một chút, nói không chừng mạng của mình đều sẽ không còn đi nói với võ đạo liên minh công hội, lúc nào động thủ, do không sợ minh chúng ta tự quyết định. Diệp Oản Oản nói, bắt đầu như có điều suy nghĩ, phong tỷ, quyền uy của võ đạo liên minh công hội, chúng ta cũng không nên khiêu khích quá mức. Bọn họ hủy diệt A Tu La thời kỳ cường thịnh, có lẽ sẽ có một chút chắc trở, nhưng nếu muốn tiêu diệt chúng ta, lại cũng không mấy khó khăn. chương 1374, đi chết chùm cùng Atula Nghe bắt đầu nói như vậy, Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Từ xưa đến nay, võ đạo liên minh công hội tại Độc Lập Châu đều là thế lực mạnh nhất, thuộc về tồn tại duy trì cán cân thăng bằng của Độc Lập Châu, là thế lực chấp chính. Nếu như có lúc cần thiết, bao gồm cả tứ đại thế gia đều sẽ tận tình hỗ trợ võ đạo liên minh công hội. Sở dĩ võ đạo liên minh công hội muốn chèn ép Atula, Diệp Oản Oản suy nghĩ, vốn là do thế lực Atula không phục sự giám thị của bọn họ, hơn nữa có thời gian dài từng khiêu chiến quyền uy của Võ đạo Liên Minh Công hội. Tuy nhiên, Atula lại không hề xúc phạm quy tắc của độc lập châu. Cho nên, trên mặt nổi, Võ đạo Liên Minh Công hội án binh bất động, nhưng từ trong bóng tối, lại tập hợp thế lực giống như không sợ Minh đi chết chùm với Atula. Đúng rồi. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, bắt đầu lại nói, trước đó Võ đạo Liên Minh Công hội đưa tới một nhóm người, khoảng chừng mấy chục người, nói là tới phụ trợ Phong Tỷ mấy chục người, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, Phó đạo liên minh công hội quả thật là phóng khoáng, liền đưa tới cho tôi mấy chục người. Đây chính là nhân lực mà bọn họ nói sao. Thực lực cũng đều không tệ lắm, được để sắp xếp cho ở khách sạn bên cạnh không sợ minh. Bắt đầu nói, Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, con người khẽ chuyển một cái, khóe miệng treo lên một nụ cười châm biếm. Lúc này, Diệp Oản Oản gọi tới đám người lưu ảnh và Khương Lão, đi tới khách sạn mà bắt đầu nói tới trong nháy mắt sau khi đẩy cửa phòng ra, Diệp Oản Oản quả thực có chút mộng bức. Bên trong một căn phòng lớn, có khoảng chừng 20 đến 30 người. Những người này đang ăn mì gói, uống nước suối. Ai? Một người đàn ông trung niên trong đám, ánh mắt lạnh giá, rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Càn dỡ, không sợ minh chủ bạch phong, lưu ảnh mắng, tóc húi cua ca. Nghe được lời nói này, 20 đến 30 người bên trong căn phòng này thần sắc kinh ngạc ánh mắt dối rít rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Các vị là người được võ đạo liên minh công hội đưa tới. Diệp Oản Oản tùy ý ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía mọi người. Phong tỷ, đúng vậy, võ đạo liên minh công hội bảo chúng tôi tới phụ trợ cô phát động khiêu chiến đối với Atula. Một lão giả mặc áo đen nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc cung kính. Các ngươi là thành viên của võ đạo liên minh công hội. Diệp Oản Oản hỏi. Không phải, Ông lão mặc áo đen lắc đầu một cái. Cái này cũng ở trong dự liệu của Diệp Oản Oản. Phó đạo Liên minh Công hội muốn làm chính là mượn đao giết người, làm sao lại có thể để cho thành viên Liên minh xuất hiện. Thông qua một phen nói chuyện với nhau, nụ cười của Diệp Oản Oản lại càng nồng hơn. Những người này, phần lớn đều từng xúc phạm quy củ độc lập châu, bị không sợ minh nhốt như tử tù. Còn có mấy vị là người ngoại lai tự nhận mình có thực lực mạnh mẽ, đến độc lập châu sông sáo một phen để thọ giáo nền văn minh võ đạo cường thịnh trong truyền thuyết. Kết quả không có giấy thông hành, bị võ đạo liên minh công hội bắt lấy, nhốt liền một lèo mấy năm. Mà lần này, võ đạo liên minh đem bọn họ thả ra, cấp cho cam kết là sẽ phán bọn họ vô tội, nhưng nhất định phải phụ tá không sợ minh chủ phát động tấn công đối với Atula. Bạch minh chủ, lúc nào động thủ, cô cứ nói một câu, chỉ cần chúng tôi có thể đạt được tự do, làm cái gì cũng được. Một vị nam tử trẻ tuổi khoảng chừng hơn 20 tuổi nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, nháy mắt với Khương Lão. Lão Khương hiểu ý, quét mắt qua mọi người một cái, tươi cười nói, các vị, Khương Lão tôi bội phục nhất là cường giả. Cho nên, tôi muốn hỏi các vị một chút, có từng nghĩ tới một ngày, tại độc lập châu thành danh, có thể hô phong hoán vũ hay chưa? Nghe Khương Lão nói như vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Diệp Oản Oản ở một bên nghe được sờ sờ lỗ mũi một cái, lời thoại này sao cứ nghe như là lời phát động tuyên truyền bán đa cấp ở thôn, làng, xã quá vậy. Ai lại không muốn, nhưng cũng quá không thực tế rồi. Chúng tôi bây giờ chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, cũng không hy vọng xa vời như thế. Một người đàn ông trung niên thở dài một tiếng. chương 1375, không nói không đánh Atula. Lần này võ đạo liên minh công hội cho bọn họ cơ hội đạt được tự do, nhưng có thể sẽ phải đem sinh mạng để đánh đổi. Danh tiếng không sợ minh tại độc lập châu tuy lớn, nhưng Atula lại càng đáng sợ hơn. Tương truyền, hội trưởng một đời trước của võ đạo liên minh công hội, có một lần từng muốn tiêu diệt Atula. Tới ngày hôm nay, hội trưởng một đời trước của võ đạo liên minh công hội đã qua đời, hội trưởng mới lên thay, mà Atula còn vẫn tồn tại. Như vậy có thể thấy, Atula rốt cuộc khủng bố đến giường nào. Ha ha, các vị đừng quá lo lắng. Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người bên trong phòng, khóe miệng hơi hơi dương lên, từ một khắc này trở đi, các vị đều là người tự do. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, mọi người tại đây đều sửng sốt một chút. Không một ai dám phản bác lời nói của Diệp Oản Oản, tóc húi cua ca của không sợ minh là người nào, mọi người cũng đều biết rõ. Bên trong độc lập châu, là người không sợ trời không sợ đất, không có ai mà nàng không dám trêu chọc, nhưng không sợ minh chủ lại dựa vào cái gì mà vì bọn họ đi đắc tội với võ đạo liên minh khương lão cùng những huynh đệ này nói một chút về kế hoạch của chúng ta diệp oản oản cười nói lúc này khương lão gật đầu một cái nhưng mà lưu ảnh lại đem diệp oản oản kéo sang một bên nhẹ giọng nói oản oản tiểu thư cô không sợ trong đám người này có gian tế nằm vùng của võ đạo liên minh công hội hay sao nghe được lời này của lưu ảnh Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, nhẹ giọng cười nói, đầu tiên, Võ đạo Liên minh Công hội tự cho là đã ăn chắc tôi, không cần phải cho gian tế nằm vùng trà trộn vào. Atula cũng không hề không tuân theo quy tắc của độc lập châu, nếu như bị người khác biết được, trong nhóm có người của Võ đạo Liên minh Công hội, đối với Võ đạo Liên minh Công hội là một đả kích trầm trọng. Lui 10.000 bước, mặc dù có gian tế, vậy thì như thế nào? Những thứ nhân lực này, vốn là cũng đã thuộc về tôi. Huống chi, tôi lại không hề nói là không đi đánh Atula, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Võ đạo liên minh có biện pháp gì? Chuyện này, Lưu Ảnh trầm tư chốc lát, không thể tìm ra được một lời nào để phản bác, cuối cùng gật đầu nói, "Cao Minh. Cần gì quan tâm người có gian tế ở bên trong hay không, coi như là lấy danh nghĩa của Võ đạo liên minh công hội các ngươi thu những người này, lại có thể như thế nào?" Atula, bọn họ sẽ đi đánh, nhưng ít nhất yêu cầu có một kế hoạch tỉ mỉ mà cái kế hoạch này tạm thời vẫn chưa chốt được võ đạo liên minh cũng không có lời nào để nói khương lão huynh vậy chúng tôi là gia nhập không sợ minh sao một vị lão nhân mặc áo đen trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc không sợ minh tiểu lô ly cười lạnh một tiếng vẻ mặt ngạo nghễ nói thật là khó nghe muốn chết các người cũng không phải là gia nhập không sợ minh vậy là ông lão mặc áo đen cau mày nói tử vong hoa hồng Nam tóc dài cười một tiếng đầy hắc ám nói. Cái gì, tử vong hoa hồng? Nghe được lời nói này, mọi người tại đây đều sững sờ, khó mà tin nổi, chẳng lẽ, cõi đời này thật sự có tử vong hoa hồng sao? Nhưng trước đó không phải là có người nói, hết thảy đều là bịa đặt. Nói bậy nói bạ, chúng tôi chính là người của tử vong hoa hồng. Ông nói chúng tôi đều là bịa đặt, nam dâu hừ hừ không vui lườm lão già kia. Không không không, lão phu không phải là có ý này. Ông lão mặc áo đen lắc đầu liên tục, cuối cùng không nhịn được thở dài một tiếng nói, "Nguyên Lai, like, thật sự có cái tổ chức gọi là Tử vong hoa hồng này. Lại càng không nghĩ tới chính là Bạch Minh chủ Bạch Phong đại danh đỉnh đỉnh, lại là thủ lĩnh của Tử vong hoa hồng hắc quả phụ. Đừng nói nhảm nữa, tôi đi thử một chút thực lực của các người như thế nào." Đột nhiên, tiểu Loli quát lạnh một tiếng, không hề có dấu hiệu nào vỗ thẳng một trường về lão giả áo đen kia. Nhưng mà ông lão mặc áo đen lại có thể cũng không hề tránh né chút nào, cường ngạnh đỡ lấy một trường của tiểu lô ly. Trường 1376, hoàn toàn không muốn quản có được không? Ông, làm sao không tránh, không có sao chứ, tiểu lô ly nhìn ông lão mặc áo đen, nhíu chặt lông mày. Một trường này của nàng, chính là dùng một lực đạo khá lớn. Tại sao phải tránh, ông lão mặc áo đen nhìn chầm chầm tiểu lô ly, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Tiểu lô ly, quá làm nhục người khác rồi. Diệp Oản Oản nhìn ông lão mặc áo đen, thực lực lão đầu này, quả thực không tầm thường. Mới vừa rồi một trưởng của tiểu lô ly đánh xuống, thân thể của ông ta, phảng phất như một mặt hồ bình tĩnh không lay động. Ngay cả chút xíu rung động cũng không sinh ra, tất nhiên là cao thủ. Mà hơn mấy chục người này, có thể được võ đạo liên minh công hội nhốt lại, chắc chắn sẽ không có một ai là kẻ yếu. Lão đại, giờ phút này, một vị nam tử trẻ tuổi đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, mở miệng nói, lão đại, chúng tôi ở trong hầm giam 6 tầng, kết giao với rất nhiều bằng hữu. Nghe người ta nói tới qua, ở trong tầng hầm giam tầng thứ 5, có nhốt tàn dư của tử vong hoa hồng. Lời này vừa nói ra, thần sắc Diệp Oản Oản không biến, nhưng trong lòng thì lại cả kinh. Hầm giam 6 tầng, là tử lao mà hội trưởng một đời trước của võ đạo liên minh công hội thiết lập, tổng cộng có 6 tầng. Nghe nói, tội nghiệt càng nặng, số tầng bị nhốt sẽ càng sâu. Nhất là từ hầm giam thứ ba trở đi, bị nhốt đều là hạng người cùng hung cực ác, đến tầng thứ tư, tầng thứ năm, phạm nhân bị nhốt càng đáng sợ hơn. Mà bên trong tầng thứ sáu nhốt cái gì, người độc lập châu lại hoàn toàn không biết. Giờ phút này, nam tử trẻ tuổi này lại nói, tầng thứ năm, lại có thể nhốt tàn dư của tử vong hoa hồng. Chẳng lẽ nói, ở trên đời này, thật sự có tử vong hoa hồng? nhưng không phải là nhiếp vô danh đã nói, tử vong hoa hồng chẳng qua chỉ là bản thảo của một quyền tiểu thuyết, hoàn toàn là bịa đặt mà ra sao. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lão đại, ngài là hắc quả phụ, phó đạo liên minh công hội, đem huynh đệ chúng ta nhốt tại tầng thứ 5, chúng ta không thể ngồi yên không quản được. Nam tử trẻ tuổi lại nói, Diệp Oản Oản, nàng hoàn toàn không muốn quản, có được hay không? Hừ, coi như lão đại thực sự muốn cứu người, cũng phải thảo luận kỹ hơn, không thể lỗ máng ông lão mặc áo đen nói sợ cái gì chứ tôi biết chế tạo thuốc nổ chỉ cần lão đại nói một câu tôi chế tạo một khối thuốc nổ đem hầm giam sáu tầng cho nổ tung đơn giản biết bao nhiêu diệp oản oản chính mình mới vừa rồi rốt cuộc thu một nhóm người nào vậy làm sao lại còn biết chế tạo thuốc nổ không được độc lập châu có quy tắc của độc lập châu tại độc lập châu súng ống đều không cách nào được sử dụng chế tạo thuốc nổ cậu muốn làm liên lụy chết lão đại sao? Đến lúc đó, không sợ mình cùng tử vong hoa hồng chúng ta đều sẽ bị dính líu. Ông lão mặc áo đen lắc đầu nói. Diệp Oản Oản không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cũng còn may có một người tương đối lý trí. Chúng ta có thể giết tới, trực tiếp đem người cứu ra. Nơi đó thủ vệ mặc dù xâm nghiêm, nhưng không sợ minh và tử vong hoa hồng toàn lực đánh ra, cứu các huynh đệ tầng năm ra, không phải là không có cơ hội. Ông lão mặc áo đen lại nói. Tốt rồi, Diệp Oản Oản lạnh lùng nói, hầm giam sáu tầng có nhốt người của ta, ta tự nhiên sẽ biết rõ. Chuyện này, không cần các ngươi quản nhiều, ta đã có kế hoạch. Đến lúc đó, ta sẽ tự đem người của Tử vong hoa hồng cứu ra. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, mọi người lúc này mới đình chỉ nghị luận. Khương lão, ông và bọn họ trước tiên nói một chút về chi tiết cùng quy củ. Sau khi Diệp Oản Oản an bài xong những người này, lập tức mang theo Lưu Ảnh rời khỏi nơi này. Đám người Khương lão cùng tiểu lô nghe vậy hai mắt nhìn nhau một cái, mặt đầy nghi ngờ, tử vong hoa hồng bọn họ. Thật giống như cũng không có quy củ gì mà. Nguyên bản, Diệp Oản Oản muốn cùng lưu ảnh nói thêm về việc tìm kiếm tư dạ hàn, nhưng nửa đường bắt đầu lại gọi điện thoại tới, nói đồng minh trước đây biết được nàng trở lại, đặc biệt tới thăm. chương 1377 diễn đến chết lặng. Đồng minh trước đây, nếu là đồng minh, không đi gặp chỉ sợ là cũng không mấy thích hợp bất đắc dĩ diệp oản oản chỉ có thể mang theo lưu ảnh trước tiên trở về không sợ minh bên ngoài phòng hội nghị bác đầu nhìn diệp oản oản nói phong tỷ terran tới rồi terran diệp oản oản mặt đầy mộng bức đây chính là cái gọi là thủ lĩnh thế lực đồng minh của không sợ minh sao diệp oản oản ngày trước mặc dù từng nghe bác đầu nói qua terran nhưng mình hoàn toàn không nhận biết người này màn diễn này phải diễn như thế nào đây nàng hiện tại cũng đã gần diễn đến chết lặng. Tam trưởng lão và thất tinh đang tiếp đái. Phong tỉ, tỷ mau vào đi thôi, bắt đầu nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, không vào trong có được không? Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng hội nghị, một vị nam nhân mặc âu phục màu trắng đang ngồi ở trên ghế. Tay rần cao gầy, mặt mũi trắng noán, đôi con người xanh biếc trong vắt, lại ẩn chứa thanh sắc âm tàn hung độc. Bạch Phong tiểu thư, nhiều năm không gặp, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Terran chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Diệp Oản Oản, vô cùng thân ái cười nói. Con người Diệp Oản Oản hơi đổi, Terran, đã lâu không gặp. Giờ phút này, ánh mắt của tam trưởng lão Lý Tư, một khắc cũng không rời khỏi người Diệp Oản Oản. Từ đầu đến cuối, Lý Tư chưa từng tin tưởng Diệp Oản Oản là Bạch Phong thứ thiệt. Hôm nay, ngược lại có thể dò xét một phen. Diệp Oản Oản đi lên trước, nhẹ nhàng ôm ấp xã giao cùng Terran. Tuy nói Diệp Oản Oản hoàn toàn không nhận biết cái gã Terran này, nhưng thoạt nhìn, hai người lại thật giống như là lão bằng hữu lâu ngày không gặp lại. Nhìn thái độ của Terran hẳn là cũng không hề phát hiện ra cái gì không đúng. Bạch Minh Chủ, chúng tôi đến bàn chính sự một chút. Lần này tôi tìm cô, tổng cộng có hai chuyện. Thứ nhất, tôi đã sớm thấy Yến ra trướng mắt, muốn diệt trừ. Gần đây nghe nói, Yến ra cũng đắc tội với cô, vừa vặn, chúng ta mỗi người một phần, đem Yến ra giết sạch. Tyron mở miệng cười nói. Trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi thở dài, nàng cũng không muốn trêu trọng Yến ra, cũng không muốn cùng cái gã Tyron này hợp tác. Nhưng mà, thế này dường như lại không phải là phong cách của tóc húi cua ca. Về phần địa bàn của Yến ra, chúng ta theo quy tắc cũ, phân chia năm, năm, cô thấy sao? Tyron lại nói. Phân chia năm, năm. Diệp Oản Oản hơi suy nghĩ một chút, ngay sau đó nụ cười trên mặt thu lại Terran, tôi chưa bao giờ cùng người khác phân chia năm, năm. Còn nhớ đến ban đầu cùng bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất, bắt đầu từng nói qua, không sợ Minh trước đây, thời điểm cùng các thế lực khác hợp tác, phân phối lợi ích, không sợ Minh cho tới bây giờ không bao giờ thấp hơn 6 phần. Cho nên, có phân chia năm, năm cái rắm, tin người vờ lờ. Terran, nếu như anh thiếu thành ý như vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải tiếp tục nói nữa. Diệp Oản Oản cười lạnh. Giờ phút này, Tam trưởng lão âm thầm cười lạnh, thất tinh sắc mặt lạnh giá, âm trầm đến mức như có thể chảy ra nước. Từ đầu đến cuối, Diệp Oản Oản vẫn đang luôn quan sát Tam trưởng lão và Thất Tinh, sau khi nhìn thấy thần sắc hai người xong, trong lòng Diệp Oản Oản bỗng đánh bộp một cái, luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. "Ha ha, Bạch Minh chủ, tôi với cô chỉ đùa một chút mà thôi, tôi bốn cô sáu, không cần phải tích cực như thế." Terron nói. Nghe nói như vậy, sắc mặt Diệp Oản Oản lúc này mới hơi có chút hòa hoãn. Chuyện thứ hai, cho tàn A Tu La lại cháy, khiến cho tất cả các thế lực trên địa bàn chúng ta, mỗi tháng đều phải đúng hạn tiến cống cho bọn họ. Tôi cảm thấy rất khó chịu, tiền tôi kiếm được, dựa vào cái gì phải phân cho bọn họ. Bạch Minh Chủ, tôi cho là, cô cũng không muốn tiến cống. Teron nói. chương 1378, cùng ngươi diễn tới bến. Đương nhiên sẽ không, Diệp Oản Oản nói. Năm đó, thế lực Atula cho người đi tới không sợ minh, để cho tóc húi cua ca tiến cống. Kết quả, tóc húi cua ca trực tiếp giết chết người đó, chuyện này, Diệp Oản Oản tự nhiên biết rõ. Tóc húi cua ca chân chính, làm sao có thể sẽ đi tiến cống. Ha ha, sảng khoái, tốt, nếu không còn chuyện gì, tôi đây liền đi trước rồi. Tyron dứt lời, đứng dậy. Diệp Oản Oản cũng không nhiều lời, mà lại len lén nhìn về phía thất tinh. Giờ phút này, Cả người Thất Tinh giống như một khối hàn băng, lạnh giá đến thấu xương. Diệp Oản Oản âm thầm cau mày, nhất định có chỗ nào đó không đúng. Có lẽ, nàng có khả năng vì gã Terron này mà bại lộ cái gì đó. Rất nhanh, nàng nhìn thấy Thất Tinh mở điện thoại di động lên, bắt đầu gõ một tin nhắn định gửi đi. Diệp Oản Oản vội vàng lặng yên không một tiếng động xít lại gần. Xuyên thấu qua gương của phòng họp, Diệp Oản Oản rốt cuộc miễn cưỡng thấy rõ được nội dung của tin nhắn nữ nhân này căn bản không phải là phong tỷ, tôi muốn ả ta chết, bắt đầu, cậu bị gạt. Người nhận tin nhắn, chính là bắt đầu. Chữ phía sau không thấy rõ, nhưng chỉ cần nhìn thấy câu thứ nhất đã đủ rồi. Không tốt, Diệp Oản Oản căng thẳng trong lòng. Từ khi nàng bắt đầu tiến vào phòng họp, một câu cũng chưa từng nói sai, không có khả năng có bất kỳ sơ hở nào. Hơn nữa, người tên Teron này thật sự có tồn tại, cũng không phải là thất tinh hay tam trưởng lão hư cấu ra để so xét chính mình. Mà loại bỏ hết thảy các thứ này, vấn đề có lẽ cũng chỉ có một cái. Gã đàn ông phương Tây trước mặt này, căn bản cũng không phải là Terran. Mình bị lừa. Chậm đã. Còn chưa đợi thất tinh đem tin nhắn gửi đi, Diệp Oản Oản bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, gọi gã đàn ông phương Tây này lại. Bạch Minh Chủ, sao vậy? Còn có chuyện gì sao? Gã đàn ông phương Tây hơi sững sờ, Nghe vậy, Diệp Oản Oản không đếm xỉa gì, đi tới trước mặt hắn ta, khóe miệng hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà mị, nói, vở kịch. Ta đã cùng ngươi diễn tới bến, vậy, có phải hẳn là nên tới phiên ta hỏi ngươi một ít vấn đề? Bạch Minh Chủ, có ý gì? Nam nhân phương Tây nói. Bép, không cho mọi người cơ hội lấy lại tinh thần, tay phải Diệp Oản Oản dơ lên, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một bàn tai rơi xuống, hung hăng quất vào trên mặt gã ta lúc này gã đàn ông phương tây kia dưới tình huống không phòng bị chút nào bị diệp oản oản đánh một bạt tai ngã lăn ra đất người đem ta xem như cái gì rồi kẻ ngu sao diệp oản oản cười lạnh nói bạch minh chủ cô có ý gì muốn gây ra chiến tranh giữa chúng ta sao gã đàn ông phương tây nhất thời giận dữ người đâu diệp oản oản gầm lên một tiếng một giây kế tiếp mười mấy vị thành viên tinh anh của không sợ minh tiến vào phòng họp những thành viên này mặc quần áo trắng, sau lưng viết hai chữ không sợ. Giúp ta tra hỏi hắn một chút, tại sao lại giả mạo Terran? Chủ xử sau màn là ai? Không nói, liền giết hắn. Diệp oản oản hơi hợt nói. Còn không đợi thành viên không sợ minh kịp hành động, gã đàn ông phương Tây cả giận nói. Người nói lăng nhăng gì đó, ta chính là Terran. ngươi là Terran, Diệp oản oản cười lạnh, ta và Terran nhận biết nhiều năm như vậy, ta làm sao lại không biết. Teron là người phương Tây. Theo lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, nụ cười trên mặt tam trưởng lão nhất thời cứng đờ, mà trong mắt của Thất Tinh cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Thấy vậy, Diệp Oản Oản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Độc Lập Châu, rất ít có người phương Tây qua lại, mà thủ lĩnh một phương thế lực không thua gì không sợ Minh, làm sao lại có thể là một người Tây cho được. Hơn nữa, mới vừa rồi, Diệp Oản Oản cũng chợt nhớ tới tâm tình bài xích ngoại vật của độc lập châu là đứng hàng đầu, không gì sánh bằng, làm sao lại có thể mặc cho người phương Tây ở chỗ này phát triển lớn mạnh như thế. Trước đó, nàng cũng không nghĩ sâu, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, quả thực có rất nhiều chỗ không hợp lý. Cho nên nàng đang đánh cược, liền đánh cược Teron là một người phương Đông. Đây là một trận đánh cược, thắng là sống, thua là chết. Tất nhiên, nàng thắng cuộc, thân sắc của tam trưởng lão cùng thất tinh, chính là minh chứng tốt nhất. Lời tác giả, độc lập châu là một cái bản đồ hoàn toàn mới, yêu cầu phải có một quá trình đi từ gốc gác, thiết lập các mối quan hệ giữa các nhân vật. Những thứ này đều vô cùng cần thiết, nếu không nội dung cốt truyện không có cách nào triển khai. Cho nên mọi người xin bình tĩnh chứa nóng, nội dung cốt truyện phía sau tuyệt đối sẽ đặc sắc hơn tương đương. chương 1379, hẳn là nên cảm ơn tôi. Giờ phút này, thất tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, lộ ra vẻ cân nhắc. Nguyên bản hắn muốn mượn lần này để dò xét nữ nhân này, lại không ngờ nàng lại có thể biết được Terran là người phương Đông. Terran tại Độc Lập Châu thập phần thần bí, có rất ít người từng gặp qua, phần lớn đều cho rằng Terran là người phương Tây. Hơn nữa, ngay chính hắn hôm nay mới hiểu, Terran nguyên lai là người phương Đông. Cho nên, Thất Tinh lúc này mới an bài một gã người Tây diễn xuất, tiến hành dò xét Diệp Oản Oản. "Phong tỷ, Thất Tinh hướng về Diệp Oản Oản thấp giọng nói, Thế nào, nghe tiếng, Diệp Oản Oản làm bộ như không hề có cảm xúc nhìn về phía Thất Tinh. Không có việc gì, Thất Tinh thần sắc phức tạp lẩm bẩm. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng, lúc này, một tiếng cười lạnh giá từ ngoài cửa truyền tới, Diệp Oản Oản theo bản năng mà xoay người lại. Một gã nam nhân mặc Âu phục màu đen, khí chất thành thuộc trí thức, khoảng chừng 30 tuổi, tiến vào bên trong tầm mắt của Diệp Oản Oản. Bạch tiểu thư, 7, 8 năm không gặp. Cô bây giờ càng ngày càng xinh đẹp rồi. Nếu như đi ở trên đường, vị lão bằng hữu này như tôi, chỉ sợ cũng không nhận ra cô. Khí thế của gã ta cực mạnh, sau khi đi vào liền tùy ý ngồi ở một bên, ung dung thản nhiên mà đánh giá Diệp Oản Oản. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Gã đàn ông phương Đông trước mặt này, chắc là Terran chân chính rồi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản nhìn về phía nam nhân, lạnh giọng mở miệng nói không có gì, cô rời khỏi độc lập châu 7, 8 năm, bây giờ đột nhiên trở lại, tướng mạo cũng không giống như xưa. Tôi tự nhiên muốn nhìn một chút xem, cô có phải là bạch phong thật hay không? Nếu như là một đám a miêu a cầu tới giả mạo, há chẳng phải là không tốt lắm hay sao? Gã ta vừa cười vừa tiếp tục mở miệng nói, hơn nữa, những thủ hạ này của cô, trong lòng ít nhiều cũng có chút nghi ngờ, tôi giúp cô chứng minh một phen, há không phải là vừa vặn. Cô hẳn là nên cảm ơn tôi mới đúng một bên tam trưởng lão nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Tại độc lập châu, biết Terran là người phương đông, không có mấy người. Diệp Oản Oản nếu biết được Terran là người nước hoa, chẳng lẽ nàng thật sự là Bạch Phong? Lúc này, tam trưởng lão ung dung thản nhiên mà rời khỏi phòng hội nghị. Đi, bắt đầu điều tra từ chu ra cho ta, là chui vào hỏi thăm cũng được, hay là lấy thủ đoạn cứng rắn cũng được, đều phải tra rõ ràng cho ta, lai lịch của nữ nhân này tam trưởng lão Lý Tư hướng về phía đám thủ hạ, mở miệng phân phó. Nghe vậy, mấy người trẻ tuổi gật đầu một cái, lĩnh mệnh xoay người rời đi. Tam trưởng lão, nếu ngài khẳng định nữ nhân kia là minh chủ giả, tại sao lại không trực tiếp giết cô ta? Nhất định phải điều tra cho rõ đây. Một vị nam nhân trẻ tuổi nhìn về phía tam trưởng lão, sắc mặt không hiểu lắm, hỏi thăm. Hừ, chuyện này, nào có đơn giản như ngươi nghĩ? Tam trưởng lão hừ lệnh một tiếng, từ sau khi Minh chủ mất tích, không sợ Minh đã hoàn toàn chia rẽ. Người cho rằng là toàn bộ không sợ Minh trừ mấy đám ngu đần như bắt đầu ra, ai lại sẽ tin tưởng ả à ta là Minh chủ chân chính. Tam trưởng lão nhìn về phía nam tử trẻ tuổi, thần sắc khinh thường mở miệng. "Tam trưởng lão, ý của ngài là?" Nam nhân trẻ tuổi nghe nói như vậy, hơi sững sờ. "Bây giờ không sợ Minh, thật ra thì đã sớm phân hóa ra làm nhiều trận doanh." trừ phe của ôn tử nhiên ra, còn có phe riêng của đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Quan hệ trong này dối rắm phức tạp, mỗi cái trận doanh đều muốn để cho người của mình lên làm minh chủ. Nữ nhân kia, sở dĩ không ai quản nàng, chính là bởi vì các trận doanh lớn đem nàng coi như là một con rối, dùng thân phận minh chủ của nàng để đem ra làm bia đỡ đạn. Tam trưởng lão phân tích. Chương 1380, độ tín nhiệm 80% nghe tam trưởng lão giải thích xong nam nhân trẻ tuổi hơi sững sờ ý của tam trưởng lão là cao tầng không sợ minh căn bản không tin cô ta là minh chủ đâm lao phải theo lao cố ý thừa nhận thân phận minh chủ của cô ta đem đến tác dụng cân bằng các thế lực của không sợ minh dĩ nhiên là như thế tam trưởng lão cười lạnh nói trong khoảng thời gian này rất nhiều người đều đang tìm chứng cứ cô ta không phải là minh chủ chỉ cần tìm được chứng cứ truyền ra ngoài tương đương với giúp không sợ minh lập được một công lớn. Tới lúc đó, phe nào lập được công, liền có thể leo lên ngai vàng của minh chủ. Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, nói nửa ngày, nữ nhân kia chẳng qua chỉ là một con cờ của các trận doanh lớn mà thôi. Bên trong phòng hội nghị, Terran sau khi cùng Diệp Oản Oản ân cần hỏi han một phen, liền cùng Diệp Oản Oản quyết định chiến lược hợp tác, hủy diệt Yến ra, ngăn chặn Atula. Chờ sau khi Terran rời đi, thất tình đợi ở bên người Diệp Oản Oản, như là muốn nói gì, nhưng một mực lại không nói ra khỏi miệng. Diệp Oản Oản ngồi trên ghế làm việc, yên lặng không nói, ở trong đầu sửa sang lại những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Trải qua chuyện hôm nay, Diệp Oản Oản càng phát giác, muốn lừa gạt những người đó, ngồi vững vàng vị trí này cũng không phải là đơn giản như trong tưởng tượng. Loại cao tầng chân chính như Tam trưởng lão, cơ hồ mỗi một vị, thái độ đối với nàng đều hết sức mập mờ. Từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không hề xem nàng như không sợ minh chủ chân chính nhưng mà với thế lực của các nhóm này tại không sợ minh mà nói nếu quả thật muốn vạch trần nàng căn bản là dễ như trở bàn tay nhưng cho tới nay cũng không hề làm như thế điểm này thật sự khiến cho nàng có chút nghĩ mãi không thông thất tinh sau khi trầm ngâm chốc lát diệp oản oản nhìn về phía thất tinh chúng ta nói chuyện một chút đi nghe tiếng thất tinh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía diệp oản oản Phong tỉ muốn nói chuyện gì? Cậu, bao gồm tất cả cao tầng không sợ minh, cho tới bây giờ đều chưa từng tin tưởng thân phận của tôi, đúng chứ? Diệp Oản Oản hướng về thất tinh nói. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, thất tinh hơi nhíu mày, sau khi trầm tư một lát, cuối cùng trực tiếp mở miệng nói, không sai. Được, như vậy, thất tinh, tôi có thể nói rõ ràng cho cậu biết, tôi chính là Bạch Phong, cậu sẽ tin tôi sao? Diệp Oản Oản nói hiện tại tin 80%, đón lấy con người sáng ngời của cô gái, thất tinh sắc mặt trần chờ mở miệng nói. Diệp Oản Oản nghe nói như vậy, quả thật là muốn chùm mền khóc dòng một trận. Trời má, cái kỹ thuật diễn xuất tầm cỡ Oscar này của nàng, mà mới chỉ đạt được độ tín nhiệm 80% mà thôi, sự hoài nghi của đứa nhỏ này nặng tới cỡ nào. Rất tốt, vậy cậu kể cho tôi nghe về tình huống của những cao tầng không sợ minh kia một chút. Diệp oản oản mặt ngoài vẫn như cú phong khinh vân đạm, nghiêm nghị mở miệng nói. Độ tín nhiệm 80% cũng đã đủ để nàng moi ra một ít tin tức. Bắt đầu so với thất tinh, cực kỳ không đáng tin cậy. Nếu như nàng có thể làm cho thất tinh quy thuận, đối với nàng mà nói, sẽ vô cùng có lợi. Thái độ của thất tinh quả thật có mềm đi một chút, gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng giải thích cùng với nàng, cao tầng để mặc tỷ không quản, chỉ là bởi vì tỷ còn có giá trị lợi dụng. Nếu như không phải là vì sự xuất hiện của tỷ, không sợ minh đã sớm bởi vì việc tranh đoạt vị trí minh chủ mà gây nên nội chiến. Nếu như vậy, cho dù thắng, không sợ minh cũng sẽ bị chia rẽ nghiêm trọng. Mà sự xuất hiện của tỷ lại trùng hợp có thể đem lại tác dụng ngăn chặn tranh đấu nội bộ trong không sợ minh. Tất cả trận doanh đều đang điều tra về tỷ, ai tìm được chứng cứ tỷ giả mạo không sợ minh chủ trước, liền có thể leo lên ngai vàng của minh chủ. Diệp Oản Oản như có điều gì đó suy nghĩ sờ cầm một cái. Thất Tinh nói ra một điểm này, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Nếu như mình đứng ở góc độ của Cao Tầng Không Sợ Minh, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 1381, nộp lên cống phẩm. Ha, không nghĩ tới, tôi một tay gầy dựng nên Không Sợ Minh, bây giờ chính mình lại bị coi là con cờ. Quả thật có chút buồn cười. Diệp Oản Oản lãnh đạm thở ơ cười một tiếng. Tỷ, thật sự là phong tỷ. Thất tinh đánh giá Diệp Oản Oản. Thất tinh, thời điểm cậu 9 tuổi, tôi đem cậu từ khu dân nghèo cứu ra. Sau đó, cậu vẫn luôn theo bên cạnh tôi, cậu còn nhớ sao? Diệp Oản Oản nói. Đệ vẫn còn nhớ, thất tinh yên lặng chốc lát, gật đầu nói. Diệp Oản Oản hài lòng khẽ mỉm cười, không tệ không tệ, đây là tin tức mà mình moi ra được từ bắt đầu trước đó à nha. Phong tỷ, đệ. Thất tinh dường như muốn nói gì, còn không đợi thất tinh tiếp tục nhiều lời. Lúc này, đột nhiên lại có thành viên không sợ minh đến thông báo, sứ giả Atula đến viếng thăm. Atula, Diệp Oản Oản nghe vậy, chân mày nhíu chặt lại. Chỉ chốc lát sau, mấy gã đàn ông nhanh chân đi vào bên trong phòng hội nghị. Nam nhân cầm đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, chắp tay mở miệng nói, bạch minh chủ, nghe đại danh đã lâu. Atula các người tìm ta, là có chuyện gì? Diệp Oản Oản lạnh giọng mở miệng. Bạch Minh Chủ, chuyện của ngày trước, tu la chủ của chúng ta liền không tính toán cùng ngươi nữa. Nhưng mà, thân ở khu vực này, cống phẩm hàng tháng, không sợ Minh cần nộp lên một nửa, đây là quy củ, ta nghĩ hẳn là ngươi cũng hiểu. Nam nhân cầm đầu thần sắc ngạo nghễ mở miệng nói. Ha ha, nực cười, Diệp Oản Oản nghe vậy nhất thời đứng dậy, nhìn chăm chăm các thành viên thuộc thế lực Atula, đầy sắc bén mở miệng nói, Bạch Phong ta là người nào, các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, chỉ có ta thu cống phẩm, còn không người nào dám đến thu cống phẩm của không sợ minh bọn ta. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn qua gã sứ giả kia, ngồi ở trên ghế salon, hai chân đong đưa, Người xem như vậy thế nào? Từ sau này trở đi, thu nhập hàng tháng của A Tu La các ngươi, tiến cống một nửa cho không sợ minh bọn ta. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nam nhân cầm đầu sắc mặt âm trầm, mặt không cách nào tưởng tượng nổi dường như không nghĩ tới Diệp Oản Oản lại có thể nói ra những lời vô phép vô thiên đến vậy. Trở về nói cho Tu La Chủ, muốn cống phẩm, bảo hắn ta tự mình qua đây gặp ta. Tốt nhất không nên để cho ta nói lần thứ hai. Ta nghĩ, các người hẳn là cũng biết, mấy người A Tu La các người năm đó qua đây thu cống phẩm, hậu quả như thế nào. Diệp Oản Oản lạnh giọng uy hiếp. Lăn lộn lâu như vậy, bây giờ nàng muốn nhập hồn vào tóc húi cua ca để diễn lại phương thức nói chuyện và phong cách làm việc đã là lô hỏa thuần thanh được rồi lời của bạch minh chủ ta sẽ nhắn lại cho tu la chủ bọn ta nhưng hậu quả bạch minh chủ ngươi phải tự mình phụ trách chúng ta đi nói xong nam nhân phất phất tay cắn răng mang theo mấy người ào ạt xoay người rời đi cùng lúc đó cấm khu độc lập châu trong một tòa đại điện nào đó trên thủ tọa chính giữa đại sảnh nam nhân mặc một thân tây trang màu đen, trong mắt phảng phất chất chứa hàn băng vĩnh viễn không tan, khí tức cường đại, làm cho lòng người ta khẽ run. Phía dưới bên trong căn phòng, một gã nam tử tóc nâu, mặc âu phục, nhìn về phía nam nhân đang ngồi, mở miệng nói, ha ha, sự can đảm của không sợ minh, vẫn giống như lúc trước. Xuất khẩu cuồng ngôn, dám yêu cầu tu la chủ tử mình đi gặp cô ta. Chủ tử, nếu như Bạch Phong không biết điều như thế, vậy thì phát ra tu la thắt cổ lệnh đi độc lập châu, sợ rằng rất lâu chưa từng thấy Atula thắt cổ lệnh của chúng ta rồi. Chỗ vị trí cầm đầu, nam nhân thật lâu chưa từng mở miệng, chỉ chốc lát sau, lúc này mới lạnh lùng nói, tất cả đi xuống đi. Chủ tử, vậy không sợ minh kia, một người đàn ông trung niên dưới chướng nào đó không cam lòng cao mày nói. chương 1382, bị Mỹ sắc của cửu ca ngài mê hoặc. Đi xuống, tư dạ hàn lạnh lùng nói, ngữ khí chắc như đinh đóng cột vâng rất nhanh mọi người trong đại điện lập tức lui về phía sau rời đi chỉ còn lại có mình tư giả hàn cùng lâm khuyết hai người cửu ca không sợ minh lớn lối như thế năm đó thời điểm tấn công chúng ta lại tích cực nhất tại sao không đem bọn họ diệt trừ lâm khuyết nhìn về phía tư giả hàn mặt đầy vẻ khó hiểu nghe vậy tư giả hàn sắc mặt khẽ run dường như lâm vào trong hồi ức nào đó thật lâu sau Tư Dạ Hàn lúc này mới dùng thanh âm lạnh giá cứng ngắc mở miệng, bởi vì Oản Oản. "Hả? Diệp, Diệp Oản Oản? Lâm Khuyết mặt đầy vẻ kinh ngạc, không phải đâu, Cửu ca, Diệp Oản Oản và Không Sợ Minh có quan hệ gì?" "Nàng là người của Không Sợ Minh." Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc mở miệng nói. "Hả? Diệp Oản Oản là người của Không Sợ Minh?" Lâm Khuyết mặt đầy kinh ngạc, loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên hắn nghe Tư Dạ Hàn nhắc tới. "Trời má!" thời điểm ban đầu khi biết cái con gà bệnh yếu ớt xấu xí diệp oản oản đó là người yêu trong truyền thuyết của cửu ca, hắn cũng đã đủ kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng và loại tổ chức như không sợ minh lại có quan hệ dây mơ dễ má với nhau. Sau khi tư giả hàn quyết định trở lại độc lập châu, lúc này mới nói cho hắn, diệp oản oản là người của độc lập châu. Là anh ta yêu cô gái kia trước, sau đó gặp phải biến cố to lớn, vì bảo vệ chu toàn cho oản oản, lúc này mới mang theo nàng tiến về Hoa Quốc. Cửu ca, anh có quá nhiều chuyện vẫn không nói với tôi tôi đến bây giờ vẫn cực kỳ mơ hồ rốt cuộc tình huống là như thế nào vậy lâm khuyết vội vàng hỏi tư giả hàn trầm tư một lúc trên trán hiện ra một nét u sầu hồi lâu sau lúc này mới âm trầm giải thích rõ năm đó tư giả hàn đang khảo sát tại một chi nhánh của atula diệp oản oản lại bỗng nhiên lẻn vào chi nhánh muốn đem chi nhánh atula này hủy diệt sau đó Diệp Oản Oản cũng tại chi nhánh này gặp được Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản thấy Tư Dạ Hàn thân thủ không tệ, cho là Tư Dạ Hàn là một tiểu đầu mục chi nhánh của Atula, liền nổi lên lòng yêu tài, tận tình khuyên bảo Tư Dạ Hàn rời khỏi Atula, đầu nhập vào Không Sợ Minh. Lâm Khuyết nghe đến đó, lặng lẽ hướng về gương mặt của Cửu Ca nhà mình nhìn một cái, biểu tình rất là vi diệu. "À, lòng yêu tài." Xác định không phải là lòng yêu thích cái đẹp sao? sau đó, liên tục hai tháng, cơ hồ mỗi ngày, Diệp Oản Oản đều sẽ lẻn vào chi nhánh A Tu La tìm tư giả hàn, nghĩ trăm phương ngàn kế để đào góc tường, muốn đem tư giả hàn đào về không sợ minh. Nói tới chỗ này, tư giả hàn hơi hơi trầm tư, dường như hết thảy đang diễn ra ở trước mắt, có đưa tay ra chạm vào cũng không tiêu tan. Cho nên, Diệp Oản Oản là thành viên của không sợ minh sao? Lâm Khuyết mở miệng hỏi. Hẳn là như vậy, tư giả hàn nhàn nhạt mở miệng chửi thề một tiếng, nhà đầu kia quả thật là quá trâu rồi. Lăn lộn với ai không được, nhất định phải là cùng loại người như Bạch Phong. Bất quá, nhà đầu kia cũng quá bá đạo đi, ánh mắt gì vậy chứ, lại có thể tưởng nhầm anh thành một tiểu đầu mục chi nhánh của Atula. Chật chật, nếu như Diệp Oản Oản biết được, tiểu đầu mục ban đầu nàng muốn đảo đi, chính là Atula chủ trí cao vô thượng là boss lớn nhất, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, Diệp Oản Oản cố chấp như vậy muốn đào anh về không sợ minh, có thể nhìn ra được, nàng hẳn là rất trung thành đối với không sợ minh. Lâm Khuyết suy đoán nói. Khó trách thái độ đối đãi với không sợ minh, cửu ca lại cứ để mặc như vậy. Tư giả hàn sau khi nghe được một câu cuối cùng, thản nhiên hướng về Lâm Khuyết nhìn một cái, thần sắc dường như lạnh thêm vài phần. Lâm Khuyết nhận ra được anh ta không vui, nhất thời đổi lời nói, khục khục ho khan, không sợ minh gì gì đều là phù vân, Nhà đầu kia khẳng định chính là vì bị mỹ sắc của cửu ca ngài mê hoặc ha ha ha. Chương 1383, vương giả trở về. Lâm Khuyết nói xong, tò mò hỏi, "Cửu ca, nếu như Diệp Oản Oản là người của Độc Lập Châu, nhà của nàng ở đâu, cha mẹ ở nơi nào, lại tên gọi là gì?" Hắn đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về người trong mộng của vị cửu ca dũng mãnh này, nhưng vẫn không biết được thân phận thật sự của nàng rốt cuộc là ai. Hiện tại được đấy chứ? lại còn thêm danh hiệu, người của không sợ minh. Bí mật của nữ nhân này hẳn cũng quá nhiều rồi đi. Giấu nhiều bí mật vậy, nàng cũng không thấy mệt sao. Chuyện này có trọng yếu không? Tư giả hàn sắc mặt trong trẻo lạnh lùng mở miệng hỏi. Hoàn hoàn chưa bao giờ nói với anh, tên họ chân chính của nàng, cũng như là thân thế, nhưng anh cũng không hề để ý. Thích, được rồi được rồi, không nói thì không nói vậy, vậy sau đó thì sao? hai con người của Lâm Khuyết sáng rỡ lên, chưa thỏa mãn tiếp tục hỏi thăm cửu ca của hắn. Hiếm thấy cửu ca lại có thể sẽ nguyện ý nói với hắn những chuyện này nha. Quả thật là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nhưng mà, tư giả hàn lại không tiếp tục nhiều lời, chẳng qua là thần sắc càng ngày càng trống vắng. Thiếu nữ xuất hiện ngoài ý muốn kia đã chiếm trọn cả cuộc đời anh, tâm hồn anh, thậm chí, sau khi anh và nàng đột phá đường ranh giới sau cùng kia. Diệp Oản Oản lại đột nhiên mất tích hơn 10 tháng, vô tích vô tâm, giống như bốc hơi khỏi thế gian. Trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn tìm kiếm nàng. Nhưng mà, sau khi tìm ra được Diệp Oản Oản, cũng là lúc vụ tai nạn kia xảy ra. Trong đầu của Tư Dạ Hàn, lần nữa hiện ra tình huống ngày đó. Diệp Oản Oản toàn thân dính máu đỏ tươi, giống như từ trong địa ngục bò ra ngoài. Nếu như không phải là anh bởi vì cơ duyên xảo hợp tìm được nàng, chỉ sợ. Nàng đã không trụ được. Mỗi lần nghĩ tới đây, anh đều vô cùng sợ hãi. Mà một thân thương thế này của anh, cũng là bởi vì vụ tai nạn kia. Sau khi Diệp Oản Oản trọng thương tỉnh dậy, cái gì cũng không chịu nói, chẳng qua chỉ khẩn cầu tư dạ hàn, bảo anh đem mình rời khỏi độc lập châu, vĩnh viễn không quay trở lại. Vì vậy, anh mới giải tán Atula, dẫn theo nàng quay trở về Hoa Quốc. Nhưng mà, sau khi đến Hoa Quốc, cũng không biết trên người của nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Diệp Oản Oản mỗi ngày thống khổ đến mức sống không bằng chết, giống như bị điên vậy, tự dày vò bản thân mình, lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí tự gây tổn thương cho mình. Cuối cùng, Diệp Oản Oản khẩn cầu Tư Dạ Hàn, thanh trừ tất cả ký ức của mình. Ngay từ đầu Tư Dạ Hàn căn bản không đồng ý chuyện hoang đường như vậy. Nhưng mà theo tình hình của nàng càng ngày càng tệ hại, anh quả thực không cách nào tiếp tục nhìn nàng thống khổ sống tiếp như vậy. Tư Dạ Hàn cuối cùng quyết định, dùng phương thức ký ức bao trùm, thanh trừ đi hết thảy ký ức tại độc lập châu của Diệp Oản Oản. Là để kết thúc nỗi thống khổ của nàng, cũng là vì bảo vệ sự an toàn của nàng. Mà lần này, anh sở dĩ quay trở lại độc lập châu, là bởi vì mẹ của Tư Dạ Hàn. Mẹ của Tư giả Hàn uy hiếp anh ta, nếu như anh không trở lại, lập tức sẽ tại toàn bộ độc lập châu công bố tung tích của Diệp Oản Oản. Đến lúc đó hết thảy mọi thứ anh khổ tâm gìn giữ lâu như vậy, đều sẽ tan thành mây khói. Với thế lực của tư gia tại Hoa Quốc, Muốn giữ được Diệp Oản oản, căn bản như nằm mơ giữa ban ngày. Cuối cùng, Tư Giả Hàn chỉ có thể thỏa hiệp, trở lại Độc Lập Châu. Gác kiếm, không cách nào bảo vệ được người mình yêu. Nắm chặt kiếm, không cách nào ôm ấp được người mình yêu. Con người thầm thúy u ám của Tư Giả Hàn, chậm rãi nhìn về phía bên ngoài đại điện, vừa vận tu la đã về, vậy liền để cho cái thế giới này nhảy múa trong bàn tay của anh đi. Lâm Khuyết nhìn về phía Tư Giả Hàn, thần sắc nghi ngờ không thôi. Đến tột cùng là loại tai nạn đáng sợ cùng thế lực nào, thậm chí ngay cả tư giả hàn cũng đều không có cách nào ngăn cản. Nhưng bất kể như thế nào, vương giả của chúng ta đã trở về rồi. Trong không sợ minh, sứ giả Atula vừa rời đi không lâu, lại tới truyền lời. Tu La chủ sẽ tổ chức một buổi hội nghị, đến lúc đó, thế lực lớn chung quanh đều sẽ đến tham dự, hơn nữa lần này cũng có mời không sợ minh chủ Bạch Phong. Mà hội nghị lần này do Tu La chủ tổ chức, 3 ngày sau sẽ diễn ra. Chương 1384, cái nào cũng không dễ đắc tội. Sau khi nhận được lời mời của Tu La chủ, Diệp Oản oản sắc mặt âm tình bất định, nhưng trong lòng thì tự có suy nghĩ. Tu La chủ mời rất nhiều thủ lĩnh các thế lực tham gia buổi hội nghị này, không cần suy nghĩ nhiều, Võ Đạo Liên Minh công hội nhất định cũng sẽ biết chuyện này. Chuyện này đối với Võ Đạo Liên Minh công hội mà nói, có lẽ là thời cơ tốt nhất để không sợ mình đánh lén Atula. Nếu như mình không đi, không nói đến Tu La Chủ có thể gây khó dễ hay không, chỉ riêng một cửa ải kia của võ đạo liên minh công hội cũng sẽ gây cho mình đủ phiền toái rồi. Từ trước mắt mà nói, tử vong hoa hồng do Diệp Oản Oản sáng lập vẫn còn chưa chân chính thành hình. Tử vong hoa hồng chiêu quân mãi mã tự nhiên cũng được tiến hành trong bóng tối, hiệu quả cũng không mấy rõ rệt. Giai đoạn hiện tại đối với nàng, võ đạo liên minh công hội cũng được, A tu la cũng được, cái nào cũng không dễ đắc tội. Phong tỷ, nếu như lần này chúng ta thật sự được mời, cũng không có gì tốt. Đám người của võ đạo liên minh công hội, tất nhiên sẽ yêu cầu không sợ minh chúng ta động thủ vào lúc này. Bác đầu tiếp cận tới bên người Diệp oản oản, thấp giọng mở miệng nói. Nghe được lời này của bác đầu, Diệp oản oản khẽ vuốt cằm. Một điểm này trong lòng nàng đương nhiên hiểu được rõ ràng. Diệp oản oản trước đó đã có dự định. Có lẽ liền thừa dịp vào lúc này, chính mình chạy ra khỏi Không Sợ Minh là xong. Chỉ cần mình rời đi, hết thảy đều không cần tiếp tục nghĩ nhiều nữa. Nhưng mà, sau khi suy nghĩ cặn kẽ, nàng cuối cùng vẫn chọn bỏ đi cái ý niệm này. Cho dù mình có thể chạy ra khỏi Không Sợ Minh, về bản chất cũng không có ý nghĩa gì. Đến lúc đó, chính mình không chỉ bị võ đạo Liên Minh công hội đuổi giết, mà cũng tương đương bại lộ việc mình không phải là Không Sợ Minh chủ, tất nhiên cũng sẽ bị Không Sợ Minh truy ná hậu quả khó mà lường được. Thất tinh, cậu có ý kiến gì không? Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản hướng về thất tinh hỏi. Thất tinh bây giờ, hầu như đã tin tưởng thân phận của Diệp Oản Oản. Tuy nói trong lòng có khả năng có thể vẫn còn có chút ít nghi ngờ, nhưng biểu hiện của Diệp Oản Oản cũng không khiến cho thất tinh có lòng phòng bị quá nặng. Còn không đợi thất tinh mở miệng, bắt đầu lại liếc qua liếc lại, nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, phong tỷ. Tỷ hỏi cái tảng đá này làm gì, tỷ hỏi đệ đi để cái gì cũng biết. Chỉ bất quá, không đợi bắt đầu tiếp tục lại nhảy không thôi, đã bị một ánh mắt không vui của Diệp Oản Oản làm cho ngậm miệng lại. Phong tỉ, thất tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, tiếp tục mở miệng, chuyện này, không cách nào trốn tránh được. Đọc chuyện này nhanh nhất tại TRUENFULL. VN Võ Đạo Liên Minh Công Hội, không có một thế lực nào có thể đắc tội nổi. Cuống chi, chúng ta đã thu tiền cùng chỗ tốt của võ đạo liên minh công hội thì nhất định phải dựa theo quy củ để làm việc. Bắt đầu nghe xong nhất thời phản bác, rắm ý của cậu là, chúng ta nhất định phải đi đánh lén Atula rồi hả? Bắt đầu cười lạnh một tiếng, hiện nay, không sợ mình chúng ta, tình hình như thế nào, lẽ nào trong lòng cậu không rõ ràng sao? Phong tỷ căn bản là vẫn chưa nắm lại được thực quyền, cậu bảo những lão già kia đi đánh lén Atula, nghĩ xem bọn họ có hành động hay không. Nghe vậy, thất tinh liếc mắt lườm bắt đầu, dường như không có bất kỳ hứng thú nào phản ứng lại với cậu ta, tiếp tục nói, phong tỷ, chúng ta không cần đánh lén Atula, chỉ cần tỏ thái độ cho võ đạo liên minh công hội nhìn là được. Chúng ta có thể tiếp nhận lời mời lần này của Tu La Chủ, sau đó cự tuyệt việc nộp lên cống phẩm mỗi tháng. Tốt nhất là có thể đem phe của Tu La Chủ náo loạn một hồi. Như vậy, cho dù chúng ta không lập tức động thủ đối với Atula, võ đạo liên minh công hội cũng sẽ không tiện nói thêm cái gì. Nghe xong ý tưởng của thất tinh, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Điều thất tinh nói, cũng chính là suy nghĩ trong lòng nàng. Chỉ cần nàng đem chuyện ngoài mặt làm vừa đủ, võ đạo liên minh công hội cũng không có cách bắt bẻ nàng. chương 1385, tôi biết, cậu giỏi nhất. Cát, bắt đầu nhanh nhỏ mở miệng, phong tỉ, thật ra thì đệ cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá là không kịp nói mà thôi diệp oàn oản nhìn về phía bác đầu mặt không đổi sắc mà mở miệng tôi biết cậu giỏi nhất rồi nghe vậy bác đầu gật đầu liên tục phong tỷ, tỷ quả nhiên là biết nhìn người diệp oàn oản giờ phút này không có tâm tư chơi đùa cùng với bác đầu trong lòng âm thầm thở dài cái không sợ minh này quả nhiên là một bãi nước đục có lẽ chỉ có chờ sau khi tử vong hoa hồng của chính mình đủ lớn mạnh mình mới có đầy đủ vốn liếng để từ trong vũng bùn này bỏ ra ngoài trụ sở chính của tử vong hoa hồng được đặt ở trong một trang viên, mà trang viên chính là do Khương Lão vừa dụ vừa dọa, lấy thân phận thành viên của không sợ minh uy hiếp, dùng nửa giá mua lại. Trước mắt, các cường giả được chiêu mộ, toàn bộ được an bài ở bên trong trang viên. Giờ phút này, phụ cận trang viên là một mảnh lạnh tanh. Không bao lâu, một nam tử trẻ tuổi ăn mặc như bộ dáng đạo nhân, trên mặt mang theo một nụ cười như có như không, đi tới trước cửa trang viên vô lượng thiên tôn sao, có ai ở nhà không, đạo nhân hướng vào bên trong trang viên hô lên. Sao theo mình hiểu là một câu niệm của đạo gia, giống như Amen hay A-di-đà Phật vậy. Có ai ở nhà không, nhanh ra một chút đi, ước chừng kêu mấy chục giây vẫn như cũ không người trả lời, thần sắc đạo nhân dần dần bắt đầu mất kiên nhẫn. Người nào, chỉ chốc lát sau, một ông lão mặc áo đen từ bên trong trang viên đi ra. Lão giả này tên là Tưởng Thành, là một trong những nhóm nhân thủ mà tử vong hoa hồng thu nhận đầu tiên thuộc về cao thủ hàng nhất lưu vô lượng thiên tôn tôi chính là muốn hỏi một chút nơi này là trụ sở chính của tử vong hoa hồng sao đạo nhân ý cười đầy mặt nghe vậy tưởng thành hơi sướng sờ chân mày chợt nhíu lại làm sao cậu biết bạn giới thiệu đạo nhân mở miệng ồ tưởng thành như có điều gì suy nghĩ gần đây tử vong hoa hồng quả thực thu nhận không ít cường giả nếu như là bạn bè giới thiệu ngược cũng là bình thường tiểu huynh đệ muốn gia nhập tử vong hoa hồng cũng không đơn giản như vậy phải xem xem thân thủ của ngươi có tư cách vào tử vong hoa hồng của ta hay không tưởng thành nói nghe tưởng thành nói đạo nhân như có điều gì suy nghĩ cuối cùng gật đầu một cái không có việc gì không có việc gì tôi liền vì tiện hỏi một chút xác nhận nơi này là trụ sở chính của tử vong hoa hồng là được đạo nhân dứt lời xoay người liền muốn rời đi nhưng mà Sắc mặt của Tưởng Thành lại bỗng nhiên trầm xuống. Biểu hiện của đạo nhân này, vạn phần quái dị, nào phải là do bạn giới thiệu mà tới, căn bản chính là muốn xác định vị trí tổng bộ của Tử Vong Hoa Hồng bọn họ. Mặc dù không biết vị đạo nhân trước mặt này xuất phát từ mục đích như thế nào, nhưng Tưởng Thành nếu không tra rõ, làm sao có thể thả hắn ta rời đi? Đồ khốn, dám đến hỏi dò tin tức của Tử Vong Hoa Hồng bọn ta." Tưởng Thành thốt lên đầy giận dữ, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ chỉ trong thời gian một nhịp hô hấp, đã đi tới bên cạnh đạo nhân. Trong chốc lát, tưởng thành bắt lấy cánh tay của anh ta, hôm nay ngươi như không nói rõ ràng, chỉ sợ. Không thể sống rời đi. Vô lượng thiên tôn, lão nhân ra, hỏa khí không nên lớn như vậy, sẽ làm tổn thương thân thể. Trong lúc nói chuyện, thân thể đạo nhân khẽ động. Nhưng mà, trong mắt tưởng thành lại chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, đạo nhân này, thực lực sâu không lường được. Chỉ dùng thân thể, đã đem mình đánh vang ra, tưởng thành vốn là muốn gọi người, chỉ bất quá tốc độ của đạo nhân cực nhanh, trong nháy mắt đã mất tâm mất tích. Vân Thành, khu vực họ nhiếp nhiếp khu, tứ đại thế gia độc lập châu, mỗi nhà chiếm cứ một khu vực chủ đạo, như khu vực nhiếp gia chiếm cứ, được gọi là nhiếp khu, khu vực cũng được gọi theo họ của các thế gia. Phủ nhiếp gia, thần hư đạo nhân sau khi tiến vào phủ đệ, chạy thẳng tới chính đường. Chương 1386: Đánh đuổi bọn giả mạo. Đội trưởng Thần Hư đạo nhân sau khi thấy Nhiếp Vô Danh, liền vội vàng lớn tiếng la lên. Hoang mang rối loạn như vậy, còn ra thể thống gì? Nhiếp Vô Danh liếc mắt nhìn Thần Hư đạo nhân. "Không phải đâu đội trưởng, tôi có một chuyện muốn báo với anh." Thần Hư đạo nhân vội vã mở miệng. "Nói bậy, lão tử còn chưa ăn xong, chờ lão tử ăn xong lại nói." Trong tay Nhiếp Vô Danh bưng một mâm sủi cảo vừa ăn sủi cảo trong mâm, vừa không vui nhìn lấy thần hư đạo nhân. Đội trưởng, tôi thật sự có việc gấp cần nói với anh. Thần hư đạo nhân giờ khóc giờ cười. Có dám mau thả, đừng chậm chế việc lão tử ăn sủi cảo, cho cậu một phút. Nhiếp vô danh đem cái mâm ném sang một bên, nhìn thần hư đạo nhân, lạnh giọng mở miệng nói. Thần hư đạo nhân trầm tư chốc lát, chợt đi tới bên người nhiếp vô danh, mặt đầy nghiêm túc nói, đội trưởng, anh đoán xem ngày hôm nay tôi phát hiện cái gì. Nghe được lời này của thần hư đạo nhân, chân mày nhiếp vô danh hơi hơi nhướn lên, cậu đoán xem, tôi có thể đem cậu đánh chết hay không? Thần hư đạo nhân sờ sờ lỗ mũi một cái, lúng túng cười một tiếng, đội trưởng, ngày hôm nay tôi đã lấy được tin tức tử vong hoa hồng đang chiêu binh mãi mã, sau đó tìm được trụ sở chính của tử vong hoa hồng, mà trụ sở chính này ở ngay tại Vân Thành. Nghe thần hư đạo nhân nhắc tới tử vong hoa hồng, nhiếp vô danh bỗng sửng sốt một chút, tử vong hoa hồng. Chuyện gì xảy ra vậy? từ đâu chui ra tử vong hoa hồng đội trưởng cái này còn phải nói sao nhất định là giả mạo đoạn thời gian gần đây nhất cường độ chúng ta đánh đuổi bọn giả mạo đã giảm bớt rồi lại có một ít kẻ không biết sống chết bắt đầu gây sóng gió giả mạo tử vong hoa hồng thần hư đạo nhân mở miệng giải thích vào giờ phút này thần sắc nhiếp vô danh đã hoàn toàn lạnh xuống âm trầm đến mức có thể chảy ra nước trước đó vài năm thế lực giả mạo tử vong hoa hồng nhiều không đếm xuể chỉ bất quá, những thế lực ban đầu giả mạo tử vong hoa hồng kia đều đã bị Nhiếp Vô Danh nhổ cỏ tận gốc. Rất lâu trước đây, Nhiếp Vô Danh cũng đã phát lời ra, căn bản là không có cái tổ chức nào gọi là Tử Vong Hoa Hồng cả, hết thảy đều là bịa đặt mà ra, hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào giả mạo Tử Vong Hoa Hồng. Nếu không, giết chết không tha, tự gánh lấy hậu quả. Nhưng mà, lúc này mới qua bao lâu, tại Độc Lập Châu, tại Vân Thành ở bên dưới mí mắt của Nhiếp Vô Danh hắn, lại có thể có người không quan tâm đến uy nghiêm của mình, dám cả gan giả mạo Tử vong hoa hồng. Đây là Trần, Chuông, Khỏa, Thân, xâm phạm đến bản quyền của hắn. Ở địa phương nào? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Thần Hư đạo nhân, lạnh giọng mở miệng nói. Lúc này, Thần Hư đạo nhân cười đầy vẻ thần bí, sau đó lấy điện thoại di động, mở album ra, đem điện thoại di động bày ra ở trước mắt Nhiếp Vô Danh, ngón tay không ngừng lướt lướt album miệng nói, đội trưởng, anh xem một chút, tôi đều đã đem cái trụ sở chính của tử vong hoa hồng đó chụp lại rồi. Nhiếp vô danh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hình ảnh trên tay thần hư đạo nhân, hơi có chút nghi ngờ nói, cậu cho tôi xem cái này là có ý gì. Chính mình bảo thần hư đạo nhân dẫn đường, đi đến trụ sở chính của thế lực dám giả mạo tử vong hoa hồng, nhưng gã thần hư đạo nhân này lại lấy điện thoại di động ra, mở album cho mình xem để làm cái gì. Đội trưởng, anh xem, vị trí tôi đều đã chụp lại rồi, chính anh có thể tự đi, tôi còn có việc. Thần hư đạo nhân nghiêm túc mở miệng nói. Nghe vậy, nhiếp vô danh gật một cái, chợt cũng không mở miệng, sau đó nhéo lỗ tai thần hư đạo nhân một cái, đem thần hư đạo nhân lôi sình sạch ra ngoài cửa. Vào giờ phút này, trụ sở chính tử vong hoa hồng. Diệp Oản Oản ngồi ở trên thượng vị, đảo mắt qua nhìn mọi người bên dưới. Giờ phút này, không ít cường giả mới gia nhập tử vong hoa hồng đều nhìn Diệp Oản Oản, thần sắc vạn phần kinh ngạc, thậm chí khó mà tin nổi. Vị thủ lĩnh khát máu khủng bố trong truyền thuyết của tử vong hoa hồng, hắc quả phụ, lại xinh đẹp trẻ tuổi như vậy. Một vài gã nam nhân trẻ tuổi tự nhận tướng mạo mình không tầm thường, nhất thời thẳng tắp sống lưng. Theo truyền thuyết, thủ lĩnh hắc quả phụ của tử vong hoa hồng, đam mê mỹ sắc. Trường 1387, nhiếp gia nào? rất nhanh, hơn 10 vị nam nữ mặc trường bào hoa hồng đỏ, đeo mặt nạ hình hồ ly màu bạc, chậm rãi đi tới bên người Diệp Oản Oản, hướng về Diệp Oản Oản hành lễ. Những vị nam nữ mang mặt nạ hình hồ ly này là do Diệp Oản Oản tự mình chọn lựa, cũng là nhóm người có thực lực mạnh nhất hiện tại của thế lực Tử vong Hoa hồng. Mọi người thấy Diệp Oản Oản, không nói một lời, rất nhiều cường giả mới được chiêu mộ vào, vẫn là lần đầu tiên thấy được Tử vong Hoa hồng trong truyền thuyết, cũng không dám nhiều lời. Diệp Oản Oản vốn đang muốn mở miệng nói gì đó, lão giả Tưởng Thành lại bỗng nhiên đi lên, hướng về Diệp Oản Oản nói: "Lão đại, trước đó đã xảy ra chút chuyện." Nghe Tưởng Thành bẩm báo, Diệp Oản Oản lạnh lùng nói, nói: "Tưởng Thành không dám giấu giếm chút nào, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, trước đó có một người trẻ tuổi, không biết là từ nơi nào biết được động tác gần đây nhất của Tử vong hoa hồng chúng ta, hơn nữa còn tìm đến chỗ này, xác nhận nơi này là trụ sở chính của Tử vong hoa hồng." Lời nói của Tưởng Thành rơi xuống, thân sắc của đám người Khương lão cùng tiểu Loli đều khẽ biến. Có người tìm đến trụ sở chính của Tử vong hoa hồng, là có ý đồ gì? Ông không đem người kia lưu lại, tiểu Loli nhìn về phía Tưởng Thành, cau mày hỏi. Nghe vậy, Tưởng Thành lại lắc đầu một cái, vẻ mặt đầy nghiêm túc, nói tôi vốn là dự định đem gã ta lưu lại, chỉ bất quá. Người trẻ tuổi kia có thực lực quá mạnh mẽ, vô cùng xấu hổ, tôi không phải là đối thủ của hắn ta. Không phải là đối thủ." Lời tưởng thành vừa nói ra, thần sắc đám người tiểu loli cùng Khương lão lại càng thêm kinh ngạc. Trước mắt, thành viên được chiêu mộ của Tử vong hoa hồng đều là cường giả cấp độ tinh anh, không có ai là loại nuôi lấy phân cả. Nhất là cái người tên Tưởng Thành này, tuyệt đối có thể được tính là cường giả hạng nhất của Tử vong hoa hồng. Ngay cả Tưởng Thành cũng không phải là đối thủ, chuyện này làm sao có thể? Diệp Oản Oản thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại có điều suy nghĩ người nào lại đi hỏi thăm sự tình tử vong hoa hồng là như thế nào, chẳng lẽ là võ đạo liên minh công hội? Hoặc cũng có thể là Atula. Chỉ bất quá, nếu suy nghĩ cẩn thận, nếu là võ đạo liên minh công hội cũng được, Atula cũng được, tựa hồ cũng không cần thiết phải làm như thế. Nếu không phải là thế lực hai phe này, vậy còn có thể là ai? Còn không đợi Diệp Oản oản suy nghĩ nhiều, bên trong trang viên lại truyền ra một loạt thanh âm va chạm kịch liệt. Nhiều lắm chỉ sau hai nhịp hô hấp, một vị lão giả nào đó mặt đầy hốt hoảng chạy vào đại sảnh, liền vội vàng quỳ dạp xuống trước người Diệp Oản Oản, lão đại, người của nhiếp ra đến. Nhiếp ra, Diệp Oản Oản nhất thời đứng dậy, chân mày nhíu chặt lại. Nhiếp gia nào, Diệp Oản Oản hỏi. Đúng vậy, chính là nhiếp ra thuộc tứ đại thế gia của độc lập châu. Lão giả sắc mặt trắng bệch hoàn toàn, thực lực của người tới quá mức khủng bố, hơn 10 vị huynh đệ đều khó lòng ngăn cản. Hư nhiếp ra thì như thế nào? Tưởng thành sắc mặt lạnh lẽo. Coi như là nhiếp ra, cũng không thể ở trước mặt hắc quả phụ càn rỡ. Vô lượng thiên tôn, giả mạo tử vong hoa hồng. Các vị à, can đảm lại không nhỏ đâu. Chỉ bất quá, đã từng nghĩ đến hậu quả hay chưa? Thanh âm thần hư đạo nhân từ bên ngoài truyền vào bên trong nhà. Nghe thấy thanh âm này, Diệp Oản Oản không khỏi hơi sướng sờ, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy thanh âm này vô cùng quen tai, Thần Hư đạo nhân vừa dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. Ngươi nói chúng ta là giả mạo. Lúc này, hơn người vị cường giả mang mặt nạ hồ ly màu bạc, trong nháy mắt đem Nhiếp Vô Danh cùng Thần Hư đạo nhân bao vây. Ha ha, dĩ nhiên là giả mạo, ở trên đời này làm gì có cái gọi là tử vong hoa hồng. Chẳng qua chỉ là do Nhiếp ra chúng ta bịa đặt ra mà thôi. Các vị, Nhiếp Vô Danh đã sớm bắn tiếng không cho phép bất luận kẻ nào mượn danh hiệu tử vong hoa hồng để giả danh lừa bịp. Các ngươi, tựa hồ cũng không muốn sống nữa sao? Thần hư đạo nhân cười lạnh nói. chương 1388, đội trưởng bị mù sao? Cái gì? Giả mạo. Theo lời thần hư đạo nhân vừa phát ra, mọi người tại đây chố mắt nhìn nhau. Bọn họ đã từng nghe nói qua, tử vong hoa hồng cũng không tồn tại. Chỉ bất quá, khi đó cũng không quan tâm lắm, chỉ xem như là một chuyện tiếu lâm. Thật ra thì, sau khi gia nhập tử vong hoa hồng, trong lòng phần lớn cường giả ở đây đều hơi có chút nghi ngờ, nhưng cũng không dám nói rõ, đem việc này hỏi cho rõ ràng. Cho tới bây giờ, cường giả một trong tứ đại thế gia, nhiếp ra đến đây phá đám, cũng chính miệng nói ra tử vong hoa hồng cũng không tồn tại. Chẳng lẽ, tử vong hoa hồng thật sự không tồn tại, chúng ta bị gạt. Một vị nam tử mang mặt nạ hồ ly màu bạc, lẩm bẩm trong miệng. Suy nghĩ kỹ một chút, danh tiếng tử vong hoa hồng mặc dù cực lớn, nhưng đều giới hạn tại trong lời đồn. Chúng ta ai cũng đều chưa từng thấy thế lực tử vong hoa hồng hành động, hơn nữa, thủ lĩnh hắc quả phụ của tử vong hoa hồng tại sao lại còn trẻ tuổi như vậy? Tưởng thành nhíu chặt chân mày, nhưng mà, tử vong hoa hồng rõ ràng thật sự tồn tại. Các huynh đệ bọn họ, từng ở trong hầm giam 6 tầng, may mắn gặp qua. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, chúng ta, thật sự bị lừa một nữ nhân trong đám tướng mạo không tầm thường hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía thần hư đạo nhân ha ha đó là tất nhiên cõi đời này làm sao có tử vong hoa hồng các ngươi những người đáng thương này bị gạt rồi thần hư đạo nhân cười lạnh nói vào lúc này trong lòng diệp oản oản có chút suy nhược tầm mắt phía trước bị mọi người ngăn trở nàng cũng không thấy rõ người đến là ai rốt cuộc là có chuyện gì chỉ bất quá cái tử vong hoa hồng này bản quyền cũng không phải là của bọn họ, sao bọn họ lại rảnh háng, tại sao phải chạy tới đây vạch trần nàng. Mắt thấy sự tình có chút không chấn áp được, Diệp Oản Oản chỉ có thể thẳng tắp sống lưng, lạnh giọng mở miệng nói, người nào ở chỗ này cản rỡ. Lời Diệp Oản Oản vừa vang lên, thần hư đạo nhân và nhiếp vô danh hai người hơi sững sờ. Thanh âm này, làm sao nghe có chút quen tai. Sau khi Diệp Oản Oản mở miệng, rất nhanh, mọi người vây ở phía trước, thối lui về hai bên. Sau khi nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân nhìn thấy nữ tử trước mặt, hai người đều vô cùng kinh ngạc. Chính Diệp Oản Oản cũng sướng sờ ngay tại chỗ. Cậu xem, tướng mạo cô gái kia và hữu danh lão bản, có phải là có chút tương tự hay không? Nhiếp vô danh sờ cầm một cái, hướng về thần hư đạo nhân mở miệng hỏi. Nghe nhiếp vô danh nói như vậy, khóe miệng thần hư đạo nhân khe khẽ động đầy. Đội trưởng bị mù sao? Đội trưởng, thần hư đạo nhân nhìn về phía nhiếp vô danh thật sự là rất giống cực kỳ giống như là chị em sinh đôi thần hư đạo nhân nói xong nhìn chăm chăm diệp oản oản chập chập nói ngươi chính là nữ nhân giả mạo hắc quả phụ của tử vong hoa hồng ngươi và một vị bằng hiếu của chúng ta tại hoa quốc dáng dấp ngược lại quả là giống nhau y hệt diệp oản oản nhìn thấy nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân nguyên bản còn có chút kích động nhưng mà theo lời của thần hư đạo nhân vừa dứt tiếng sắc mặt của Diệp Oản Oản thoáng cái đen sạm lại. Hai người này, có phải là đầu óc có vấn đề rồi hay không? Mặt đối mặt cũng còn có thể không nhận ra sao, mới mấy tháng không gặp thôi. Tiểu nữ, lá gan người thật lớn nha, ngay cả tử vong hoa hồng đều dám giả mạo. Người lại đây nói với ta, là ai đưa cho người can đảm này? Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói. Cách đó không xa, bên trong đám người, mấy người tiểu lô và khương lão nhìn thấy một màn này, mặt đầy mộng bức. Vậy, hai người kia không phải là cao thủ ban đầu ở Myanmar cứu bọn họ sao? Tại sao lại đột nhiên chạy tới gây chuyện, còn nói bọn họ giả mạo tử vong hoa hồng? chương 1389, ở đâu ra mặt? Giờ phút này, Diệp Oản Oản chậm rãi từ trên chủ tòa đứng dậy, phân biệt nhìn lướt qua nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân, cười lạnh nói, ha ha, hai người các ngươi, sau khi trở lại độc lập châu, vây cánh cứng rắn, có muốn tôi đem các người biến thành thiên sứ gãy cánh. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, thần sắc chúng cường giả ở đây lại càng thêm nghi ngờ. Vốn cho là, bọn họ có lẽ thật sự bị mắc lừa, nhưng nếu như Diệp Oản Oản không phải là hắc quả phụ, thì làm sao lại dám đe dọa hai vị người của nhiếp ra như vậy? Ngươi, thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc có chút cổ quái, như là muốn nói gì? Ngươi là ai? nhiếp vô danh lạnh lùng nói diệp oản oản lường nhiếp vô danh một cái khóe miệng hơi nhếch lên mở miệng nói nhiếp vô danh anh bây giờ thật uy phong à nha không còn là anh lúc năm lần bảy lượt cầu xin tôi giúp anh trăm đường đường khi xưa nữa chúng cường giả ở đây ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại càng thêm bối rối đây rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra con bà nó không thể nào thần hư đạo nhân biến sắc, khoảng cách từ độc lập châu đến hoa quốc 10 vạn tám ngàn dặm. Không có khả năng, huống chi, không có giấy thông hành căn bản là không tới được độc lập châu. Đây là có chuyện gì xảy ra? Nhiếp vô danh mặt đầy mộng bức nhìn về phía thần hư đạo nhân, cậu đang nói gì? Cô gái này, rốt cuộc là ai? Trăm đường đường là có ý gì? Còn không đợi thần hư đạo nhân mở miệng, nhiếp vô danh lại nhất thời kinh ngạc, chửi thề một tiếng. Không thể nào đi, hữu danh lão bản đúng vậy đội trưởng khó trách hai người lại giống nhau y hệt như sinh đôi thì ra chỉ là một người thần hư đạo nhân gật đầu liên tục cái tên ngu đần nhà ngươi hữu danh lão bản ngươi cũng đều không nhận ra còn nói hai người là sinh đôi ngươi không có não sao ngươi mù sao nhiếp vô danh nhìn chằm chằm thần hư đạo nhân quát lên đầy xa lánh thần hư đạo nhân nghẹn ngào nhìn đội trưởng nhà mình lời này nếu như là người khác nói vậy hắn cũng đành chịu nhưng đội trưởng nhà hắn có mặt mũi nào lại nói với hắn lời như vậy chính anh ta cũng có nhận ra đâu còn nói hai người có chút tương tự còn hắn ít gì cũng nói được là sinh đôi so với đội trưởng nhà hắn còn đỡ hơn một chút các người cùng tôi qua đây diệp oản oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân chợt tùy ý xoay người đi vào trong nội đường nghe vậy nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân trố mắt nhìn nhau cuối cùng cũng theo chân diệp oản oản đi vào nội đường chỉ để lại mấy người trong đại sảnh trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn nhau. Nội Đường, Nhiếp Vô Danh mặt đầy kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản, có chút kích động mở miệng nói, "Hữu danh muội muội, thật sự là cô sao? Làm sao cô lại tới Độc Lập Châu? Chẳng lẽ là bởi vì tới gặp chúng tôi? Không đúng, cô làm cách nào đi tới Độc Lập Châu? Cô có giấy thông hành sao?" Đối mặt với Nhiếp Vô Danh đang lại nhảy không ngừng, hỏi lia hỏi liệu, Diệp Oản Oản trực tiếp lườm một cái, chuyện này là trọng điểm sao đến tìm người trước đó không phải đã nói với các anh rồi hà vốn là muốn cùng các người đi độc lập châu nhưng gọi điện cho các anh thì không được nhắn tin cũng không trả lời diệp oản oản giải thích nghe được lời nói này nhiếp vô danh gật đầu một cái như có điều gì suy nghĩ nói lên máy bay điện thoại không cho phép mở máy sau khi đến độc lập châu sim điện thoại và điện thoại di động trước đó cũng không dùng được cho nên đã ném đi bất quá hữu danh muội muội lá gan này của cô cũng không khỏi quá lớn một chút lại dám xông vào độc lập châu cô không có giấy thông hành phải không không có diệp oản oản rất thành thực lắc đầu hữu danh muội muội cô quả thực không sợ chết cái độc lập châu này từ trước đến giờ luôn bài xích người ngoại lai người ngoại lai tiến vào độc lập châu đều không có kết quả gì tốt nhiếp vô danh nói chương 1390, tôi có chuyện làm ăn cho anh nói đến đây nhiếp vô danh hơi nhíu mày, hắn hôm nay tới đây, hình như là vì chuyện của tử vong hoa hồng thì phải. Lúc này, nhiếp vô danh thần sắc lạnh xuống, nhìn chăm chăm diệp oản oản, hữu danh muội bất luận kẻ nào giả mạo tử vong hoa hồng, kết quả đều là nghiền cốt thành cho, cô cũng đã biết. Được, vậy anh đem vác quan tài cùng tiểu điềm điềm còn có nhất chi hoa bọn họ đều kêu đến đây. Diệp Oản Oản lãnh đạm bình tĩnh gật đầu, mở miệng nói. Gọi bọn họ để làm cái gì? thần hư đạo nhân có chút ngơ ngác dĩ nhiên là phải gọi đến người một nhà quan trọng nhất chính là thật chỉnh tề ở chung một chỗ sáu người chúng ta cùng nhau nắm tay đi xuống hoàng tuyền diệp oản oản cười nói cùng xuống hoàng tuyền nhiếp vô danh ngơ ngác nhìn diệp oản oản hỏi có ý gì anh mới vừa rồi không phải đã nói bất kỳ ai giả mạo người của tử vong hoa hồng đều phải chết sao diệp oản oản mở miệng hỏi không sai nhiếp vô danh gật đầu vậy thì không sai đâu. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, ban đầu ở Myanmar, tôi mời các người làm hộ vệ của tôi. Các người vẫn chưa quên đấy chứ? Dĩ nhiên là chưa quên, khi, lần đó kiếm được một chút tiền lời, sau khi trở về Hoa Quốc ăn được tận mấy chầu lẩu, thật là thoải mái. Thần hư đạo nhân luôn miệng gật đầu nói. Vậy sáu người chúng ta, cùng nhau giả mạo tử vong hoa hồng. Chuyện này, các người cũng không phải là đã quên rồi đấy chứ nếu như ai giả mạo tử vong hoa hồng đều phải chết cũng đúng lúc người một nhà chúng ta cùng nhau lên đường đi diệp oản oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh nói nhiếp vô danh thần hư đạo nhân nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân hai mắt nhìn nhau một cái bọn họ thật đúng là đã từng theo diệp oản oản giả mạo tử vong hoa hồng trời xanh sao lại chơi khăm đến vậy đem mấy người bọn họ đều đẩy lọt vào hố nếu như trời nhiếp gia chủ trở lại biết chuyện này không khỏi sẽ bị ăn một trận chửi tơi bời. Thấy thần sắc nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân có chút lúng túng, con người Diệp oản oản hơi hơi chuyển một cái, đặt tay lên bả vai của nhiếp vô danh, đè anh ta ngồi xuống ghế, ý cười đầy mặt nói, đừng so đo chuyện lúc trước nữa, tôi có chuyện làm ăn cho anh. Làm ăn gì, thần hư đạo nhân lập tức xông tới. Anh thấy rồi đó, tử vong hoa hồng là do các anh bịa đặt mà thành. Đó chính là bản quyền của các anh đó. Đây là IP lớn đó nha, anh lưu ở trong tay cũng vô dụng. Rất đáng tiếc, thật lãng phí, anh nói có đúng hay không? Diệp Oản Oản cười nói. IP, nhiếp vô danh mặt đầy ngơ ngác, cái gì là IP? IP chính là bản quyền sao, đã từng xem phim hay tiểu thuyết rồi chứ, nếu nổi tiếng cũng đều có thể tạo thành IP, cũng chính là bản quyền. Tử vong hoa hồng chính là bản quyền do các người sáng tạo ra, các người đem tử vong hoa hồng bán cho tôi, tôi tới kinh doanh bản quyền của tử vong hoa hồng thấy thế nào? Diệp Oản Oản đề nghị. Sao IP, viết tắt của từ tiếng Anh Intellectual Property, bằng bản quyền. Nghe Diệp Oản Oản giải thích, nhiếp vô danh bây giờ mới hiểu được, lúc này lắc đầu nói, không được. Không bán, không bán, anh là heo sao? Diệp Oản Oản hận rèn sắt không thành thép, lạnh giọng nói, tử vong hoa hồng các người lưu ở trong tay làm cái gì? Một phần tiền cũng không thu được, nhưng nếu các người chuyển nhượng cho tôi, vậy coi như đáng tiền rồi. Vật này còn có thể kiếm tiền, nhiếp vô danh tràn đầy thần sắc không cách nào tin nổi. Nói nhảm, dĩ nhiên là có thể kiếm tiền. Diệp Oản Oản cười nói, các người đem Tử Vong Hoa Hồng chuyển nhượng cho tôi. Sau này, tôi liền là thủ lĩnh của Tử Vong Hoa Hồng, hắc quả phụ. Chờ tôi phát triển mạnh mẽ lên, đi thu cống phẩm, đây không phải là tiền sao? Chờ sau này, tôi xây một công viên hoặc là khu vui chơi dưới danh nghĩa Tử Vong Hoa Hồng, vé vào cửa không phải là tiền sao? sau này sẽ quay một bộ phim điện ảnh, làm một bộ phim hoạt hình lớn về tử vong hoa hồng, hay các loại vấn đề liên quan, đây là một khoản tiền lớn đến giường nào, các người có biết không? chương 1391, Đường Đường có khỏe không? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, thần hư đạo nhân và nhiếp vô danh hai người đã hoàn toàn mộng bức, còn có loại thao tác này sao? Tôi cũng không mua đứt của các người, tôi chia cho các người mấy thành, để cho các người gia nhập như cổ đông, Đến lúc đó, tài sản sẽ liên tục tăng không ngừng. Cái gì mà thẩm gia phú khả địch quốc, hết thảy cũng phải đứng sang một bên. Tới lúc đó, các người so với thẩm gia còn giàu hơn. Diệp Oản Oản vừa lừa vừa dụ nói, "Đội trưởng, chúng ta sắp phát tài." Thần Hư đạo nhân nghe mà mơ mơ hồ hồ, nhưng mặt lại đầy kích động. Cái thẩm gia kia hoàn toàn là dựa vào tài lực hùng hậu mới xâm nhập được vào tứ đại thế gia. Nếu như bọn họ so với thẩm gia còn giàu có hơn, im miệng, nhiếp vô danh hung ác trợn mắt lườm thần hư đạo nhân, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên khuôn mặt mộng bức lại treo thêm một nụ cười đầy nịnh nọt, vậy. Hữu danh lão bản, cô xem nếu như mua đứt cái này thì được bao nhiêu? Còn nữa, nếu như chia phần thì chia thế nào? Với quan hệ của chúng ta, chắc chắn sẽ không bạc đại anh. Con người của tôi chưa bao giờ quá keo kiệt, chia hai tám, Diệp Oản Oản cười nói. Nghe vậy, nhiếp vô danh sắc mặt vui mừng, còn không đợi hắn ta mở miệng diệp oản oản lại nói tôi tám anh hai tôi hai nhiếp vô danh sửng sốt một chút đúng vậy anh hai diệp oản oản cực kỳ khẳng định gật đầu một cái đội trưởng chúng ta hai đó thần hư đạo nhân như có chút không hài lòng lắm nhưng mà nhiếp vô danh trầm tư chốc lát cuối cùng gật đầu nói chỉ cần có tiền tôi hai thì hai phương thức kiếm tiền như vậy có hợp pháp không nào chỉ là hợp pháp quả thật chính là chuẩn quốc tế lận đấy. Chờ tử vong hoa hồng trở thành bản quyền lớn chân chính, toàn thế giới đều sẽ biết đến nhiếp vô danh anh là tác giả. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Còn không đợi nhiếp vô danh tiếp tục mở miệng, Diệp Oản Oản từ trong túi lấy ra 5 tờ giấy bạc 100 tệ, nhẹ nhàng đặt vào trong tay của nhiếp vô danh, đây coi như là phí chuyển nhượng ban đầu, anh cầm trước. Mới có 500, nhiếp vô danh vô cùng bất mãn. Chờ sau này kiếm được tiền, anh còn đi quan tâm chút này sao tầm nhìn phải xa hơn một chút tin tưởng tôi đi không sai đâu diệp oản oản thành khẩn nói đội trưởng hữu danh lão bản tại hoa quốc chính là người đại diện nổi tiếng còn đào tạo nên mấy người ảnh đế ảnh hậu độ tin cậy cực cao thần hư đạo nhân mở miệng cuối cùng cả đám bị diệp oản oản vừa lừa vừa dụ bản quyền tử vong hoa hồng cuối cùng đã rơi vào trong tay diệp oản oản mà từ giờ phút này trở đi tử vong hoa hồng của nàng chính thức trở thành sự thật, không còn là giả mạo mà thành nữa. Một lát sau, Diệp Oản Oản cùng đám người nhiếp vô danh, lần nữa lại xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhiếp vô danh mặt đầy nghiêm túc nói, tôi nói một chút, là như thế này, trước đó là do chúng tôi nhận nhầm rồi, các người không phải là giả mạo. Đều do tên phế vật này, ngáo ngáo ngơ ngơ nhìn lầm. Thần hư đạo nhân trong nháy mắt cạn lời, đội trưởng này quả thật là có bản lĩnh trở mặt đổ thừa người khác còn không nói xin lỗi với quả phụ, nhiếp vô danh nói. Thần hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, ái náy cười nói, quả phụ, tôi sai rồi. Hết sức xin lỗi, lần sau nhất định nhìn cho rõ hơn, hôm nay đã quấy rầy rồi. Diệp Oản Oản, người con miệng nó mới là quả phụ, cả nhà người đều là quả phụ. Mà thôi, người không biết không có tội, chuyện hôm nay chỉ là chút hiểu lầm mà thôi, mọi người cũng không cần khẩn trương. Diệp Oản Oản mặt đầy bình tĩnh nói. Nghe được lời nói này, các cường giả mới vừa rồi có chút nghi vấn, lại không còn nghi ngờ gì. Ngay cả người của nhiếp gia cũng đều nói như vậy, lão đại của bọn họ, tất nhiên là hắc quả phụ không hề sai. Hừ, các người cũng quá lỗ mãng rồi, lần sau hành sự, hy vọng phải nghĩ kỹ rồi hẳn làm. Tưởng thành quọng mặt lại, rất là không vui. Được, tôi nhớ kỹ rồi, lần sau tôi tất nhiên sẽ nghĩ cho kỹ, không bao giờ nữa ở không đi gây sự nữa. Thần hư đạo nhân có chút ủy khuất nói. Một lát sau, Diệp Oản Oản nói, nếu chuyện này đã xong, tôi tiến hai vị rời đi. Sau khi giao phó một phen cùng đám người Khương Lão cùng Tiểu Lô Ly, Diệp Oản Oản dẫn theo nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân đi ra khỏi trang viên. Đường đường ở nhà, có khỏe không? Đi được nửa đường, Diệp Oản Oản nhìn về phía nhiếp vô danh, trần chờ mở miệng hỏi. Hình như là lời của con vớt tơ vô vô, có bạn chắc sẽ nói mấy con hàng này thấy tiền sáng mắt. Ở đây mình nói chút chi tiết luôn là do bản chất đặc thù của độc lập châu, thuộc dạng đóng cửa khẩu nên vấn đề kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, dân ngoài vào trong kiếm tiền thì dê, nhưng dân trong kiếm tiền thì khó. Bởi vì đi đường toàn gặp cao thủ, mà cao thủ thì không biết làm gì kiếm tiền trừ đánh thuê, tiền ít thì không thể làm vì mất mặt, tiền nhiều thì nhiều con hàng không có cửa làm. Đã thế mấy cha này còn ăn xài còn hơn đại gia bởi vậy mới có mấy vụ cống phẩm. Cho nên nếu so sánh quyền lực và vũ lực thì ngoại quốc thua độc lập châu, nhưng nếu so về tài lực thì mèo nào ăn mèo nào thì chưa biết. Nội cái cảnh mua vé máy bay của năm thanh niên nhiếp vô danh là ta đã thấy được tình trạng tài chính của độc lập châu rồi đó. Chương 1392, bảo bối hư hỏng chỗ nào? Nghe được câu hỏi của Diệp Oản Oản, nhiếp vô danh hơi sững sờ. Đang êm đẹp làm sao lại đột nhiên nhắc đến tên tiểu ma vương kia cùng lúc trước không có gì thay đổi nhiếp vô danh sau khi trầm tư một lát mở miệng nói tiểu ma đầu kia sau khi trở về cũng không mấy thân cận với mẹ ruột của nó ở nhà coi trời bằng vung ai cũng không quản được hư muốn chết nghe được lời tố cáo của nhiếp vô danh diệp oản oản không nhịn được lườm hắn ta một cái đường đường bảo bối hư hỏng chỗ nào nàng làm sao cho tới bây giờ cũng không biết trẻ con là như vậy phải làm quen cùng mẹ một chút là được rồi. Thần hư đạo nhân tiến tới góp vui, mở miệng cười nói. Hư, ai biết có phải là mẹ ruột của nó hay không? Nhiếp vô danh hừ lạnh một tiếng, nhìn kiểu nào cũng thấy cô em gái kia không vừa mắt. Vừa vặn, hữu danh muội, nếu cô đã tới, đi tới nhà tôi chơi một chút, thế nào? Nhiếp vô danh hướng về Diệp Oản Oản đưa ra lời mời. Nhà anh ở đâu? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Nhiếp khu, cô đi tới độc lập châu dù sao cũng đã từng nghe nói qua về nhiếp gia chứ nhiếp vô danh nói nhiếp gia diệp oản oản không khỏi quan sát nhiếp vô danh bằng ánh mắt cân nhắc nhà anh thật sự là một trong tứ đại thế gia của độc lập châu người của nhiếp gia còn không phải sao hữu danh lão bản đội trưởng chúng tôi chính là nhiếp gia đại công tử đó nha thần hư đạo nhân mở miệng nhiếp gia đại công tử diệp oản oản nhìn chằm chằm nhiếp vô danh thần sắc kinh ngạc khó tin nhiếp gia kia thân là một trong tứ đại thế gia của độc lập châu, quyền thế ngút trời, cực kỳ khủng bố. Mà gã nhiếp vô danh này, làm sao lại có thể là nhiếp gia đại công tử? Chỉ bất quá, nhìn tới nhìn lui, nhìn kiểu nào cũng không giống. Thân là nhiếp gia đại công tử, làm sao sẽ nghèo tới mức này? Ha ha, hữu danh muội, nếu cô đã tới, không bằng liền đến nhiếp gia ở tạm đi. Ngược lại cô cũng không có giấy thông hành, thân ở nhiếp gia cũng an toàn hơn một chút, nhiếp vô danh cười nói diệp oản oản lâm vào trầm tư tuy nói trong lòng mình nhớ mong đường đường nhưng bây giờ cũng không phải lúc đi nhiếp ra ba ngày sau chính mình còn phải tiếp nhận lời mời của tu la chủ tham gia hội nghị a tu la thời gian có chút không phù hợp hơn nữa thời điểm kinh lịch tại hoa quốc hiển nhiên là nhiếp gia lão phu nhân cùng mẹ đẻ của đường đường không quá hoan nghênh mình tôi còn có chút chuyện cần phải làm nếu tôi đã đến độc lập châu nhà của anh nhất định sẽ ghé thăm một chút cũng không có gì phải vội vàng diệp oản oản nói đội trưởng chúng ta đừng nên làm trễ nãi hữu danh lão bản kiếm tiền bản quyền của tử vong hoa hồng này hữu danh lão bản mới vừa mua được nhất định là có rất nhiều chuyện bận rộn trễ nãi hữu danh lão bản kiếm tiền vậy cũng không phải là làm trễ nãi việc làm ăn của chúng ta hay sao thần hư đạo nhân hướng về nhiếp vô danh nói nhiếp vô danh gật đầu một cái đối với lời khuyên của thần hư đạo nhân vô cùng đồng ý Đúng rồi, lần trước tôi nhờ các anh hỗ trợ tìm người, các anh tìm rồi sao? Diệp Oản Oản chợt nhớ tới, ngày đó thời điểm đám người nhiếp vô danh rời khỏi Hoa Quốc, chính mình từng nhờ cậy bọn họ đi tìm tư dạ hàn. Chỉ bất quá, mấy người kia cũng không mấy đáng tin, Diệp Oản Oản cũng không ôm hy vọng bao nhiêu. Hữu danh muội nhờ vả, chúng tôi nhất định sẽ để ở trong lòng. Nhiếp vô danh rất là thần bí nhìn Diệp Oản Oản, lại nhìn khắp nơi một chút, sau đó đầy ám muội mở miệng nói, hữu danh muội muội, tôi tìm tin tức này cũng phải đút lót trên dưới không ít, cô xem. Thấy nhiếp vô danh chia tay ra, khóe miệng Diệp oản oản hơi hơi rúm lại. Người này sao trong mắt chỉ toàn tiền là tiền thế này. Đường đường là đại công tử của một trong tứ đại thế gia của độc lập châu, nhiếp gia. Quả thật là làm mất mặt nhiếp gia mà. Diệp oản oản sắc mặt đen lại nhìn chầm chầm nhiếp vô danh, sau đó từ trong túi lấy ra tờ giấy bạc 100 tệ đưa cho Nhiếp Vô Danh. Chương 1393, Tư thị cổ tộc. Nhiếp Vô Danh nhận lấy tiền, cười hô hô một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, sau khi tôi trở về, đặc biệt đi hỏi thăm một chút, tại Độc Lập Châu, trong đó có một cái cổ tộc lánh đời chính là Tư tộc. Bên trong Tư tộc, đích xác là có một người gọi là Tư Dạ Hàn, là ngôi sao sáng mới nổi của Tư thị cổ tộc. Nhưng cậu ta rất thần bí, cực ít khi lộ diện nghe được lời này của nhiếp vô danh thần sắc diệp oản oản hơi kinh ngạc những cổ tộc lánh đời kia của độc lập châu diệp oản oản tự nhiên biết rõ trong đó có một cổ tộc lánh đời cực kỳ mạnh mẽ chính là tư tộc chỉ bất quá tư giả hàn làm sao có thể sẽ có quan hệ với tư tộc của độc lập châu được chứ cái tư tộc kia là quái vật khổng lồ đến mức nào có biết không tư giả hàn tuy là họ tư nhưng chỉ là tư gia nhất mạch của hoa quốc mới đúng Tư gia Hoa Quốc sẽ có quan hệ cùng với tư tộc của Độc Lập Châu sao? Ha ha, hữu danh muội, đừng suy nghĩ nhiều nữa, tôi phỏng chừng cũng không mấy thích hợp." Nhiếp Vô Danh nhẹ giọng cười nói, người cô muốn tìm là gia chủ Tư gia Hoa Quốc. Cái họ này mặc dù giống nhau, nhưng họ tư có rất nhiều. Cô cũng không thể vì cùng họ mà liên hệ hai cái lại với nhau đấy chứ." Thần Hư đạo nhân bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, "Đội trưởng, đây không phải chỉ là cùng họ mà ngay cả tên cũng giống nhau cơ mà. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh có chút không vui lườm hắn một cái. Hai người bọn họ, ai mới là đội trưởng? Đội trưởng? Hữu Danh lão bản, tôi và tư tộc ngày trước có chút qua lại, cho nên cũng hiểu sơ sơ. Không bằng, tôi nói với cô những chuyện liên quan đến tư tộc như thế nào." Thần Hư đạo nhân mở miệng nói. "Được rồi, anh nói đi." Diệp Oản Oản gật đầu. "Thật ra thì, là như vậy." Tư tộc bắt đầu từ mấy trăm năm trước, con cháu sinh ra bên trong tộc, đến tuổi tác nhất định đều sẽ được tiến hành kiểm tra đặc biệt. Nội dung kiểm tra bao gồm trí tuệ, thể lực, tài đức, v.v., v, phàm là có một dạng không đạt tiêu chuẩn, tư tộc sẽ đem con cháu đưa ra khỏi độc lập châu. Mà những đứa bé bị đưa đi kia, đều có chuyên gia bảo vệ, mãi đến sau khi trưởng thành mới bị bỏ mặc cho ở bên ngoài phát triển. Thần hư đạo nhân chậm rãi nói, nhiếp Vô Danh nói chen vào, chuyện này cùng với người mà hữu danh muội muội muốn tìm, lại có quan hệ gì? Dĩ nhiên là có quan hệ, Thần Hư đạo nhân khẽ mỉm cười, mặt đầy vẻ cao thâm khó dò, ra vẻ tiên phong đạo cốt, mà những con cháu bị đưa đi kia, cùng với người ngoài sinh ra con cái, đến độ tuổi nhất định, tư tộc lại phái người dẫn đến độc lập châu, lần nữa tiến hành kiểm tra. Nếu như kiểm tra đạt tiêu chuẩn, đứa bé sẽ được lưu lại, nếu như kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, đứa bé sẽ bị đưa trở về. Cho nên, đội trưởng, hữu danh lão bản, các người nói xem, cha của Tư Giả Hàn có phải là một trong những đứa bé ban đầu tư tộc kiểm tra không đạt tiêu chuẩn bị đưa đi, mà sau đó lại sinh ra Tư Giả Hàn. Tư Giả Hàn bị mang tới tư tộc độc lập châu tiến hành kiểm tra, cuối cùng được thông qua, bị ép ở lại tư tộc. Chuyện này cũng có thể xảy ra. Nghe Thần Hư đạo nhân giải thích, Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Nếu như là Tư Giả Hàn mà nói, với năng lực của anh ta, nhất định sẽ được ở lại tư tộc. Nhưng điều kiện tiên quyết là giả thiết của thần hư đạo nhân là đúng. Cha của tư giả hàn chính là hậu nhân không đạt tiêu chuẩn bị đưa đi khỏi độc lập châu. Làm sao cậu lại biết rõ ràng như vậy? Cậu cũng không phải là người nhà của tư tộc. Nhiếp vô danh nhìn chằm chằm thần hư đạo nhân. Đội trưởng, tôi mặc dù không phải là người của tư tộc, nhưng tôi là người của khương tộc nha. Cha tôi năm đó bị đưa đi đến Hoa Quốc, tại Hoa Quốc khai sáng ra khương gia. Sau đó tôi bị người của Khương tộc mang tới Độc Lập Châu. Thần hư đạo nhân thở dài, Khương tộc cũng được, Tư tộc cũng được, toàn là một bãi nước tiểu. Diệp Oản Oản nhìn về phía Thần hư đạo nhân, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc. Chưa từng nghĩ, anh ta lại là đời sau của Khương tộc. Chương 1394, mạnh như vậy sao? Khương tộc chính là một trong những đại cổ tộc lánh đời, cũng giống như Tư tộc, uy danh cũng kha khá. Nếu nói như vậy, tư giả hàn thật có thể là người của tư tộc rồi. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút phức tạp. Ha ha, nếu là như vậy, vậy coi như thảm rồi. Nhiếp vô danh cười lớn một tiếng. Thảm, Diệp Oản Oản nghe vậy sửng sốt một chút, làm sao lại nói ra lời này. Hữu danh lão bản, ở nơi này là độc lập châu, có một người được gọi là cầu tạp trùng. Thần hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần thần bí bí nói, cái gã cầu tạp trùng kia, đã từng nói muốn tiêu diệt tất cả cổ tộc của Độc Lập Châu. Nhắc tới Cầu Tạp Trùng, Diệp Oản oản như có điều suy nghĩ, tại sao? Tôi làm sao biết được, ngược lại Cầu Tạp Trùng đã từng xuất thủ qua đối với những cổ tộc kia, nhưng lại chưa bao giờ động tới những thế lực khác. Cho dù cô có trêu chọc hắn, hắn nhiều nhất cũng chỉ dạy cho cô một bài học. Mà cổ tộc thì lại khác, cô có không trêu chọc hắn, hắn cũng đều muốn nghĩ biện pháp giết chết cô. Thần Hư đạo nhân mở miệng, những thứ cổ tộc kia là hậu nhân của vị kỳ nhân năm đó khai sáng độc lập châu, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, cũng không ai biết được. Mà một mình cầu tạp trùng, lại dám đối kháng với tất cả cổ tộc. Diệp Oản Oản mặc dù biết được cầu tạp trùng rất mạnh, nhưng lại không ngờ, cầu tạp trùng có thể mạnh tới mức này. Cầu tạp trùng, mạnh như vậy sao? Diệp Oản Oản cau mày nói. Hữu danh lão bản, cô có chỗ không biết, năm đó, có hai người, được ca tụng là người được đánh giá cao nhất tại độc lập châu. Một trong số đó, chính là cầu tạp trùng, thần hư đạo nhân khẽ mỉm cười. Thứ hai là ai? Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi. Thứ hai, lão đại của Atula, Tu La Chủ. Thần hư đạo nhân trả lời. Diệp Oản Oản. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản thực sự muốn đập đầu vào gối chết quét cho xong, cái gã Tu La Chủ gì đó, lại có thể sánh ngang cùng với cầu tạp trùng. Trời má, võ đạo liên minh còn bảo mình đi, làm thịt Tu La Chủ, đây không phải là rõ ràng để cho mình đi tìm chết sao được đánh giá cao nhất thật ra không vẻn vẹn hai vị kia nhiếp vô danh cười lạnh một tiếng tổng cộng có ba người người thứ ba chính là tôi nhiếp vô danh thần hư đạo nhân diệp oản oản nhìn thấy bộ dáng đầy nghiêm túc của nhiếp vô danh diệp oản oản bất đắc dĩ lắc đầu cái gã nhiếp vô danh này không đi tấu hài thật sự là đáng tiếc tu la chủ và cầu tạp chủng ai mạnh hơn Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm thần hư đạo nhân đặt câu hỏi. Vậy còn phải xem câu hỏi phương diện nào? Nếu như nói về thực lực, phỏng chừng trên đời này không có ai là đối thủ của cầu tạp trùng. Nhưng nếu như đánh giá toàn diện, tôi đoán chừng, tu la chủ mạnh hơn cầu tạp trùng một chút. Thần hư đạo nhân nhìn về phía Diệp Oản Oản, bất quá, tôi từng nghe người khương tộc của tôi nói, cầu tạp trùng là đại ca của tư dạ hàn. Dĩ nhiên, thật hay giả, tôi cũng không biết. Nghe được lời này của thần hư đạo nhân, Diệp Oản Oản lại khá thở ơ. Cầu tạp trùng và tu la chủ, một phân tiền quan hệ cũng không có. Trước đó vài ngày, Diệp Oản Oản còn hướng về cầu tạp trùng hỏi qua tình hình của tu la chủ, người ta căn bản là không mấy quen thuộc với tu la chủ, nhiều nhất chỉ coi như là biết sơ sơ, làm sao con miệng nó có thể là huynh đệ. Đúng rồi, hữu danh muội cô hỏi chuyện này để làm gì? Nhiếp vô danh mặt đầy vẻ khó hiểu, Nàng không phải là tìm cái gã tư giả hàn đó hay sao, làm sao lại lạc đề sang cầu tạp trùng và tu la chủ rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới quan sát nhiếp vô danh, con người bỗng nhiên chuyển một cái, bắt lấy cánh tay của nhiếp vô danh, nhẹ giọng cười nói, vô danh đại ca. Có chuyện cần anh hỗ trợ một chút không được sao? Chuyện gì, thân thể nhiếp vô danh run lên, bị Diệp Oản Oản gọi là, đại ca, như vậy có chút không quen lắm chương 1395, cái này cũng quá điên cuồng. Thật ra thì, là như vậy. Diệp Oản Oản hướng về nhiếp vô danh cười đầy ám muội ba ngày sau có rảnh rỗi hay không? Giúp tôi đi đối phó với tu la chủ chứ sao? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, nhiếp vô danh cùng thần hư đạo nhân đều sướng sờ. Đối phó với tu la chủ, đây là tình huống gì vậy chứ? Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đem toàn bộ ngọn nguồn kể lại cho nhiếp vô danh đối với đám người nhiếp vô danh diệp oản oản chưa bao giờ đề phòng cũng không cần đề phòng mấy người kia đều là huynh đệ bằng hữu tốt nhất của nàng sau khi đi tới độc lập châu diệp oản oản cũng đem nhiếp vô danh đối đãi như là thân nhân nghe được hết thảy những gì diệp oản oản đã làm sau khi đi tới độc lập châu nhiếp vô danh và thần hư đạo nhân không nhịn được chặc lưỡi hít hà cái này con miệng nó cũng quá điên cuồng rồi ngay cả minh chủ cũng có thể nhận nhầm không sợ minh này từ trên xuống dưới toàn bộ đều bị ngu cả rồi sao thần hư đạo nhân khó mà tin nổi nhất định là có mở ám hữu danh muội tôi khuyên cô nên khẩn trương rời khỏi độc lập châu đừng tiếp tục xa vào vũng nước đục này nhiếp vô danh thành khẩn nói nghe vậy diệp oản oản không nhịn được nước mắt nhìn nhiếp vô danh một cái nàng dù có muốn thoát thân nhưng càng lún càng sâu làm sao có thể thoát ra được dễ dàng như vậy hữu danh muội a tu cùng nhiếp gia chúng tôi cũng có chút lui tới trên phương diện làm ăn cũng không có bất luận thủ oán gì nếu như chúng tôi đi giúp cô đối phó với a tu la tại độc lập châu đại biểu cho cả nhiếp gia thế này không ổn nhiếp vô danh lắc đầu một cái không phải là hắn không nguyện ý giúp diệp oản oản mà là không thể giúp a tu la chưa bao giờ chiêu chọc nhiếp gia bọn họ đang êm đang đẹp nhiếp gia đi lên tát cho a tu la một cái chuyện này quá không thích hợp Diệp Oản Oản khóc không ra nước mắt, nàng thật sự muốn đi đến nhiếp gia để mần đường đường bảo bối của nàng, không bao giờ phải đi làm cái gì mà không sợ minh chủ một phút giây nào nữa. Nhưng nhiếp vô danh lại không giúp, Diệp Oản Oản cũng có thể hiểu được. Dù sao, nhiếp vô danh đại biểu cho cả nhiếp gia, không phải cho chính bản thân anh ta. Tôi chỉ tùy tiện nói một chút mà thôi. Như vậy đi, chờ ba ngày sau tôi tham gia xong hội nghị Atula, liền đi đến nhiếp gia làm khách, thăm đường đường. Diệp Oản Oản cười nói. Không thành vấn đề, hữu danh muội nhiếp ra tùy thời hoan nghênh cô. Nhiếp vô danh lại cười nói. Cảm ơn, Diệp Oản Oản gật đầu một cái. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì thêm, nhiếp vô danh lại nói, mặc dù tôi không thể giúp cô, nhưng tôi có thể để cho một chi đội lính đánh thuê dưới tay tôi tới giúp cô. Đội lính đánh thuê, nghe vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Không sai, chi đội lính đánh thuê này, cứ như vậy đi, đến lúc đó cô sẽ biết thôi, nhiếp vô danh nói. Tuy là khá hiếu kỳ đối với chi đội lính đánh thuê trong miệng nhiếp vô danh, nhưng Diệp Oản Oản cũng không mấy suy nghĩ nhiều. Sau khi nói chuyện một phen với đám người nhiếp vô danh xong, Diệp Oản Oản liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị cho buổi hội nghị ba ngày sau cùng Atula. Thời gian ba ngày này, Diệp Oản Oản phần lớn đều bận biểu chuyện của tử vong hoa hồng. Sau đó lại cùng bắt đầu và thất tinh thảo luận chi tiết kế hoạch quấy rối ba ngày sau diệp oản oản ngồi ở bên trong phòng làm việc không sợ minh một tay vuốt virus một tay sờ đại bạch trong bụng thầm nói đến lúc đó quả thực không được liền đem đại bạch cùng virus mang ra ngoài trấn chàng một chút giờ phút này khoảng cách đến hội nghị atula còn dư lại không tới mấy giờ đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ vào đi diệp oản oản nói một giây kế tiếp ba nam nhân xuất hiện trong tầm mắt diệp oản oản một người trong đó mang theo một bộ mắt kính gọng vàng, ăn mặc chỉnh tề, nhưng mặt mũi lại tái nhợt, có vẻ hết sức bệnh hoạn. Hai người khác, một vị để tóc dài, tướng mạo không tầm thường, một người khác lại có chút hít đặc thù, lại là một đứa bé khoảng 11 đến 12 tuổi. Chỉ bất quá, trong mắt đứa bé này lại tràn đầy sự khôn khéo. Tham Kiến Phong tỷ, ba người đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, Đồng Thanh mở miệng nói: chương 1396, viết giấy nợ. Giờ phút này, trụ sở chính không sợ minh, bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, quan sát ba người trước mặt, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Ba người này, từ cách ăn mặc, cũng không giống như người của không sợ minh, còn có đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra. Diệp Oản Oản cũng không nôn nóng mở miệng, mà lại chờ mấy người này nói tiếp. Rất nhanh, gã đàn ông tóc quan đi lên trước, hất mái tóc dài một cái, khóe miệng treo lên một nụ cười mê người, phong tỉ, mạo muội quấy dày, chúng tôi là đội lính đánh thuê chu tinh. Đội lính đánh thuê chu tinh, nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, đối với một vài thế lực lính đánh thuê chuyên cung cấp sát thủ của Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản đương nhiên cũng có nghe qua. Đội lính đánh thuê chu tinh, tại Độc Lập Châu, thậm chí còn là cả khu vực châu Âu, đều thuộc về đoàn đội lính đánh thuê cấp truyền kỳ. Nghe nói, những nhiệm vụ mà đội lính đánh thuê Chu Tinh tiếp nhận, cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ để xảy, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ là 100%. Các cậu là đội lính đánh thuê dưới tay nhiếp vô danh. Diệp oản oản như có điều gì suy nghĩ. Vâng, đội lính đánh thuê Chu Tinh chúng tôi, thuộc đoàn đội lính đánh thuê cấp 2, thủ hạ của ngài nhiếp vô danh. Nam tử tóc dài gật đầu nói. Cái gọi là đoàn đội lính đánh thuê cấp 2, chính là đoàn đội lính đánh thuê thuộc nước thang thứ hai trong số đông đảo các thủ hạ trong tay nhiếp vô danh, vẫn chưa đạt tới trình độ đứng đầu. Đội lính đánh thuê chu tinh, không chỉ vẻn vẹn thuộc về nhiếp vô danh, nhưng dưới chướng nhiếp vô danh, chỉ có thể đứng vào loại hạng 2, đây không khỏi cũng quá khoa trương rồi đi. Diệp oản oản thần sắc khó hiểu, chẳng lẽ mình thật sự đánh giá thấp nhiếp vô danh rồi sao? Phong tỷ, nhiếp gia đã nói rồi, lần này để cho chúng tôi qua đây phụ tá cô, nam tử tóc quan tiếp tục cười nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, nam tử tóc quan lại nói, nếu như cô đã xác định thuê chúng tôi mà nói, vậy trước tiên đóng một ít tiền đặt cọc đi. Nếu không, khi nhiếp ra đòi tiền chúng tôi, chúng tôi cũng không tiện giao phó. Nghe được lời nói này, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời đen lại, quả nhiên, cái con hàng nhiếp vô danh trong mắt chỉ có tiền là tiền mà. Nhiếp ra còn nói, nếu như phong tỷ cô tạm thời không có tiền thừa, Vậy thì viết giấy nợ cũng được." Nam tử tóc quan nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản gật đầu một cái, ngay trước mặt ba người, viết một tờ giấy nợ. "Đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Cũng thuộc đội lính đánh thuê Chu Tinh." Diệp Oản Oản quan sát thiếu niên trước mặt ước chừng khoảng 11 đến 12 tuổi, thần sắc cổ quái. Cậu bé ăn mặc một bộ đồ thường khá đáng yêu, đỉnh đầu đội một chiếc mũ thiếu nhi, mặt có vẻ ngây thơ vô hại, nhìn kiểu nào cũng không giống như là lính đánh thuê. Nhưng mà, người đàn ông đeo kính vàng trong số ba người, lấy ngón trỏ nâng mắt kính của mình lên, lãnh đạm thờ ơ giải thích, "Cậu ta tên là Phù Sinh, không phải là trẻ con, thân thể có vấn đề nên chưa trưởng thành mà thôi." Nghe vậy, Diệp Oản oản như có điều gì suy nghĩ. Loại tình huống này ngày trước nàng ở tại Hoa Quốc cũng chưa từng nghe nói qua. Một vài người trưởng thành đến 20 đến 30 tuổi, thoạt nhìn giống như trẻ con, ngày hôm nay lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Rất tốt, một lát sau, Diệp Oản Oản nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng cười nói, nhiếp vô danh hẳn cũng đã từng nói qua với các vị, ở tại hội nghị Atula gây chuyện, các cậu có can đảm này hay không? Nam tử tóc quan đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, thần sắc tự tin mở miệng cười nói, phong tỷ, chúng tôi là đoàn đội lính đánh thuê, đừng nói là Atula, bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, không có chuyện mà lính đánh thuê không dám làm. Dĩ nhiên, thù lao như thế nào? Nói tới chỗ này, Nam Tử Tóc Quan nhìn con số trong giấy nợ trong tay, bất đắc dĩ thở dài. Thù lao cô gái này chi ra, quả thực chưa ra hình dáng gì. Chương 1397, thế này cũng quá đen tối. Sau khi thương nghị một phen cùng đội lính đánh thuê Chu Tinh, Diệp Oản Oản để cho mấy người rời đi trước chuẩn bị, mà chính mình sau đó cũng rời khỏi Không Sợ Minh, lái xe chạy về phía căn nhà của mình. Ước chừng nửa giờ sau, Diệp Oản Oản dừng xe ở cửa nhà của Dịch Thủy Hàn. Diệp Oản Oản nhìn cánh cửa trống trộm dày cui trước mặt, đưa tay gõ một cái. Nhưng mà, bên trong lại yên lặng như tờ. Dịch đại hiệp, Diệp Oản Oản cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gõ cửa. Ước chừng sau khi gõ thêm vài phút đồng hồ, cửa trống trộm két một tiếng, được mở ra từ bên trong. Đôi mắt buồn ngủ của dịch thủy hàn còn đang díp lại, lim dim đứng ở trước cửa, mặc bộ quần áo ngủ hoạt hình, cặp mắt có chút ửng đỏ, giống bị người ta quấy dày giấc mộng đẹp nói dịch thủy hàn đứng ở trước cửa trong mắt hiện ra một vệt lệ khí dịch đại hiệp tôi tới cung cấp cho anh dịch vụ hậu mãi kiểm tra xem thử cửa của anh có gặp vấn đề gì hay không diệp oản oản cười nói nghe được lời này của diệp oản oản dịch thủy hàn trầm tư ước chừng mấy giây cuối cùng thân thể hơi nghiêng sang một bên để cho diệp oản oản tiến vào trong phòng diệp oản oản thở phào nhẹ nhõm đi vào trong nhà làm bộ làm tịch bắt đầu quan sát cánh cửa chống trộm mới được lắp chất lượng cũng được, nhưng giá cả lại quá đắt. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Giả cả đắt, Diệp Oản Oản hơi sướng sờ, chính mình cũng không bảo bắt đầu thu tiền của Dịch Thủy Hàn, giá tiền đắt là có ý tứ gì. Dịch Đại Hiệp, anh, trả tiền, Diệp Oản Oản hướng về Dịch Thủy Hàn hỏi. Lúc này, Dịch Thủy Hàn liếc Diệp Oản Oản một cái, công nhân sửa cửa của cô, nói cửa chống trộm là bản limit tự đặc biệt làm theo yêu cầu, giá trị 200 ngàn, giảm cho tôi còn 100 ngàn tệ. Sau 100 000 nhân dân tệ Trung Quốc tương đương khoảng 340 triệu đồng. Dịch Thủy Hàn vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Cửa chống trộm này mua trực tiếp tại cửa hàng, cũng không tới vài ngàn tệ. Bắt đầu trở tay lại đòi Dịch Thủy Hàn trả 100 ngàn tệ. Mấu chốt nhất là, bắt đầu còn chưa bao giờ đề cập với nàng chuyện thanh toán tiền bạc. Dịch Đại Hiệp, vậy, anh trả tiền sao? Diệp Oản Oản lúng túng cười một tiếng. Tôi cũng không phải là thổ phỉ cường đạo. Dịch Thủy Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản, chợt xoay người đi vào bên trong nhà. Xem bộ dáng là đã trả rồi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản hận không thể lập tức trở lại không sợ minh, đem gã bắt đầu này lột ra ăn sống. Thế này cũng quá đen tối đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi vào trong phòng khách, phát hiện dịch thủy hàn mang một miếng chụp mắt màu đen, nằm ở trên ghế salon. Dịch đại hiệp, thích, trước đó có nghe nói một ít chuyện, không biết có nên nói hay không. Nếu như nói ra, có cảm giác không quá tôn trọng đối với anh, nhưng nếu không nói, cảm giác lại không phải bản thân. Diệp oản oản mặt đầy vẻ khó xử. Dịch thủy hàn đôi môi khẽ mở, có gì cứ nói. Dịch đại hiệp, anh và gã tu la chủ đó, là huynh đệ sao? Diệp Oản Oản mặt đầy bát quái mà mở miệng hỏi, "Tôi không có huynh đệ." Dịch Thủy Hàn thờ ơ mở miệng. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản lúc này mới yên lòng. Thứ người giống như Dịch Thủy Hàn này, cơ hồ không biết nói láo. Đã nói không phải là huynh đệ, vậy khẳng định không phải là huynh đệ. Lần này, Diệp Oản Oản tới đây, thật ra là hy vọng nhờ được Dịch Thủy Hàn trợ giúp. Nếu như Dịch Thủy Hàn có thể giúp nàng đi đối phó với Tu La chủ, vậy thật coi như là mọi việc đại cát. Khục khục, tôi đây liền nói thẳng, tôi gần đây nghe, Tu La chủ đối với Dịch Đại Hiệp anh vô cùng thiếu tôn trọng. Nói cái gì mà người mạnh nhất độc lập châu là Tu La chủ hắn, nào phải là Dịch thủy Hàn. Diệp Oản Oản nhìn Dịch thủy Hàn, nói như đúng rồi. Nhưng mà, Dịch thủy Hàn nằm trên ghế salon, lại cũng không hề nhúc nhích, tựa hồ đối với lời Diệp Oản Oản nói, không thèm để ý chút nào. Chương 1398, tiểu thiếu gia nhiếp gia. Còn nữa, Tu La Chủ còn nói, Văn Anh không cách nào sánh bằng hắn, võ cũng vậy. Nói dịch đại hiệp anh nhiều nhất chỉ cùng một cấp độ với không sợ minh chủ. Diệp Oản Oản thấy dịch thủy hàn không phản ứng chút nào, lại tiếp tục thêm mắm thêm muối. Hơn nữa, cái gã Tu La Chủ kia còn nói, tốt nhất không nên để cho hắn tại độc lập châu gặp phải anh. Nếu không, để cho anh hối hận được sinh ra đời. Diệp Oản Oản lại nhảy không ngừng, nói cả nửa ngày, nhưng mà Dịch Thủy Hàn lại vẫn không hề để ý tới chút nào, cứ như là Diệp Oản Oản đang nói với không khí vậy. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, hơi nhíu mày. Chính mình chém gió nhiều như thế, có lẽ nào anh chàng Dịch Thủy Hàn đã ngủ thiếp đi rồi. Chỉ chốc lát sau, Dịch Thủy Hàn rốt cuộc mở miệng, "Chuyện cô muốn nói với tôi, chính là những thứ này sao?" Thấy Dịch Thủy Hàn rốt cuộc mở miệng, Diệp Oản Oản gật đầu liên tục, nói, "Đúng vậy." Dịch đại hiệp Tu la chủ mạo phạm và dèm pha anh như vậy, nếu như tôi là anh, nhất định sẽ không bỏ qua. Hôm nay chẳng vạn tối, tu la chủ cử hành một buổi hội nghị, đến lúc đó, hắn ta nhất định sẽ tự mình trình diện. Dịch đại hiệp nếu như tức giận, tôi có thể dẫn anh đi tìm tu la chủ luận bàn một chút. Chỉ cần dịch thủy hàn tức giận đồng ý, vậy thì mục đích của nàng liền coi như là đạt được. Không tức, dịch thủy hàn hờ hững mở miệng nói, tôi chưa bao giờ tự nhận mình là đệ nhất thiên hạ những thứ hư danh này, nếu như cô thích, cũng có thể tự nhận. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi rúm lại. Thật đúng là, lòng bao dung thật là bao la, hích hích. Trước đó liền nghe, dịch thủy hàn chỉ động thủ đối với cổ tộc, về phần thế lực khác cổ tộc, cho tới bây giờ đều không rảnh để ý. Chỉ cần ngươi không phải ở ngay trước mặt dịch thủy hàn mắng chửi hắn, dịch thủy hàn tuyệt đối không thèm để ý. Dịch đại hiệp, anh, anh không cân nhắc một chút sao? Diệp Oản Oản có chút không cam lòng. Tôi chỉ có hứng thú với cổ tộc, nếu như cô có tin tức cao tầng của cổ tộc ra cửa, có thể nói với tôi. Dịch Thủy Hàn nói. Diệp Oản Oản, coi như nàng thật có tin tức cao tầng cổ tộc đi ra khỏi cửa, chắc chắn nàng cũng không dám nói với Dịch Thủy Hàn. t r u i e n f l l v n vạn nhất Dịch Thủy Hàn đem vị cao tầng cổ tộc kia giết chết, vậy cổ tộc này sẽ không tìm Dịch Thủy Hàn, mà nhất định sẽ đến tìm mình. Đúng rồi. Bỗng nhiên, Dịch Thủy Hàn tháo tấm chụp mắt xuống, rời khỏi ghế salon, từ trong tủ lạnh lấy ra một bình thức uống, đưa cho Diệp Oản Oản, nói: "Nếm thử rượu mạnh tôi tự mình ủ một chút, mùi vị cũng không tệ." Diệp Oản Oản nhận lấy bình rượu, khóe miệng hơi rúm lại. Đã từng thử qua một lần, chắc chắn sẽ không quên. Đối với rượu mà Dịch Thủy Hàn trưng cất, Diệp Oản Oản đã thấu hiểu rất rõ, hoàn toàn là đường hóa học đổ thêm nước. Được vậy chờ tôi trở về từ từ thưởng thức diệp oản oản dứt lời xoay người định rời khỏi chậm đã bỗng nhiên dịch thủy hàn gọi diệp oản oản lại dịch đại hiệp sao vậy diệp oản oản hiếu kỳ hỏi tôi có một tiểu đồ đệ gọi là nhiếp đường tiêu là tiểu thiếu ra một trong tứ đại thế gia độc lập châu nhiếp ra dịch thủy hàn tháo tấm chụp mắt xuống chậm rãi mở miệng nghe được lời nói này diệp oản oản nhất thời xứng sờ tại chỗ đường đường là tiểu đồ nhi của Dịch thủy Hàn. Sao lại thế này? Diệp Oản Oản nhìn Dịch thủy Hàn, cũng không nói chuyện mà lại chờ nghe nói tiếp. Đồ nhi đó của tôi, từ nhỏ chưa từng được gặp mẹ, trước đó vài ngày từng tìm tới tôi, nói cho tôi biết mẹ của nó đã về nhà. Chỉ bất quá, tiểu đồ nhi kia của tôi hơi có chút hoài nghi thân phận của mẹ, muốn nhờ tôi giúp nó điều tra một chút. Dịch thủy Hàn chậm rãi mở miệng nói. Đối với chuyện này, Diệp Oản Oản cũng hơi hiểu một chút. Mẹ của Đường Đường sau khi trở lại, Đường Đường dường như trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là, Đường Đường lại là đồ nhi của Dịch Thủy Hàn, hơn nữa từng nhờ cậy Dịch Thủy Hàn trợ giúp điều tra thân phận của mẹ mình. Chuyện này cũng thật trùng hợp. Chương 1399, không phải đều là thổ phỉ sao? Vậy, dịch đại hiệp muốn để cho tôi làm gì thế? Diệp Oản Oản có chút không hiểu mở miệng chuyện này quan hệ đến một phương thế lực của nhiếp gia tôi đã thề không tham dự vào việc của bất kỳ thế lực vớ vẩn nào của độc lập châu trừ cổ tộc gia cô mặc dù là người buôn bán cửa nhưng đường dây tin tức tin đồn các loại hẳn là nhiều hơn tôi không ít tôi cũng không có bằng hữu gì cho nên liền nhờ cô giúp gã đệ tử đó của tôi điều tra một phen dịch thủy hàn nhìn diệp oản oản nói nghe được lời này của dịch thủy hàn diệp oản oản lại có chút cạn lời tình cảnh của nàng hơi có chút lúng túng. Thời điểm ban đầu đường đường ở Hoa Quốc đều là do chính mình chăm sóc, việc này cũng dẫn đến nhiếp phu nhân cùng mẹ của đường đường hơi có chút thành kiến đối với mình. Nếu như vào lúc này chính mình lại đi điều tra mẹ của đường đường. Chỉ bất quá, nếu như điều dịch thủy hàn nói là sự thực, mẹ đường đường quả thực là giả mạo, vì đường đường, nàng cũng sẽ cố gắng hết sức không có nửa câu oán thán gì. Nhưng mà, nếu như, mẹ của đường đường cũng không phải là giả mạo, mà là thật, chính mình lại tùy tiện điều tra, chỉ sợ sẽ khiến cho quan hệ giữa đường đường và mẹ ruột chuyển biến xấu đi. Dịch đại hiệp, chuyện này, độ tin cậy được bao nhiêu? Diệp oản oản cau mày hỏi. Không rõ ràng, dịch thủy hàn lắc đầu một cái, trừ cổ tộc ở độc lập châu ra, tôi đối với tất cả các thế lực tại độc lập châu, cũng đều không phải là quá quen thuộc, biết rất ít. Cho nên, thực sự muốn nhờ cô giúp đồ nhi của tôi điều tra một chút. Diệp oản oản trầm tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu một cái, nói, đã như vậy, tôi đây liền cố hết sức xem sao. Vừa đúng dịp, ít hôm nữa, nàng cũng sẽ đi đến nhiếp ra thăm đường đường. Đến lúc đó, có thể thử điều tra một phen, lại cũng không có gì đáng ngại. Cảm ơn, dịch thủy hàn gật đầu, còn nữa, quan hệ thầy trò giữa tôi và nhiếp đường tiêu, xin diệp cô nương giữ bí mật. Vâng, diệp oản oản đáp ứng. Rời khỏi nơi ở của dịch thủy hàn, đã là trạng vạng tối. Diệp Oản Oản thở dài, hôm nay tìm tới Dịch Thủy Hàn, vốn là muốn để cho Dịch Thủy Hàn giúp mình đối phó với Tu La chủ. Quay tới quay lui, Dịch Thủy Hàn lại không chia sẻ bận rộn giúp mình, ngược lại chính mình còn phải giúp Dịch Thủy Hàn một phen. Lần mua bán này, thua thiệt đủ đường. Rất nhanh, hai chiếc xe con đậu sát ở ven đường. Thất Tinh bắt đầu một chiếc, đội lính đánh thuê Chu Tinh một chiếc. Diệp Oản Oản bước nhanh đến phía trước, đi đến chiếc xe con do Thất Tinh lái. Sau đó ngồi vào bên trong. Trước đó Diệp Oản Oản đã báo cho bác Đầu, bảo Bắc Đầu canh giờ tới đón mình đi tham gia hội nghị do Tu La chủ tổ chức. Thất Tinh, lái xe." Diệp Oản Oản nói. Lúc này, xe còn khởi động, chạy về phía trước. "Phong tỷ, sao rồi? Cầu tạp trùng đồng ý giúp đỡ không?" Bác Đầu hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Cái gã Bắc Đầu này, không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói tới Diệp Oản Oản liền nổi xung. Giờ phút này diệp oản oản sắc mặt lạnh lùng nhìn bắt đầu từ trên xuống dưới hồi lâu sau lúc này mới lên tiếng nói đi lắp đặt cửa có vui vẻ không nghe tiếng thần xác bắt đầu có chút lúng túng dường như đã biết diệp oản oản muốn nói điều gì lắp một cánh cửa trống trộm cậu đòi người ta một trăm ngàn cậu là thổ phỉ sao diệp oản oản nhìn chằm chằm bắt đầu nói nhưng mà bắt đầu lại gật đầu liên tục đúng vậy phong tỉ đệ là thổ phỉ đó nha người của không sợ mình chúng ta, không phải đều là thổ phỉ sao. Diệp Oản Oản, trong lúc nhất thời, đúng là cạn miệng nó lời. Phong tỷ, tỷ xem xem, chúng ta không đánh lại cầu tạp trùng, nhưng có thể dùng trí. Cầu tạp trùng là người vô cùng biết nói phải trái. Đệ lừa hắn ta nói cửa là bản limit tự chế tác riêng, giá mua 200 ngàn, đệ chỉ thu hắn 100 ngàn, hắn còn phải cảm kích đối với đệ. Từ góc độ nào đó mà nói, đệ đã dùng trí tuệ của mình, Đánh bại cầu tập trùng. Diệp oản oản. Người chẳng qua chỉ là không biết xấu hổ mà thôi. chương 1.400 tin tức bùng nổ. Diệp oản oản cũng không có tâm tư cùng bắt đầu tiếp tục nói nhảm. Cũng còn may dịch thủy hàn tiền muôn bạc biển cũng không mấy để ý. Ước chừng 3 giờ sau, thất tinh lái xe đến một trang viên cỡ lớn. Hôm nay, Atula cử hành hội nghị, chính là được ở hành ở trong tòa trang viên này. Giờ phút này trước cửa trang viên, đã đầy ắp cả người, vô số chiếc xe sang trọng hướng về nơi này chạy tới, sau đó đậu ở phụ cận trang viên. Đại lão các thế lực lớn, dối giết từ trên xe đi xuống, xoay người tiến vào trong trang viên. Trừ thủ lĩnh các thế lực ra, cũng có rất nhiều người thường chạy tới hóng hớt, muốn chứng kiến lần thịnh yến trở về này của Atula. Mà trừ số đó ra, còn có một vài đơn vị truyền thông tương đối đặc thù của độc lập châu, muốn canh để săn một ít tin tức bùng nổ, Phong tỷ, đến rồi, thất tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, cũng không nôn nóng xuống xe, mà lại ngồi ở ghế sau, quan sát tình huống bên ngoài trang viên. Rất nhanh, có người vây xem chú ý tới chiếc xe thất tinh lái tới, thần sắc không khỏi kinh ngạc. Không sợ minh thất tinh, hắn làm tài xế, người đến kia, sẽ không phải là không sợ minh chủ tóc húi của ca đi. Tóc húi của ca bạch phong, Đùa gì thế, Bạch Phong không phải là đã sớm mất tích nhiều năm sao. Đoán chừng là một vị cao tầng nào đó của không sợ minh thôi. Ha ha, ngu đần, không sợ minh chủ một đoạn thời gian trước cũng đã trở về rồi, người ngay cả điều này cũng không biết sao. Không sai, ba ngày trước, sứ giả Atula đi đến không sợ minh đòi cống phẩm, còn bị không sợ minh chủ đuổi ra. Giờ phút này, bao gồm một vài đơn vị truyền thông tương đối đặc thù của độc lập châu, đã đem máy quay phim nhắm ngay vào vị trí chiếc xe của Thất Tinh. Không sợ Minh chủ trở về, đây chính là một tin cực kỳ hot. Không sợ Minh chủ trở lại Độc Lập Châu, coi như là khiêm tốn, hôm nay vẫn là lần đầu tham gia loại hội nghị giữa các thế lực lớn của Độc Lập Châu như thế này, cũng như lần đầu tiên xuất hiện ở trước công chúng. Cơ cấu truyền thông của Độc Lập Châu, cùng hoa quốc cơ bản giống nhau, chỉ bất quá lại có chút khác biệt. Sự tình mà các đơn vị truyền thông Độc Lập Châu này chú ý chỉ có tin tức giữa các thế lực lớn, mà những thứ này cũng là sự việc mà dân chúng của độc lập châu quan tâm. Nếu như ở tại Hoa Quốc, các đơn vị truyền thông có lẽ sẽ bỏ chút công sức ở trên các tin tức giải trí, nhưng còn độc lập châu, các thế lực lớn lại giống như giới giải trí tại Hoa Quốc. Từ góc độ nào đó mà nói, ý nghĩa là giống nhau. Năm đó, Atula bị các thế lực lớn vây công, không sợ Minh này lại là chỗ đánh hung hăng nhất, tích cực nhất. Mà Tu La chủ trở về, không có khả năng sẽ tùy tiện bỏ qua cho không sợ minh. Lần này tu la chủ hạ lệnh, triệu tập nhiều thế lực như vậy tham gia hội nghị, vậy mà không sợ minh chủ lại có thể cũng dám tham gia. Lá gan cũng có phần quá lớn rồi. Ha ha ha, không sợ minh mặc dù đáng sợ, nhưng không sợ minh hôm nay, lại kém xa tít tắp không sợ minh thời kỳ cường thịnh năm đó. Huống chi, cho dù là không sợ minh thời kỳ cường thịnh, gặp phải Atula, cũng không làm nên chuyện gì. Không sợ minh chủ này, Quả nhiên vẫn giống như năm đó, không sợ trời không sợ đất. Chỉ bất quá, lần này sợ là phải trả giá thật lớn rồi. Haha, ha, tôi phỏng chừng lần này, tu la chủ chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho không sợ minh chủ. Nói không chừng, hôm nay không sợ minh chủ liền sẽ chết ở bên trong hội nghị này. Theo mọi người nghị luận ẩm ý, bắt đầu xuống xe, đem cửa xe bên trái mở ra. Rất nhanh, Diệp Oản Oản mặc một bộ đồ lụa đen, chậm rãi từ trong xe con đi ra nhìn thấy Diệp Oản Oản, không ít ánh mắt người vây xem, dối giết rơi vào trên người Diệp Oản Oản, bao gồm cả một vài phóng viên thuộc đơn vị truyền thông đặc thù của Độc Lập Châu, cũng nhanh chóng vây lấy nàng. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 1400